Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 29. Mới vừa gặp mặt đã lập tức bị mắng, Lê Việt Cường cũng thấy rất buồn bực. Ông nhìn người đàn ông có mũi chim ưng này, thật hận không thể đánh gã một trận. Lúc trước khi bị đánh, cái tên có mũi chim ưng này cũng đánh ông ta không ít. Mẹ nó, mày còn dám lớn tiếng với tao. Lê Việt Cường giận dữ, một nắm đâm được đánh tới nhanh như chớp. Rầm. Tên mũi chim ưng bị trúng một quyền, sông mũi ngay lập tức bị lõm xuống. À, con mẹ nó, ông đúng là muốn chết mà. Mũi chim ưng mắng to lên, lập tức xoay người chạy vào trong sân. Lê Việt Cường thế nhưng lại không dám đi vào trong sân, ông ta quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên một cái, có chút không biết phải làm sao. Lúc này Hoàng Thiên cũng không có nói một lời nào, anh chắp hai tay sau lưng sải bước ởi vào trong sân. Lê Việt Cường cũng là người đáng tin cậy, đi sát theo sau lưng Hoàng Thiên, cùng anh đi vào. Cùng lúc đó, bên trong sân của nhà họ Trịnh đã có mười mấy người đang đứng, trong tay tất cả đều cầm vũ khí, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và Lê Việt Cường. Cầm đầu là một người đàn ông khoảng ngoài 20, người đàn ông này có dáng vẻ trắng trẻo, trên người đều là đồ hàng hiệu, miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ kiêu ngạo phách lối, đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Lê Việt Cường, ông còn dám quay lại sao, còn ìm thêm cả người tới giúp đỡ nữa. Người đàn ông trẻ tuổi bĩu môi, rất hung ác nhìn chằm chằm vào Lê Việt Cường nói. Lê Việt Cường không có để ý tới cái người đàn ông trẻ tuổi này, mà nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, tên nhóc này chính là con trai của Trịnh Lạc Bình, Trịnh Thành. Ừ, trên mặt Hoàng Thiên không có lộ ra biểu cảm gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Vừa thấy Hoàng Thiên còn dám phớt lờ như vậy, Trịnh Thành thật đúng là không chịu được. Con mẹ nó, cái thằng này từ đâu ra vậy hả, không biết sống chết như vậy sao? Trịnh Thành hùng hùng hổ hổ, giơ cây gậy sắt ở trong tay lên, đi tới gần Hoàng Thiên. Gã ta vừa hành động như vậy, mười mấy tên đàn em cũng đồng thời đi theo phía sau. Đối với bọn họ mà nói, đánh những trận như này là thích nhất, mười mấy người đối phó với hai người, cho dù có đánh như thế nào cũng sẽ không bị thua. Hơn nữa còn có Trịnh Thành ở chỗ này nữa, đây chính là cậu chủ của bọn họ, cũng không thể có một chút sơ suất nào được. Trịnh Thành, tên nhóc cậu không cần phải kiêu ngạo như vậy. Biết người này là ai không hả? Đây chính là cậu Thiên của thành phố Bắc Ninh đó. Nghe lời mà thức thời một chút đi, lập tức thả anh trai và cháu gái của tôi ra, nếu không thì sẽ khiến cho nhà họ Trịnh mấy người không ai được yên. Lê Việt Cường ỉ vào lá gan lớn, to miệng quát Trịnh Thành. Sở dĩ ông ta ỉ vào sự can đảm như vậy, là bởi vì trong lòng Lê Việt Cường không biết nên làm như thế nào. Trước đây bị Trịnh Thành hành hạ không nhẹ, bây giờ lại chỉ có hai người là ông ta với Hoàng Thiên, thì làm sao ông ta có thể không sợ cho được. Trịnh Thành vừa nhìn thấy Lê Việt Cường còn dám cãi lại mình như vậy, không khỏi lạnh lùng cười ha ha một trận. Lê Việt Cường, có phải là đầu óc của ông bị úng nước không hả? Tìm tới đây gây sức ép thì lập tức cho rằng là mình ghê gớm lắm sao? Biết không, hai người các ông cũng phải chết ở chỗ này. Trịnh Thành nở nụ cười lạnh lẽo. Trong lòng Lê Việt Cường đột nhiên thấy trầm xuống, ông ta biết Trịnh Thành cũng vì không phải là hù dọa người, với tính tình của cha con nhà họ Trịnh này, thật đúng là có thể làm ra được loại chuyện cướp của giết người. Bây giờ Lê Việt Cường cũng không dám nói lời nào nữa, mà liếc mắt nhìn Hoàng Thiên đứng bên cạnh, nghĩ thầm hôm nay sống chết ra sao, đều phải nhờ vào Hoàng Thiên đây, chỉ mong là anh có thể ra sức. Hoàng Thiên không để ý đến Lê Việt Cường, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng cứu Lê Hạ Mai ra mà thôi, chậm thêm một phút, Lê Hạ Mai lại nhiều hơn một phần nguy hiểm. Mặc dù cục diện trước mắt rất không có lợi, nhưng Hoàng Thiên cũng không thể chờ đợi được nữa. Nếu như chờ Lão Việt tới đây, nói không chừng Lê Hạ Mai đã bị giết hại rồi. Trịnh Thành đúng không, cậu gọi cha của cậu ra đây. Hoàng Thiên chỉ vào Trịnh Thành, trầm giọng nói. Câu nói này khiến Trịnh Thành cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ thầm cái tên họ Hoàng này còn rất ghê gớm đó, nếu không phải là đầu óc bị hỏng, thì chắc chắn chính là phát triển lệch rồi, một mình chạy đến chỗ này còn dám ngông cuồng, đây không phải là tới tự sát thì là gì nữa. Ha ha. Tên kia mày có biết là mình đang nói chuyện với ai không hả? Trịnh Thành cười ha ha một tiếng, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nào có tâm trạng nói nhảm với Trịnh Thành, lúc này sắc mặt của anh trầm xuống, giơ tay túm lấy cổ áo của Trịnh Thành. Con mẹ nó! Trịnh Thành không thể nào ngờ tới là Hoàng Thiên lại dám túm lấy cổ áo của gã, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, khiến gã không có thời gian phản ứng kịp. Mẹ kiếp, mày muốn chết mà! Trịnh Thành hoàn toàn bị chọc giận. Vung mạnh cây gậy sắt lên đánh Hoàng Thiên. Nhưng mà khoảng cách thật sự là quá gần, gậy sắt trong tay Trịnh Thành hoàn toàn không thể vung lên được. Bịch! Đầu gối của Hoàng Thiên đánh trúng bụng của Trịnh Thành,
khiến tên này đau tới mức phải gào khóc lên thành tiếng. À, đau chết mất, bọn mày cũng xông lên giết chết cái tên họ Hoàng này cho tao. Trịnh Thành cong lưng, quát lên với mấy tên đàn em. Gã vừa ra lệnh một tiếng, mười mấy người lập tức cầm vũ khí xông lên, bao vây xung quanh Hoàng Thiên và Lê Việt Cường, chuẩn bị ra tay. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu của bọn họ chính là Hoàng Thiên, cái tên Lê Việt Cường kia, bọn họ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Mặc dù trước đó Lê Việt Cường bị đánh không nhẹ, nhưng vừa nhìn thấy Hoàng Thiên mạnh như vậy, ông ta lại có thêm dũng khí. Bắt giặc phải bắt vua trước, đạo lý này Trịnh Thành vẫn hiểu được. Thấy Trịnh Thành bị Hoàng Thiên bắt được, Lê Việt Cường đã biết là cơ hội của mình tới rồi. Tất cả dừng hết tay lại, ai mà dám động một cái, tôi sẽ lập tức đâm chết Trịnh Thành. Lê Việt Cường đột nhiên lấy một con dao từ bên hông ra, đặt lên trên cổ của Trịnh Thành, ra lệnh cho hơn 10 tên đàn em của Trịnh Thành dừng lại. Mười mấy người đang chuẩn bị ra tay, vừa nhìn thấy cậu chủ bị Lê Việt Cường dùng dao găm đặt lên trên cổ, tất cả bọn họ đều lập tức dừng lại, không dám cử động một chút nào. Dù sao nếu cậu chủ có xảy ra sơ sót gì, bọn họ cũng đều không thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Bảo người của cậu bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm cạnh chân tường đi. Hoàng Thiên trầm giọng quát lên với Trịnh Thành. Trịnh Thành đang tức giận, làm sao có thể nghe lời của Hoàng Thiên được. Ông nội nhà mày, có gan thì bọn mày cứ giết tao đi, để tao xem bọn mày có thể còn sống mà rời khỏi nơi này được hay không. Trịnh Thành tức giận mở miệng mắng to, vẻ mặt không phục nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lê Việt Cường không nghĩ tới là tên nhóc Trịnh Thành lại có thể không sợ chết như vậy, dao kề trên cổ cũng không có bị dọa sợ sao. Lúc này Lê Việt Cường có chút không biết làm sao, làm thịt Trịnh Thành, đương nhiên là ông ta không dám rồi. Chỉ cần Trịnh Thành vừa chết, sợ là ông ta và Hoàng Thiên cũng khó có thể chạy thoát khỏi chỗ này. Vậy mà, lúc này Hoàng Thiên lại nhận lấy dao từ trong tay Lê Việt Cường. Hoàng Thiên, anh. Lê Việt Cường giống như là ý thức được cái gì đó, kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên. Chỉ thấy Hoàng Thiên giơ tay chém xuống, đâm về phía cổ của Trịnh Thành. À, đừng giết tôi. Trịnh Thành bị dọa sợ tức mức giọng nói cũng phát run, vội vàng tránh sang bên cạnh, hẳn là muốn trốn một dao kia. Lưỡi dao lướt qua cổ của Trịnh Thành, chỉ cần Trịnh Thành chậm hơn một chút, thì có lẽ sẽ bị đâm chết tại chỗ rồi. Mày đừng có lộn xộn nữa, nghe lời một chút đi. Hoàng Thiên tức giận nhìn Trịnh Thành, lớn tiếng quát. Trái tim của Trịnh Thành cũng bị dọa sợ tới mức trực tiếp run rẩy. Gã phát hiện là mình thật sự nghĩ sai rồi, cái người tên Hoàng Thiên cũng không phải là dễ chọc, còn thật sự dám ra tay nữa. Trịnh Thành sợ tới mức cả người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Được được, cậu Thiên, anh bớt giận, tôi cái gì cũng đều nghe theo anh hết, vậy có được không? Trịnh Thành đàng hoàng hơn rất nhiều, đã hoàn toàn bị Hoàng Thiên làm cho sợ hãi. Bọn mày lập tức bỏ hết vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm bên cạnh chân tường đi. Trịnh Thành lại vội vàng bổ sung thêm một câu, ra lệnh cho thuộc họ ôm đầu ngồi xổm thật tốt. Mệnh lệnh của gã còn chưa có ai dám chống lại, mười mấy tên đàn em này đều không tình nguyện ném vũ khí đi, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống chỗ chân tường, ngồi đó suy ngẫm. Hoàng Thiên thấy Trịnh Thành cũng coi như là biết thức thời, lúc này anh không có kéo dài thời gian thêm nữa, kéo Trịnh Thành đi vào trong biệt thự của nhà họ Trịnh. Trong lòng Lê Việt Cường cảm thấy cực kỳ kích động, ông ta thấy Hoàng Thiên đúng thật là một người rất trâu bò. Lê Hạ Mai bị giam ở đâu? Sau khi Hoàng Thiên đi vào biệt thự, hỏi Trịnh Thành. Trịnh Thành thật sự là bị dọa sợ rồi, gã ta không dám giả vờ im lặng nữa, chỉ dưới đất, lắp bắp nói, ở tầng hầm dưới lòng đất. Dẫn tao đi. Hoàng Thiên vừa nói, vừa áp giải Trịnh Thành đi về phía trước. Trịnh Thành thấy vô cùng khẩn trương, cho dù gia đình của gã rất giàu có, nhưng mà gã ta còn chưa có sống đủ đâu. Bình thường ăn hiếp mấy người dễ bắt nạt khác còn được. Khi gặp phải loại người tàn nhẫn như Hoàng Thiên, gã cũng không có cái lá gan đó. Cậu Thiên, đây chính là tầng hầm dưới đất, anh có đi vào cùng tôi không? Trịnh Thành hỏi Hoàng Thiên một câu, cố gắng nở một nụ cười. Mày cười cái gì chứ? Hoàng Thiên nổi giận, đột nhiên tát một cái lên mặt của Trịnh Thành. Chát một tiếng, Trịnh Thành bị đánh tới mức trên đầu toàn là những ngôi sao đang quay vòng vòng. Con mẹ mày, họ Hoàng kia mày chờ đó cho tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Trịnh Thành mắng thầm Hoàng Thiên ở trong lòng, đã tức đến mức nổi giận đùng đùng. Hoàng Thiên cũng biết là tên nhóc Trịnh Thành này không phục, nhưng anh cũng không có nói cái gì nữa, túm lấy cổ áo của Trịnh Thành, để cho tên nhóc này đi trước dẫn đường. Trịnh Thành nhập mật khẩu vào cái khóa cửa phòng tầng hầm của nhà gã còn được trang bị công nghệ rất tiên tiến,
sau khi cửa sắt được mở ra, tên nhóc này đi vào trước. Sau khi đi qua hơn 20 cái bậc thang, rốt cuộc cũng nhìn thấy được ánh sáng ở trước mặt. Chỉ nghe thấy bên trong có một cô gái bướng bỉnh hét lên, Trịnh Lạc Bình, tên xúc sinh nhà ông, nếu ông dám vô lễ thì tôi chắc chắn sẽ thiến ông. Giọng nói của cô gái này rất ngang ngược, nhưng Hoàng Thiên nghe được sự run rẩy trong giọng nói của cô. Đó là loại cảm giác lo lắng cực độ, có thể nghe được âm thanh run rẩy phát ra. Nhưng chuyện này cũng có thể giải thích được, bị giam cầm trong tầng hầm ngầm như thế này, bên cạnh lại có loại người ác độc như Trịnh Lạc Bình, kể cả có là một người đàn ông cũng không thể chịu nổi. Huống gì là một người phụ nữ, chắc chắn là sợ hãi rồi. Trong lòng Hoàng Thiên rất tức giận vì anh biết người con gái này chính là Lê Hạ Mai. Cuối cùng, Lê Hạ Mai cũng vì giúp đỡ Hoàng Thiên nên mới đắc tội Trịnh Lạc Bình, đây mới là sự thật. Cho nên Hoàng Thiên vẫn cảm thấy có chút án náy với Lê Hạ Mai, cảm giác những chuyện này đều là do Trương Thục Vân mà ra, còn làm liên lụy đến Lê Hạ Mai. Nhưng mà cũng có thể nói là Hoàng Thiên liên lụy đến Lê Hạ Mai, Hoàng Thiên cũng nghĩ như vậy. He he he, Hạ Mai à, cháu định đối xử không khách khí như vậy với chú Bình sao? Đừng quên chú và cha của cháu là bạn tốt. Giọng Trịnh Lạc Bình truyền đến, cười vô cùng hèn hạ vô liêm sỉ. Hừ, ông cũng xứng đáng làm bạn của cha tôi sao? Cha tôi không có loại bạn bè không ra gì như ông. Lê Hạ Mai tức điên lên, hừ một tiếng. Bốp! Ngay sau đó là một âm thanh vang lên, theo sau là tiếng kêu đau của Lê Hạ Mai. Hoàng Thiên một mực giữ Trịnh Thành ở bên cạnh mình. Người khác còn chưa làm gì anh đã quát to một tiếng, dừng tay. Tiếng hét này quả thật có tác dụng, ở bên trong Trịnh Lạc Bình thật sự không tiếp tục đánh Lê Hạ Mai nữa. Họ Hoàng, mày muốn chết sao, thả tao ra nhanh. Trịnh Thành lớn tiếng hét với Hoàng Thiên, gã vừa thấy cha mình bỗng nhiên dũng khí tăng lên rất nhiều. Mày nói thêm một chữ nữa, tao lập tức cho mày đi gặp Diêm Vương. Hoàng Thiên thấp giọng quát, con dao trong tay càng dí sát vào cổ Trịnh Thành thêm một chút. Trịnh Thành bị đau đến mức hét lên, cổ bị cứa đến chảy máu, gã bị dọa sợ, không dám nói nhảm gì nữa. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Trịnh Thành bên ngoài, Trịnh Lạc Bình vậy mà không giữ được bình tĩnh, hét lên, Hoàng Thiên. Đừng làm con trai tao bị thương, nếu không mày sẽ phải hối hận. Hừ hừ, người phải hối hận là ông thì đúng hơn. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, áp lấy Trịnh Thành đi vào một cái cửa nhỏ bên trong tầng hầm. Lê Việt Cường có gan đi theo sau. Nếu như Hoàng Thiên không ở đây, dù có nói gì Lê Việt Cường cũng không dám đi vào căn phòng dưới đất này. Hoàng Thiên đi vào cửa nhỏ, bên trong rộng rãi, ánh sáng cũng rất đủ, trong tầng hầm đèn đuốc sáng trưng. Chỉ thấy một chiếc ghế đơn độc, Lê Hạ Mai đang ngồi trên ghế, chỉ là cô không tự nguyên ngồi lên mà hai tay bị trói trên ghế, hai chân cũng bị trói vào hai chân ghế, không thể động đậy một chút nào. Lê Hạ Mai lúc này nhìn thấy Hoàng Thiên, trong mắt cô ấy lập tức hiện ra vẻ mong chờ. Cô thật sự không ngờ ngay lúc mình nguy hiểm nhất thì Hoàng Thiên lại xuất hiện trước mặt cô. Cậu Thiên, sao anh lại đến đây? Lê Hạ Mai vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy lo lắng cho Hoàng Thiên. Dù sao đây cũng là địa bàn của Trịnh Lạc Bình, mà hình như Hoàng Thiên một thân một mình đến đây. Không đợi Hoàng Thiên nói câu nào, Lê Việt Cường đã đi vào nói với Lê Hạ Mai. Hạ Mai, chú đến thành phố Bắc Ninh tìm cậu Thiên đến đây cứu cháu. Chú! Lê Hạ Mai ngạc nhiên nói không nên lời. Cô ấy cảm giác chú mình vẫn có cách, vậy mà lại nghĩ đến việc đến thành phố Bắc Ninh nhờ Hoàng Thiên giúp đỡ. Làm cô ấy kinh ngạc hơn chính là Hoàng Thiên vậy mà bất chấp nguy hiểm đến đây cứu cô ấy. Cha, nhanh nhanh cứu con, Hoàng Thiên muốn giết con. Vẻ mặt Trịnh Thành khẩn thiết hét lên với Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình tức đến mặt mày xanh mét, ông ta chỉ có một đứa con trai là Trịnh Thành, nếu như bị Hoàng Thiên làm thịt thật thì cũng có thể xem như đã tuyệt hậu. Nhưng Trịnh Thành lại đang bị Hoàng Thiên dùng dao uy hiếp, chuyện này đúng là khó giải quyết, Trịnh Lạc Bình gấp đến mức xoay vòng vòng. Hoàng Thiên, mày bắt con trai tao thì có gì mà giỏi? Thả con trai tao ra. Trịnh Lạc Bình lớn tiếng quát tháo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe được chỉ cảm thấy buồn cười, tên Trịnh Lạc Bình này làm sao còn có mặt mũi để nói mấy câu này. Ha ha, vậy thì mày bắt cô Mai là chuyện đương nhiên sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hỏi lại Trịnh Lạc Bình. Mẹ nó, mày còn dám nói vậy với tao? Đừng quên đây là địa bàn của Trịnh Lạc Bình tao. Trịnh Lạc Bình hùng 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 hổ hổ nói, đây là nơi ở của ông ta, đúng là ông ta cũng không có lý do gì phải sợ Hoàng Thiên. Thấy Trịnh Lạc Bình hung hăng như thế trong lòng Hoàng Thiên càng thêm khó chịu. Anh đã gặp rất nhiều tên cứng đầu, nhưng mặt hàng như Trịnh Lạc Bình này anh thật sự không thèm để vào mắt. Nếu không phải Lê Hạ Mai bị Trịnh Lạc Bình khống chế,
Hoàng Thiên đã đi lên đánh cho Trịnh Lạc Bình thành chó rồi. Thả cô Mai ra còn ân oán của chúng ta có thể từ từ xử lý. Hoàng Thiên quát lên với Trịnh Lạc Bình. Đôi mắt nhỏ của Trịnh Lạc Bình đảo vòng vòng, ông ta cũng không muốn thả Lê Hạ Mai, dù sao Hoàng Thiên vẫn khá lợi hại, ông ta không có cảm giác chắc chắn thắng. Mà mặc dù lúc này Hoàng Thiên ở đây một mình nhưng Trịnh Lạc Bình không biết rốt cuộc Hoàng Thiên đưa bao nhiêu người đến cùng, lỡ như những người Hoàng Thiên đưa đến đều mai phục ở bên ngoài thì làm sao? Cho nên Trịnh Lạc Bình không có ý định thả Lê Hạ Mai, chuẩn bị cò kè mặc cả với Hoàng Thiên một phen. Hừ, muốn tao thả Lê Hạ Mai cũng được thôi, mày thả con trai tao ra trước đã. Trịnh Lạc Bình lạnh lùng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ghét nhất có người bàn điều kiện với anh vốn đã chướng mắt tên Trịnh Lạc Bình này, lúc này Hoàng Thiên đã không có chút kiên nhẫn nào nữa. Tao nói lại một lần nữa, thả Lê Hạ Mai ra. Hoàng Thiên lớn tiếng quát, trong mắt đã hiện ra sự lạnh lùng. Làm sao Trịnh Lạc Bình không nhìn ra Hoàng Thiên đúng là có chút vội, ông ta sợ anh thật sự làm liều. Mà Trịnh Thành còn ở trong tay Hoàng Thiên, dao còn đang ở trên cổ Trịnh Thành, chỉ cần tay Hoàng Thiên khẽ động thì cái mạng nhỏ của Trịnh Thành coi như xong. Nghĩ đến đây Trịnh Lạc Bình không dám chọc giận Hoàng Thiên một lần nữa, sau đó nói với Lê Hạ Mai còn đang bị trói ở trên ghế, cháu gái, nói với Hoàng Thiên bỏ dao xuống thả Trịnh Thành ra, như vậy sẽ tốt cho cả cháu và Hoàng Thiên. Trịnh Lạc Bình, trong lòng ông nghĩ gì ai cũng biết. Không nên nghĩ người khác cũng là đồ đần, ông muốn mạng sống của con ông thì trước tiên thả tôi với cha tôi ra đã. Lê Hạ Mai tức giận nói. Làm cho Trịnh Lạc Bình tức giận đến phát điên, ông ta nghĩ rằng bắt Lê Hạ Mai và cha của Lê Hạ Mai lại thì có thể thoải mái chút giận, không ngờ nửa đường Hoàng Thiên lại xuất hiện, còn bắt Trịnh Thành. Không khí dường như đông cứng lại, Trịnh Lạc Bình cũng không lên tiếng, đứng ở đó không biết đang nghĩ cái gì. Bên cạnh Trịnh Lạc Bình là mấy tên tay sai, những người này không có mệnh lệnh của ông chủ, tất nhiên cũng không dám làm chuyện gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trịnh Lạc Bình cuối cùng cũng không gồng được nữa. Ông ta nhìn Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên, chúng ta cùng nhau thả người ra đi, tao nghĩ mày cũng không mong Lê Hạ Mai xảy ra chuyện. Lê Hạ Mai nghe thấy Trịnh Lạc Bình nói như vậy, cô ấy cảm thấy vô cùng thất vọng và đau khổ. Tên Trịnh Lạc Bình này, mình vẫn luôn gọi ông ta là chú Bình. Không ngờ bây giờ chú Bình đã trở mặt thành thù với cô ấy, mà Hoàng Thiên mới quen lại thành vị cứu tinh của cô ấy. Cuộc sống vốn tràn ngập những điều bất ngờ như thế, trong lòng Lê Hạ Mai lúc này vô cùng hỗn loạn. Hoàng Thiên nhìn ra sự vội vàng của Trịnh Lạc Bình, đừng nhìn tên này đang giả vờ bình tĩnh, thật ra trong lòng đang hoảng sợ đến mức không đi nổi rồi. Dù sao con ông ta cũng đang trong tay Hoàng Thiên không tin tên này dám từ bỏ mạng sống của con mình. Vừa nghĩ đến cha của Lê Hạ Mai còn đang bị bắt, Hoàng Thiên biết rằng không thể cứ vậy mà thả Trịnh Thành, cũng phải cứu luôn cha của Lê Hạ Mai ra mới được. Cha của Lê Hạ Mai đâu? Lúc này Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình âm thầm cắn răng, ông ta hận Hoàng Thiên thấu xương, hận không thể ngay lập tức giết chết Hoàng Thiên. Mày đúng là tham lam, không phải là thích con bé Lê Hạ Mai này sao, tao đưa nó cho mày là được rồi, mày vẫn còn muốn nữa sao? Trịnh Lạc Bình rất phách lối hỏi Hoàng Thiên. Thấy Trịnh Lạc Bình lớn lối như thế, Hoàng Thiên không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra tên Trịnh Lạc Bình này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ông ta thật sự không biết mình đang đối mặt với ai sao. Xem ra ông không muốn thấy con mình sống, vậy được rồi, bây giờ tôi liền cho ông xem. Hoàng Thiên không nói nhảm với Trịnh Lạc Bình một chút nào, ngay lập tức nắm lấy tóc Trịnh Thành, một tay khác giơ dao lên, muốn giết tên Trịnh Thành đen đủi này. Nhìn thấy Hoàng Thiên muốn đánh thì Trịnh Thành sợ đến nỗi đái ra quần. Chuyện mà gã luôn lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cha cứu con, Hoàng Thiên thực sự dám giết con đó, cha không nên chọc giận anh ta. Trịnh Thành kêu khóc, anh ta thật sự bị dọa cho thê thảm hung hăng năn nỉ Trịnh Lạc Bình. Mẹ kiếp! Trịnh Lạc Bình cũng trợn tròn mắt, vốn đi ông ta tưởng rằng Hoàng Thiên chỉ dám dẫn Lê Việt Cường tới chứ không dẫn Trịnh Thành tới. Dù sao nếu không có Trịnh Thành làm con tin thì Hoàng Thiên sẽ bị đàn em của ông ta liên thủ đánh. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng khí thế của Hoàng Thiên không hề giảm, giống như hoàn toàn không có kiêng kỵ điều gì hết, cứ như vậy muốn lấy mạng của Trịnh Thành. Hoàng Thiên mày đừng đánh, chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó. Rốt cuộc thì Trịnh Lạc Bình cũng không chịu được vội vàng la lên. Hoàng Thiên thật sự là không hù dọa Trịnh Lạc Bình, Hoàng Thiên nhìn thấy rốt cuộc thì con hàng này cũng sợ nên không làm thịt Trịnh Thành. Nhưng mà vì muốn cảnh cáo Trịnh Lạc Bình nên Hoàng Thiên vẫn ra tay. Phập, Trịnh Thành hét thảm. Cánh tay của gã đã bị Hoàng Thiên đâm bị thương. Nếu như còn nói nhảm với tao nữa thì tao không bảo đảm con của mày có đi gặp Diêm Vương hay không đâu.
Hoàng Thiên nói năng mạnh mẽ hoàn toàn làm cho Trịnh Lạc Bình kinh hãi, chỉ thấy Trịnh Lạc Bình theo bản năng khẽ gật đầu, không dám nói gì nữa. Lê Việt Cường nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng âm thầm kính nể Hoàng Thiên, ông ta nghĩ thầm cậu Thiên thật là giỏi, Trịnh Lạc Bình vậy mà lại bị cậu Thiên trị đến nỗi nghe theo răm rắp. Lê Hạ Mai cũng cảm thấy như thế, đôi mắt to xinh đẹp của cô ấy nhìn về phía Hoàng Thiên, thật sự là không ngờ Hoàng Thiên lại đáng sợ như vậy, hơn nữa lại vô cùng cứng rắn làm cho Trịnh Lạc Bình không có bất cứ suy nghĩ nào khác. Lập tức thả cha của Lê Hạ Mai ra. Hoàng Thiên không muốn tiếp tục kéo dài thời gian với Trịnh Lạc Bình nên lúc này mới quát lớn. Làm cho Trịnh Lạc Bình bị dọa sợ đến nỗi lập tức run rẩy. Ông ta phát hiện khí thế của Hoàng Thiên thật sự là quá dũng mãnh, loại người này hắn là không chọc nổi. Trịnh Lạc Bình thua về khí thế nên cũng mất đi sức mạnh, ông ta lo lắng Hoàng Thiên lại làm hại Trịnh Thành nên vội vàng nói với cấp dưới, nhanh đi dẫn Lê Bảo Đại ra ngoài. Vâng vâng vâng. Hai cấp dưới của Trịnh Lạc Bình vội vàng trả lời rồi nhanh chóng chạy vào bên trong một căn phòng tối đỡ một người đàn ông trung niên đi ra. Cha! Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên này thì Lê Hạ Mai đau lòng khóc rồi kêu lên. Người đi ra chính là Lê Bảo Đại, cha của Lê Hạ Mai. Chỉ thấy Lê Bảo Đại thật sự là thê thảm, mặt mũi ông ta tràn đầy máu, một chân còn bị thương ngay cả bước đi cũng rất là khó khăn. Lại nhìn lên trên mặt thì thấy sắc mặt của Lê Bảo Đại rất xấu, trên mặt cũng không còn giọt máu, đã bị giày vò đến nỗi sắp không chịu nổi nữa. Hạ Mai, con không sao chứ? Lê Bảo Đại đè nén sự tức giận ở trong lòng, lúc này ông ấy lo lắng nhất chính là con gái của mình. Con không sao, cha à, cha sao rồi? Lê Hạ Mai cực kỳ đau lòng nhìn Lê Bảo Đại. Cha không chết được. Lê Bảo Đại cắn răng nói, hiện tại ông ấy thật sự rất hận Trịnh Lạc Bình, người bạn cũ này vậy mà lại bắt ông ấy rồi lại đối xử độc ác làm cho ông ấy trở thành dáng vẻ như thế này. Trước đó bởi vì Lê Hạ Mai làm mất lòng Trịnh Lạc Bình nên sau khi Hoàng Thiên vừa mới rời đi thì Trịnh Lạc Bình đã ra tay với Lê Hạ Mai. Lê Bảo Đại biết Lê Hạ Mai bị Trịnh Lạc Bình bắt, lúc này bèn dẫn theo đám cấp dưới đến lý luận với Trịnh Lạc Bình, nào ngờ vừa mới tới nhà của Trịnh Lạc Bình thì đã trúng phục kích của Trịnh Lạc Bình. Lê Bảo Đại và tất cả cấp dưới đều bị đánh ngã, chỉ còn lại Lê Việt Cường chạy thoát được nên đã đến thành phố Bắc Ninh cầu cứu Hoàng Thiên. Lúc này Lê Bảo Đại kìm nén tất cả sự tức giận ở dưới đáy lòng, ông ấy quyết định một khi có cơ hội thì chắc chắn phải chơi chết Trịnh Lạc Bình. Anh Đại, ha ha, anh cũng đừng trách tôi, tất cả là do Hạ Mai thông đồng với người ngoài đối đầu với tôi chỉ muốn trừng trị con bé mà thôi, nào ngờ anh lại dẫn người đến liều mạng với tôi. Anh nói xem nếu như anh liều mạng với tôi thì tôi sẽ không đánh trả lại sao? Trịnh Lạc Bình cười ha ha nói với Lê Bảo Đại. Họ Trịnh kia, ông không cần phải nói với tôi những điều này. Sau này chúng ta cứ chờ xem. Lê Bảo Đại cắn răng nói rồi không tiếp tục để ý tới Trịnh Lạc Bình nữa. Trịnh Lạc Bình rất xấu hổ, lúc này ông ta nhìn Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên, tôi đã thả tha cha của Hạ Mai ra rồi, anh có thể thả người ra được chưa? Hoàng Thiên cười lạnh lùng nhìn Trịnh Lạc Bình nói, trước tiên đưa họ đi ra ngoài đã, lát nữa tôi sẽ thả con của ông ra. Mày! Trịnh Lạc Bình tức giận đến mức muốn nổ phổi, ông ta đã xông xáo nhiều năm như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được đối thủ khó chơi giống như Hoàng Thiên. Mày cái gì mà mày? Không phục sao? Hoàng Thiên sa sầm mặt, anh không có cảm tình gì với Trịnh Lạc Bình, chỉ cần Trịnh Lạc Bình lại nói thêm một câu nữa thì Hoàng Thiên không ngại để Trịnh Thành chịu đau khổ thêm một lúc nữa. Cuối cùng Trịnh Lạc Bình cũng không dám nổi giận, ông ta cắn răng nói. Được được được, bây giờ tôi sẽ thả người. Dứt lời Trịnh Lạc Bình để cấp dưới cởi trói cho Lê Hạ Mai rồi lại phái người đỡ Lê Bảo Đại đi ra bên ngoài tầng hầm. Lê Hạ Mai nhìn thấy cha cô ấy đi ra, lúc này cô ấy nhìn Hoàng Thiên với vẻ biết ơn nói, cậu Thiên, chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài thôi. Giọng nói rất là êm tai làm cho Hoàng Thiên nghe thấy cũng không khỏi hơi động lòng. Không thể không nói Lê Hạ Mai thật sự rất xinh đẹp làm người ta say đắm, giọng nói lại êm tai, tính cách cũng thật sự không tệ. Nếu như là người đàn ông bình thường thì chỉ sợ là đã đắm chìm từ lâu rồi, sẽ điên cuồng thích cô chủ nhà họ Phùng này. Thế nhưng Hoàng Thiên lại không phải là người bình thường, hơn nữa ở trong lòng của anh cũng chỉ có một mình vợ Lâm Ngọc An. Được, cô đi ra ngoài trước đi. Hoàng Thiên khẽ gật đầu với Lê Hạ Mai, vẻ mặt của anh rất bình thản. Lê Hạ Mai bèn buồn bực, bởi vì bản thân cô ấy không đủ làm cho người ta say mê sao. Tại sao cậu Thiên lại chẳng thèm nhìn cô ấy chút nào? Hay là cậu Thiên cố ý giả vờ đứng đắn? Nếu như anh không thích cô ấy, vì sao anh lại mạo hiểm tới đây cứu cô ấy chứ? Trong lòng của Lê Hạ Mai cực kỳ nghi ngờ, đương nhiên cô ấy cũng cực kỳ tò mò về Hoàng Thiên rồi lại càng thêm hứng thú với người đàn ông này.
Nơi này cũng không phải là chỗ để nói chuyện yêu đương nên Lê Hạ Mai nhanh chóng đi ra khỏi tầng hầm. Cậu Thiên, chúng ta cũng đi ra ngoài chứ? Lòng bàn tay của Lê Việt Cường toát đầy mồ hôi, lúc này thầm nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ gật đầu áp giải Trịnh Thành rồi dẫn theo Lê Việt Cường đi ra khỏi tầng hầm. Trịnh Lạc Bình nhìn thấy đám người Hoàng Thiên đều đã đi ra ngoài, lúc này ánh mắt của ông ta hung hăng lóe lên nhỏ giọng nói với cấp dưới, tất cả đều cầm vũ khí lên, sau khi rời khỏi đây thì nhìn sắc mặt tôi mà làm việc. Hiểu rõ, đại ca muốn đánh họ Hoàng này tàn phế hay là giết chết luôn ngay? Một người hói đầu mập mạp cầm con dao trong tay, vẻ mặt dữ tợn hỏi Trịnh Lạc Bình. Giết chết luôn, không được để sống sót. Trịnh Lạc Bình nham hiểm độc ác ra lệnh. Vâng. Người đàn ông hói đầu mập mạp trả lời rồi dẫn theo đám cấp dưới xông ra ngoài. Trịnh Lạc Bình đi ở phía sau cùng, khi ông ta đi ra bên ngoài thì nhìn thấy Hoàng Thiên vẫn còn đang khống chế Trịnh Thành. Hoàng Thiên, tao đã làm theo lời mày nói thả Lê Hạ Mai và Lê Bảo Đại ra rồi, mày cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ. Trịnh Lạc Bình nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không nuốt lời, hơn nữa Hoàng Thiên hoàn toàn không để Trịnh Lạc Bình vào mắt. Có thể. Sau này tốt nhất là ông nên chú ý cho tôi, đừng có đến gây phiền phức cho tôi nữa. Hoàng Thiên nói rồi buông Trịnh Thành ra. Trịnh Thành giống như chạy thoát thân, gã vẫn còn sợ hãi nhanh chóng chạy tới bên cạnh Trịnh Lạc Bình. Cha nhanh chơi chết Hoàng Thiên, cha xem nó đã đâm con này. Trịnh Thành đưa cánh tay bị thương cho Trịnh Lạc Bình xem, dáng vẻ giống như một đứa trẻ đang tố cáo. Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh này cũng thật sự choáng váng. Trịnh Thành cũng đã 20 mấy tuổi. Vừa rồi vẫn còn hung dữ không tưởng tượng nổi, bây giờ làm sao lại trở thành dáng vẻ sợ hãi rồi. Trịnh Lạc Bình đã sớm kìm nén cơn tức ở trong lòng vì vẫn luôn bị Hoàng Thiên nằm mũi dắt đi, hiện tại rốt cuộc Hoàng Thiên cũng xuất hiện sai lầm chết người, vậy mà anh lại thả Trịnh Thành ra. Cơ hội đã tới thì Trịnh Lạc Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ha ha ha, họ Hoàng mày vẫn còn non nót lắm, mày thả con trai tao ra thì mày sống được sao? Không chỉ có mày không thể sống mà Lê Hạ Mai và Lê Bảo Đại cũng phải chết cùng với mày. Trịnh Lạc Bình cười điên cuồng, sau đó phất tay với cấp dưới là hói đầu mập mạp ra hiệu họ bắt đầu ra tay. Hói đầu mập mạp lập tức gào thét dẫn theo đám cấp dưới, giống như những người phát điên nâng dao chém về phía Hoàng Thiên. Làm cho Lê Hạ Mai trở nên sốt ruột, cô ấy tuyệt đối không ngờ rằng Hoàng Thiên lại thả Trịnh Thành ra nhanh như vậy. Cậu Thiên, anh nên đến nơi an toàn rồi hãy thả Trịnh Thành ra mới đúng. Lê Hạ Mai vội la lên, sau đó cô ấy nhanh chóng ngăn ở trước mặt Hoàng Thiên chuẩn bị đỡ thay anh, cô ấy không muốn nhìn thấy Hoàng Thiên chết ở chỗ này. Nhưng mà cô ấy nghĩ sai rồi, nếu như Hoàng Thiên không nằm chắc thì làm sao có thể thả Trịnh Thành ra chứ? Hoàng Thiên nhìn thấy hói đầu mập mạp lao đến đầu tiên thì đưa tay lôi Lê Hạ Mai ra phía sau lưng, sau đó đạp một cái lên trên bụng của hói đầu mập mạp. Một tiếng ầm vang thật lớn, cơ thể đầu chọc mập mạp kia giống như một viên đạn pháp bay thẳng ra hơn 10 mấy mét. Xôn xao. Giữa sân một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhìn đến ngây người, tất cả đều hoài nghi có phải mình đang nằm mơ không. Cơ thể đầu chọc mập mạp kia nặng khoảng hơn 100 kg, thế mà bị một cú đá này của Hoàng Thiên đá văng xa 10 mấy mét, còn bay ra ngoài nữa, thật sự khiến người ta khó mà tin được. Lê Hạ Mai cũng nhìn đến ngây người, cô nhìn Hoàng Thiên, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay đều ứa ra. Cha cô ấy mở sòng bạc, làm nghề này khó tránh khỏi thỉnh thoảng phải chém chém giết giết. Cô ấy cũng xem như từ nhỏ đã nhìn thấy nhiều kẻ hung ác. Nhưng kẻ có thực lực kinh khủng như Hoàng Thiên đây thì cô ấy lại lần đầu tiên thấy. Trời ạ, anh rốt cuộc là ai? Tại sao lợi hại như vậy? Lê Hạ Mai si ngốc nhìn Hoàng Thiên, vốn rất có thiện cảm với Hoàng Thiên nhưng lúc này cô ấy càng thêm bội phục. Một cú đá này của Hoàng Thiên hù dọa tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là những tên đàn em của Trịnh Lạc Bình, không kẻ nào không sợ hãi. Trời ạ, thằng nhóc này đang làm gì vậy? Tại sao ra chiêu hiểm như vậy? Trịnh Lạc Bình hận đến nghiến răng, ông ta ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, không biết làm thế nào. Trịnh Thành kia cũng mơ hồ, che lấy cánh tay còn đang chảy máu, gã khiếp sợ đứng ở đó nhìn Lý Hạo. Cha à, chúng ta vẫn nên nhanh rút khỏi đây, họ Hoàng này không dễ chọc chút nào. Trịnh Thành nhỏ giọng nói với Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình cũng có suy nghĩ này, nhìn Hoàng Thiên vậy mà mạnh như vậy, ông ta biết còn ở lại chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đừng nhìn đàn em của ông ta nhiều như vậy, mà bên cạnh Hoàng Thiên chỉ có một Lê Việt Cường không đáng ngại, nhưng Hoàng Thiên lợi hại như vậy, thật sự đúng là không thể coi thường. Trịnh Lạc Bình nghĩ đến đây thì ông ta chuẩn bị chạy trốn. Tụi bây đứng được ra đó làm gì, ai không phục có thể đi qua thử một chút. Hoàng Thiên chỉ những tên đàn em của Trịnh Lạc Bình, ngạo nghễ nói.
không ai dám đi qua thử cả, mấy thằng nhóc này cầm hàng trong tay nhưng chân lại khẽ run rẩy, bởi vì một cước mạnh mẽ vừa rồi của Hoàng Thiên thực sự quá đáng sợ. Cậu Thiên, đừng dây dưa với họ nữa, chúng ta rời khỏi đây trước. Lê Hạ Mai vẫn rất tỉnh táo, cô ấy nghĩ đã cứu được người, rời khỏi nơi thị phi này trước nói tiếp. Hoàng Thiên hiểu rõ ý của cô ấy, hơn nữa Hoàng Thiên cũng không phải người cậy mạnh, cho nên anh khẽ gật đầu một cái, chuẩn bị đưa Lê Hạ Mai bọn họ rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc này, Trịnh Lạc Bình lại quát to một tiếng, Hoàng Thiên, mày nghĩ cứ rời khỏi như vậy à? Hoàng Thiên dừng lại, anh quay đầu lạnh lùng nhìn Trịnh Lạc Bình nói, thế nào, ông còn muốn đấu với tôi à? Ha ha, tao biết thằng nhóc mày có hai thân phận, nhưng mày đừng quên. Trịnh Lạc Bình tao cũng không phải dễ chọc, mày có thể rời khỏi đây, chẳng qua sau này mày và người nhà của mày cũng đừng mong có ngày sống yên bình. Nghe lời này xong, ánh mắt Hoàng Thiên lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh căm thù nhất chính là có kẻ lấy người nhà anh ra làm thủ đoạn uy hiếp, loại người này anh hận không thể loại bỏ cho sảng khoái. Cũng có thể nói Hoàng Thiên bị kẻ bại hoại như vậy làm phiền, anh không muốn vợ anh và em gái của vợ lại nhận chút tổn thương nào nữa. Trịnh Lạc Bình, lúc đầu lẽ ra ông có thể sống sót, nhưng ông tự mình tìm đường chết nên đừng trách tôi. Giọng nói Hoàng Thiên cay nghiệt, anh xoay người. Chuyện này, cảm thấy sát ý phát ra từ trên người Hoàng Thiên, sắc mặt Trịnh Lạc Bình thay đổi. Ông ta có thể nhận thức được Hoàng Thiên đây thực sự có lòng muốn giết ông ta. Hơn nữa sát khí nồng đậm phát ra từ trên người Hoàng Thiên tuyệt đối không phải giả, người này thật đáng sợ. Cùng tiến lên, ai giết chết Hoàng Thiên thì tôi thưởng cho kẻ đó 7 tỷ. Trịnh Lạc Bình lớn tiếng quát lên với đàn em. Có trọng thưởng tất có kẻ dũng cảm, nghe Trịnh Lạc Bình nói thưởng 7 tỷ để lấy mạng của Hoàng Thiên, đám đàn em của Trịnh Lạc Bình đều chơi liều. Bọn họ đều theo chân Trịnh Lạc Bình liều mạng kiếm tiền. Có 7 tỷ còn có thể lấy tiền chạy trốn, đủ để bọn họ rung động. Họ Hoàng là của tao, tao muốn làm thịt nó. Mẹ nó, tao tới. Bọn bây đều lùi ra sau, 7 tỷ kia là của tao. Tất cả đàn em của Trịnh Lạc Bình đều đỏ mắt, cầm hàng trong tay lao về phía Hoàng Thiên. Nhìn chiêu này có tác dụng, Trịnh Lạc Bình vội vàng kéo Trịnh Thành, con của ông ta chạy vào biệt thự. Hoàng Thiên tức giận vô cùng, vốn cho rằng Trịnh Lạc Bình chỉ là kẻ bại hoại thích tàn nhẫn đấu tranh. Không ngờ con hàng này gian xảo đáng ghét như thế. Đặc biệt là câu nói uy hiếp Hoàng Thiên lúc trước của Trịnh Lạc Bình kia, khiến Hoàng Thiên muốn giết người, anh tuyệt đối không thể bỏ qua cho Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành. Nếu không thật đúng là tai họa về sau vô tận. Mấy người đều cẩn thận một chút. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Lê Hạ Mai và Lê Bảo Đại, sau đó tiến lên nghênh tiếp. Trong lúc nghênh tiếp, Hoàng Thiên quơ một cục gạch dưới đất. Đầu chọc mập mạp kia còn ngã dưới đất không đứng dậy nổi. Một cú đó của Hoàng Thiên đá lộn ruột con hàng này, thân gã đã bị thương nặng. Nhưng mấy thằng nhóc kia thì khỏe như vâm, đều ảo tưởng xử lý Hoàng Thiên rồi cầm được 7 tỷ, lúc này bọn họ tựa như kẻ điên muốn đưa Hoàng Thiên vào chỗ chết. Lúc này Hoàng Thiên rất tức giận, như hổ nhập đàn sói, hung hăng đập cục gạch vào đầu một tên gầy xông lên phía trước. Bộp một tiếng, đầu tên gầy lập tức bị toát ra, gã ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó là một tên đàn ông tóc ngắn vọt lên. Vung xà beng muốn nên lên đỉnh đầu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lách người sang bên cạnh, cục gạch đột nhiên nện vào quai hàm tên đàn ông tóc ngắn. Bốp! Ui ra! Tên đàn ông tóc ngắn hét thảm một tiếng, tất cả chiếc răng bên trái đều được thanh lý, phốc một tiếng ngã xuống đất. Chú mau đi qua giúp cậu Thiên đi. Lê Hạ Mai gấp gáp lớn tiếng nói với Lê Việt Cường. Lê Việt Cường kia nào dám tiến lên giúp đỡ, ông ta thấy rất rõ. Mấy tên đàn em này của Trịnh Lạc Bình chính là muốn đưa Hoàng Thiên vào chỗ chết, lúc này đi lên chỉ sợ sẽ bị đánh chết. Chú không cần lên nhỉ, cậu Thiên có thể đối phó. Lê Việt Cường lắp bắp được một câu. Lê Hạ Mai gấp đến hỏng, Hoàng Thiên vì cứu cô ấy mới rơi vào cảnh nguy hiểm, bây giờ cô ấy cũng không quan tâm nhiều như vậy, thà rằng chết ở đây cũng phải đi lên giúp Hoàng Thiên. Nếu không Hoàng Thiên có chuyện bất chắc, đời này cô ấy cũng khó mà yên lòng cho được. Cậu Thiên, tôi tới giúp anh. Lê Hạ Mai hét to một tiếng, vọt tới bên cạnh Hoàng Thiên. Đừng nhìn cô ấy là nữ, nhưng cô ấy không hề yếu hơn đàn ông, bình thường cũng từng tập võ, lúc này vọt tới đã đạp văng một tên cầm dao. Bịch! A! À. Lê Hạ Mai kêu đau một tiếng, lúc cô ấy không chú ý thì đầu đã bị côn sắt đập trúng, máu tuôn không ngừng rồi ngã xuống. Chuyện này! Hoàng Thiên lập tức vội xem xét, chỉ thấy một tên trên mặt có vết dao chém, tay cầm côn sắt, hai mắt đỏ lên. Sau khi quật ngã Lê Hạ Mai, mặt sẹo vung mạnh côn sắt muốn nện lên đầu Hoàng Thiên. Đây là số tiền thương có sức hút rất lớn, tuy 7 tỷ đối với Hoàng Thiên mà nói chẳng là gì,
nhưng mà đối với người của Trịnh Lạc Bình mà nói lại là một món tiền tương đối lớn. Người đàn ông cầm gậy sắt đã đánh cho Lê Hạ Mai ngã nhào, sau đó là nhằm vào đầu của Hoàng Thiên đánh xuống thêm một gậy. Trong lòng Hoàng Thiên có chút chua xót, nói như thế nào thì Lê Hạ Mai cũng là một cô gái xinh đẹp, cũng qua lại với anh không ít lần. Với lại vì qua đây giúp anh, mới bị đánh ngã xuống đất, Hoàng Thiên thật sự đau lòng khi thấy Lê Hạ Mai bị như vậy. Mắt thấy người đẹp sống chết không rõ, lửa giận trong lòng Hoàng Thiên không kiềm chế được nữa. Binh! Hoàng Thiên tung một cước đá vào lồng ngực của người đàn ông cầm gậy sắt. Ôi đau! Một tiếng kêu vang lên, người đàn ông cầm gậy sắt đã bị Hoàng Thiên đá lộn nhào, vết thương rất nặng, miệng nôn máu ngã xuống đất, không thể đứng lên được nữa. Chỉ còn lại bốn tên côn đồ, đương nhiên cũng bị đánh cho hộc máu, nhưng lại không màng đến mọi thứ nhất định phải lấy mạng Hoàng Thiên cho bằng được. Bây giờ tình cảnh của Hoàng Thiên rất bất lợi, đối mặt với nhiều tên côn đồ cầm vũ khí như thế, một mình anh chống chọi cũng coi như là rất liều mạng. Nhưng đúng ngay lúc này, bên ngoài lao vào 20 người, người đứng đầu chính là Lã Việt. Do Hoàng Thiên sớm đã gọi điện thoại cho Lã Việt qua đây, cho nên Lã Việt đã đến đây với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng vẫn có hơi trễ. Cậu Thiên! Lã Việt lớn tiếng gọi, dẫn theo đàn em xông vào. Không hay! Mấy tên côn đồ thấy tình hình không ổn, bọn họ xác định tiền thưởng 7 tỷ đó không có duyên với mình rồi, những người chưa bị thương thì co chân bỏ chạy, chuẩn bị chạy vào bên trong biệt thự. Hoàng Thiên thật có hơi buồn bực, vừa rồi Trịnh Lạc Bình dẫn theo con trai của ông ta Trịnh Thành đi vào bên trong biệt thự, bây giờ mấy tên côn đồ này cũng muốn chạy vào trong đó, chẳng lẽ trong biệt thự còn có cửa sau hoặc là đường hầm sao? Những chuyện còn lại, đã không cần Hoàng Thiên phải lo lắng nữa rồi, Lã Việt sao có thể để mấy tên côn đồ đó chạy thoát được, lúc này đang dẫn đàn em đuổi theo rồi, đuổi đến cửa biệt thự thì bị người của Lã Việt đánh ngã. Cộng thêm trong đó có 2 tên bị thương nặng, tổng cộng 6 tên côn đồ. Toàn đàn em tinh anh của Trịnh Lạc Bình. Vừa thấy cục diện đã được khống chế, Hoàng Thiên nói với Lã Việt, đi vào bên trong biệt thự xem sao, Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành vừa chạy vào bên trong đó, tìm bọn họ ra đi. Dạ vâng. Lã Việt gật đầu đồng ý, dẫn theo người đi vào biệt thự, tìm kiếm Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành. Hoàng Thiên nhìn Lê Hạ Mai đang nằm trên mặt đất, chỉ thấy trên đầu của Lê Hạ Mai còn đang chảy máu, cha của cô ấy, Lê Bảo Đại đang ngồi cạnh cô ấy. Còn Lê Việt Cường lại nóng lòng đến đầu óc xoay vòng vòng. Cô Mai, cô tỉnh lại đi. Hoàng Thiên đi đến ngồi xổm xuống trước mặt của Lê Hạ Mai, nhẹ nhàng gọi tên cô ấy. Nhưng mí mắt của Lê Hạ Mai cứ nhắm chặt, một chút phản ứng cũng không có. Hoàng Thiên nói với Lê Bảo Đại, còn ngơ ra đó làm gì, không nhanh đưa con gái của ông đi bệnh viện. Hả, à được thôi cậu Thiên, cậu không lên tiếng tôi đâu có dám đi. Lê Bảo Đại vội vàng nói. Sau đó cõng Lê Hạ Mai lên, cùng với Lê Việt Cường đi ra khỏi biệt thự của Trịnh Lạc Bình. Vừa hay Lê Việt Cường có xe, ông ta lái xe đi thẳng đi bệnh viện của Trấn Kim Thanh. Lúc này Hoàng Thiên cũng đi vào bên trong biệt thự của Trịnh Lạc Bình, cùng với nhóm người của Lã Việt lục soát biệt thự. Nhưng mà đã phát hiện, Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành đã chạy thoát lâu rồi. Cửa sau của biệt thự đang mở, hai cha con này chắc là đã đi trốn đi từ cửa sau rồi. Cậu Thiên, bây giờ phải làm sao? Lã Việt hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hiểu rất rõ, Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành giờ giống như chim sợ cành cong, nhất định đã cao bay xa chạy, không còn dám ở lại Trấn Kim Thành nữa rồi. Muốn tìm được bọn họ, không phải là chuyện dễ dàng. Tạm thời quay về, Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành đã chạy trốn rồi, trước mắt cũng không bắt được họ đâu. Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói với Lã Việt. Lã Việt nghe xong gật đầu, mệnh lệnh của Hoàng Thiên, trước giờ anh ta luôn phục tùng. Vậy những đàn em của Trịnh Lạc Bình xử lý sao ạ? Lã Việt chỉ tay vào mấy đàn em của Trịnh Lạc Bình đang quỳ trên đất, rồi hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn mấy tên côn đồ này, vừa rồi mấy tên cặn bã này, giống như là không cần mạng, hận không thể giết ngay lập tức, để có thể nhận được phần thưởng 7 tỷ của Trịnh Lạc Bình. Những người này, thật ra cũng không phải loại chim tốt gì, giữ bọn họ lại, chỉ thêm hoành hành bát đạo trong trấn thôi, gây hại cho dân làng, nhưng cũng không thể giết chết hết bọn họ. Tội của họ không đến nỗi phải chết. Dạy dỗ một trận cho đàng hoàng, sau đó thả bọn họ về nhà. Hoàng Thiên lên tiếng ra lệnh. Dạ rõ. Lã Việt lớn tiếng đáp lại, sau đó chỉ huy đàn em, dạy dỗ đám người của Trịnh Lạc Bình một trận ra trò. Cách thức dạy dỗ người khác của Lã Việt, rất là có hiệu quả, nhưng người này bị dạy dỗ đến mức không kêu cha kêu mẹ, còn có mấy người ngay tại chỗ xin lập lời thề độc, thề là từ nay sẽ không làm chuyện xấu nữa. Sau khi thả những người này về, Hoàng Thiên lái xe đi thẳng đến bệnh viện của Trấn Kim Thanh.
Đầu của Lê Hạ Mai bị đánh đến nở hoa luôn rồi, thương thế nhất định tương đối nghiêm trọng, Hoàng Thiên lo lắng không biết cô ấy có thể qua được ải này hay không. Sau khi đến bệnh viện của thị trấn, phát hiện đầu của Lê Hạ Mai đã được băng bó sơ qua, chỉ là cơ sở thiết bị của bệnh viện thị trấn quá kém, bác sĩ kiến nghị chuyển Lê Hạ Mai lên bệnh viện của thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều trị. Bệnh viện sắp xếp một chiếc xe cứu thương, chuyển Lê Hạ Mai đến thành phố Bắc Ninh, còn Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường đều cùng đi theo, bọn họ lái một chiếc xe đi theo, cùng với nhóm người của Hoàng Thiên đi vào thành phố Bắc Ninh. Ở Bệnh viện Nhân dân Bắc Ninh, Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường đều quỳ trước mặt Hoàng Thiên. Hai người này rất biết ơn Hoàng Thiên, nếu không có Hoàng Thiên đến cứu, Lê Bảo Đại có thể đã chết. Về phần Lê Hạ Mai, e lành ít dữ nhiều, chính điều này đã khiến Lê Bảo Đại có cái suy nghĩ sẽ làm trâu làm ngựa cho Hoàng Thiên suốt đời. Cậu Thiên, cậu là cứu tinh của cha con chúng tôi, từ nay về sau, mạng của Lê Bảo Đại tôi sẽ là của cậu. Lê Bảo Đại nước mắt lưng tròng cảm động, lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Lê Việt Cường cũng vậy, đừng thấy người này trước đây rất hống hách, nhưng làm người không tệ, ông ta đã được Hoàng Thiên cảm hóa rồi. Hoàng Thiên vội vàng đỡ tất cả lên, Lê Hạ Mai vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, thực ra Hoàng Thiên cũng khá lo lắng. Được, được rồi, đừng nói những lời này nữa, ha ha hơn nữa tôi còn lấy mạng hai người làm gì nữa. Hoàng Thiên cười nhẹ nhàng. Lê Bảo Đại đứng dậy, cùng Hoàng Thiên khách sáo một hồi mới lấy di động ra, gọi điện thoại. Ông ta gọi cho đàn em của mình, dù sao với thân phận của ông ta, vẫn còn có rất nhiều đàn em. Lê Bảo Đại không có ý định buông tha cho Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành đâu. Vì vậy, ông đã gọi điện và yêu cầu cấp dưới thăm dò tung tích của Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành, khi có tin tức gì phải báo lại cho ông ta biết ngay. Nửa giờ sau, đúng lúc này, một thanh niên 24 tuổi chạy tới Bệnh viện Nhân dân thành phố Bắc Ninh. Chú Đại, Hạ Mai sao rồi? Người thanh niên ăn mặc bảnh bao và trông rất lo lắng, sau khi nhìn thấy Lê Bảo Đại đã chạy ngay đến. Khi Lê Bảo Đại nhìn thấy người thanh niên này đi tới, ông ta rất kinh ngạc. Này, thần thụ, tại sao cháu lại ở đây? Ai nói cho cháu biết Hạ Mai xảy ra chuyện thế? Chú Đại, cháu nói sau, chú nói cho cháu biết trước đi, có phải do Hoàng Thiên không a? Đồng thần thụ híp mắt, tiến lên hai bước, một đôi mắt nhỏ sáng lên hung tợn quét nhìn Hoàng Thiên cùng Lã Việt. Hoàng Thiên nhìn thấy ánh mắt của đồng thần thụ thì lập tức ý thức được, dáng vẻ thằng nhóc này tràn đầy oán hận giống như là rất không hài lòng. Điều này làm cho Hoàng Thiên hơi không hiểu, bản thân không quen biết với thằng nhóc này chứ đừng nói là làm mất lòng cậu tơ, vậy thì tại sao anh ta lại có dáng vẻ như vậy chứ? Lê Bảo Đại cũng sửng sốt, khi ông ta nhìn thấy đồng thần thụ trừng mắt nhìn Hoàng Thiên thì rốt cuộc ông ta cũng hiểu rõ. Thần thụ, người này chính là cậu Hoàng Thiên. Lê Bảo Đại chỉ về phía Hoàng Thiên rồi giới thiệu với đồng thần thụ. À, hừ hừ, hóa ra thằng nhóc này chính là Hoàng Thiên. Đôi mắt nhỏ của đồng thần thụ trợn trừng lạnh lùng khịt mũi. Chú nói cho cháu biết hôm nay nếu như không có cậu Thiên thì có thể chú và Hạ Mai đều đã không còn ở trên đời này nữa rồi, cháu đã hiểu chưa? Lê Bảo Đại đặc biệt nói một câu như vậy, ông ta vẫn rất lo lắng đồng thần thụ sẽ xảy ra xung đột với Hoàng Thiên. Bởi vì ông ta là người rõ ràng nhất rằng đồng thần thụ vẫn đang theo đuổi con gái Lê Hạ Mai của ông ta, có thể nói đó là cố chấp. Anh ta đã theo đuổi hơn 2 năm, chỉ có điều hình như Lê Hạ Mai không có cảm giác với đồng thần thụ. Từ đầu đến cuối cũng không đồng ý ở bên cạnh đồng thần thụ. Mà khi ở nhà của Trịnh Lạc Bình, Lê Bảo Đại đều đã nhìn thấy rõ lúc Hoàng Thiên liều mạng đấu với mấy tên cấp dưới của Trịnh Lạc Bình thì Lê Hạ Mai đã dũng cảm quên mình đi lên giúp Hoàng Thiên. Không ai hiểu con gái bằng cha. Lê Bảo Đại biết rất có thể là con gái của ông ta đã thích chàng trai trẻ tên Hoàng Thiên này. Cứ như vậy Hoàng Thiên tất nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt đồng thần thụ. Thực ra thì Lê Bảo Đại đã đoán trúng rồi, đồng thần thụ nghe người khác nói cho anh ta biết rằng Lê Hạ Mai bị cấp dưới của Trịnh Lạc Bình đánh bị thương ở đầu nên được đưa đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Bắc Ninh. Hơn nữa lại có một người tên Hoàng Thiên tới cứu Lê Hạ Mai và Lê Bảo Đại, điều này làm cho đồng thần thụ khá là khó chịu. Theo như đồng thần thụ thấy thì Hoàng Thiên và Lê Hạ Mai hẳn là có quan hệ không bình thường. Khốn nạn, người phụ nữ mà đồng thần thụ thích mà anh ta cũng dám nhúng chàm sao. Lúc này đồng thần thụ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên rồi thầm mắng ở trong lòng. Chú Đại, nói như vậy thì Hoàng Thiên rất ghê gớm sao? Đồng thần thụ ngạo mạn nhếch miệng hỏi Lê Bảo Đại. Đúng vậy, một mình cậu Thiên cứu chú và Hạ Mai ra làm cho chú phục sát đất. Lê Bảo Đại gật đầu nói. Ha ha, nếu như thằng nhóc này ghê gớm như vậy thì sẽ không để Hạ Mai bị người ta đánh bị thương ở đầu. Đồng thần thụ cười giễu ha ha rồi khinh bỉ trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Điều này,
Lê Bảo Đại không nói nên lời, ông ta cảm thấy đồng thần thụ thật sự là không ra gì. Ở trong lòng Lê Bảo Đại thì Hoàng Thiên là ân nhân lớn, há có thể để đồng thần thụ chửi bới như vậy chứ? Hoàng Thiên thấy đồng thần thụ càng ngày càng quá đáng thì trong lòng của anh cũng hơi khó chịu. Anh hoàn toàn không biết mình đã trêu chọc thằng nhóc này lúc nào. Đồng thần thụ phải không, anh đừng có ở đây làm nhảm, Hoàng Thiên tôi cũng không quen biết anh hà tất phải như vậy chứ? Hoàng Thiên nhìn đồng thần thụ nói. Vốn dĩ đồng thần thụ đang ghen lúc này thấy Hoàng Thiên còn dám nói với anh ta như vậy thì anh ta lập tức giận điên lên. Cái thằng thối tha kia anh nói ai làm nhảm hả? Mày nói lại lần nữa tao nghe xem. Đồng thần thụ còn đang hăng hái dùng tay chỉ về phía Hoàng Thiên, dáng vẻ như muốn đánh nhau. Bốp! Lã Việt đứng ở bên cạnh đã vỗ mạnh đập vào tay đồng thần thụ. Mày hãy chú ý cho tôi, mày còn dám cua tay múa chân với cậu Thiên sao? Lã Việt lạnh lùng quát. Con mẹ nó anh lại là cọng hành lá nào vậy? Đồng thần thụ tức giận mắng to rồi vung nắm đấm nện lên mặt Lã Việt. Đây thật sự là không biết tự lượng sức mình, đồng thần thụ nhiều nhất cũng chỉ là cậu chủ con nhà giàu, ở trước mặt Lã Việt thì sức chiến đấu của anh ta chỉ giống như một đứa trẻ mà thôi. Bịch! Lã Việt không khách sáo chút nào, chỉ một đá đã làm cho đồng thần thụ ngã lăn ở trên mặt đất. Mẹ kiếp! Đồng thần thụ chịu thua thiệt nên tức giận đến nỗi trợn tròn mắt. Đồng thần thụ ngồi ở dưới đất một lúc lâu mà vẫn chưa đứng dậy bởi vì bụng của anh ta rất đau. Lã Việt cười lạnh lùng, anh vẫn còn chưa có dùng sức nếu không thì đồng thần thụ sẽ phải chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi. Vẫn còn chưa chịu yên có phải không? Lã Việt đi tới nhấc đồng thần thụ lên. Anh muốn làm gì? Đồng thần thụ hơi hoảng sợ đến mức nói cả lăm nhìn chằm chằm Lã Việt. Bình thường anh ta đều rất kiêu ngạo với mọi người, một khi gặp được người đàn ông ung dữ như Lã Việt thì đồng thần thụ lại không dám làm gì. Đương nhiên là dạy dỗ mày, mày dám xúc phạm cậu Thiên thì chắc chắn phải trừng trị mày. Lã Việt nói với đồng thần thụ. Đồng thần thụ bị dọa đến nỗi sợ hãi, anh ta đã được thỉnh giáo sự đáng sợ của Lã Việt nên anh ta biết Lã Việt không phải là đang hù dọa anh ta. Bỏ đi, đừng chấp nhặt với cậu ta. Lúc này Hoàng Thiên lên tiếng, quả thực anh cũng không có hứng thú so đo quá nhiều với con gà yếu ớt như đồng thần thụ. Lúc này Lã Việt mới buông đồng thần thụ ra rồi đẩy anh ta ra xa 2-3 mét. Đồng thần thụ âm thầm cắn răng, NH ta hết sức căm ghét Hoàng Thiên và Lã Việt. Nhưng mà không còn cách nào khác, ở đây chỉ có một mình anh ta nên anh ta cũng không dám nói lời kiêu ngạo gì nữa. Cậu Thiên, đồng thần thụ quen Hạ Mai nhà tôi đã hơn 2 năm cho nên thằng bé rất lo lắng cho sự an nguy của Hạ Mai, hy vọng anh đừng trách thằng bé. Lê Bảo Đại sợ Hoàng Thiên tức giận cho nên ông ta đi tới giải thích với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Lê Bảo Đại thì hiểu được. Chẳng trách đồng thần thụ lại giống như chó điên tiến đi tới cắn loạn, làm ầm ĩ cả một lúc thì ra là vì thằng nhóc này đang ghen. Nhưng mà cũng không có gì là kỳ lạ cả, gương mặt Lê Hạ Mai xinh đẹp vóc người lại cực kỳ đẹp, mặc dù vẫn còn hơi kém Lâm Ngọc An nhưng tuyệt đối được xem là cô gái xinh đẹp hạng nhất. Đồng thần thụ và Lê Hạ Mai đã quen nhau hơn 2 năm nên chắc là vẫn luôn theo đuổi Lê Hạ Mai. Nghĩ đến đây Hoàng Thiên không khỏi cạn lời, trong lòng của anh chỉ có một mình vợ. Anh không có chút tình cảm nào với Lê Hạ Mai mà không ngờ lại còn bị người ta hiểu lầm. Anh đi cứu Lê Hạ Mai cũng là bởi vì trước đó Lê Hạ Mai giúp anh cho nên anh chỉ tới để trả ân huệ mà thôi. Đương nhiên Hoàng Thiên cũng không đi giải thích với mặt hàng đồng thần thụ này, anh đứng ở đó chờ Lê Hạ Mai chuẩn bị được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, anh biết cô ấy không sao thì cũng sẽ yên lòng. Nhưng đồng thần thụ lại không biết chuyện gì xảy ra, anh ta thấy Hoàng Thiên vẫn còn ở trong bệnh viện không chịu đi thì trong lòng lại càng tức hơn. Vốn dĩ anh ta định hỏi Hoàng Thiên nhưng anh ta không có gan đó nên đành phải căm giận đứng ở đó trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Ước chừng sau nửa tiếng thì Lê Hạ Mai được nhân viên y tế đẩy ra ngoài. Bác sĩ, con gái của tôi không sao chứ? Lê Bảo Đại vô cùng nôn nóng hỏi bác sĩ bởi vì ông ta quá lo lắng. Tạm thời bệnh nhân đã vượt qua được nguy hiểm tính mạng nhưng mà bệnh nhân có máu bầm tụ ở trong não nên vẫn còn rất nguy hiểm và cần phải được điều trị thêm. Bác sĩ tháo khẩu trang nói với Lê Bảo Đại. Lê Bảo Đại nghe thấy những lời này thì nhất thời ngẩn ra. Ý của bác sĩ là con gái vẫn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm sao? Bác sĩ, vậy sau này sẽ có di chứng gì hay không? Lê Bảo Đại cẩn thận hỏi. Tỷ lệ để lại di chứng rất lớn, bởi vì bệnh nhân bị vũ khí cùn đập vào đầu nên gây tổn thương rất nghiêm trọng, rất có thể sẽ biến thành người thực vật, hy vọng người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ nói. Phịch. Lê Bảo Đại ngồi trên mặt đất. Ông ta là người đã từng gặp biết bao là sóng to gió lớn, nhưng mà ông ta chỉ có một đứa con gái cưng, ông ta không thể chịu đựng được sự đả kích này.
Hoàng Thiên nghe thấy thì trong lòng anh cũng thắt lại. Lúc ấy Lê Hạ Mai là vì giúp anh cho nên mới xông lên rồi bị một cây gậy sắt đập trúng. Nếu như cô ấy thật sự trở thành người thực vật thì cả đời này chẳng phải là bị hủy hoại rồi sao? Cô ấy còn trẻ như vậy. Bác sĩ, bây giờ chúng tôi muốn xuất viện. Hoàng Thiên suy nghĩ rồi nói với bác sĩ. Anh đã có dự định nên muốn để Lê Hạ Mai xuất viện trước, sau đó anh sẽ để vua của các loại thuốc Đào Văn Lâm cứu Lê Hạ Mai. Nhưng một câu nói của anh lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Đồng Thần Thụ, sắc mặt anh ta xanh xám lao đến chỉ vào mặt Hoàng Thiên quát, mẹ nó, anh đang nói bậy cái gì vậy? Hạ Mai sắp trở thành người thực vật rồi mà anh còn muốn để cô ấy xuất viện sao? Lúc này Đồng Thần Thụ đã nổi giận đùng đùng rồi. Anh ta nhìn Hoàng Thiên thế nào cũng không vừa mắt, lúc này anh ta đã nhận định Hoàng Thiên đang có ý với Lê Hạ Mai. Hoàng Thiên lặng lẽ nhìn Đồng Thần Thụ, anh thật sự cảm thấy hơi phiền. Không biết là thằng nhóc này chui ở đâu ra lại còn đột nhiên quát lớn, vừa rồi Lã Việt đánh anh ta mà vẫn không thể đánh cho anh ta phục sao. Rốt cuộc thì cậu có quan hệ thế nào với Hạ Mai? Hoàng Thiên hỏi Đồng Thần Thụ. Đồng Thần Thụ ngơ ngác, thực ra anh ta chỉ quen biết với Lê Hạ Mai mà thôi, mặc dù hơn 2 năm qua anh ta vẫn luôn theo đuổi Lê Hạ Mai nhưng từ xưa tới nay Lê Hạ Mai đều không để ý tới anh ta. Cũng có thể nói là không có cảm giác với anh ta, thậm chí còn chán ghét anh ta. Nhưng Đồng Thần Thụ cũng không thể nói như vậy. Anh ta khịt mũi đứng thẳng lưng nói với Hoàng Thiên, hừ, tôi là bạn trai của Hạ Mai. Tôi nói cho anh biết tốt nhất anh nên cách xa Hạ Mai ra, nếu không tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Hoàng Thiên thấy thế thì thật sự choáng váng, không biết là Đồng Thần Thụ lấy khí thế ở đâu ra mà lại dám kiêu ngạo ở trước mặt anh như vậy. Hơn nữa xem như Đồng Thần Thụ thật sự là bạn trai của Lê Hạ Mai, Hoàng Thiên cũng sẽ đưa Lê Hạ Mai xuất viện. Nghe giọng điệu của bác sĩ thì nếu như Lê Hạ Mai tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị thì rất ít hy vọng có thể chữa khỏi. Phải nắm chắc thời gian để cho Đào Văn Lâm khám và chữa bệnh, nếu như kéo dài thời gian thì Lê Hạ Mai sẽ nguy hiểm. Không đợi Hoàng Thiên nói gì lúc này Lê Hạ Mai đã tỉnh lại, cô ấy đều đã nghe thấy những lời mà Đồng Thần Thụ nói. Nghe thấy Đồng Thần Thụ nói như vậy thì Lê Hạ Mai lại rất tức giận, hơn 2 năm nay cô ấy bị Đồng Thần Thụ làm phiền tới mức không thể chịu nổi. Đồng Thần Thụ, anh tới đây làm gì? Anh đừng có nói lung tung, ai là bạn gái của anh chứ? Lê Hạ Mai thở hổn hển suy yếu hỏi ngược lại Đồng Thần Thụ. Sắc mặt Đồng Thần Thụ lập tức trở nên rất khó coi, anh ta tưởng rằng Lê Hạ Mai vẫn còn đang hôn mê nên không thể nghe thấy lời anh ta nói. Đồng Thần Thụ bị Lê Hạ Mai phủ nhận ở trước mặt mọi người như vậy thì cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Hạ Mai, ở trong lòng của anh em vẫn luôn là bạn gái của anh. Đồng Thần Thụ kích động chạy đến bên cạnh Lê Hạ Mai rồi muốn nắm tay Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai vội vàng né tránh, cô ấy tức giận đến nỗi sắc mặt càng trắng hơn, cô ấy nói với Đồng Thần Thụ, tôi đã trở thành như thế này rồi anh đừng đến làm phiền tôi nữa có được không? Hạ Mai. Đồng Thần Thụ cực kỳ xấu hổ, anh ta vẫn còn đang không ngừng xoắn xuýt. Cha hãy nghe lời anh Thiên làm thủ tục xuất viện cho con đi. Lê Hạ Mai không để ý tới Đồng Thần Thụ nữa, lúc này cô ấy nói với Lê Bảo Đại. Trong lòng Lê Bảo Đại cũng không rõ cho lắm, ông ta thấy con gái đã bị thương thành như thế này rồi mà không ở lại bệnh viện thì làm sao được chứ? Nếu như bệnh viện của thành phố Bắc Ninh không chữa được vậy thì chuyển lên bệnh viện tỉnh, thế nào cũng không thể từ bỏ điều trị chứ. Con gái ngoan, cha cũng bằng lòng tin tưởng cậu Thiên, thế nhưng tình trạng của cần rất nghiêm trọng, trong đầu của con có tụ máu bầm nên rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lê Bảo Đại vội la lên. Cha đừng nói gì nữa, anh Thiên sẽ không hại con. Cha hãy nghe lời anh ấy đi. Lê Hạ Mai dịu dàng nhìn Hoàng Thiên rồi lại gượng cười với Hoàng Thiên. Làm cho tim của Hoàng Thiên cũng đập nhanh hơn, nhưng anh nhanh chóng khống chế cảm xúc của mình. Cũng chỉ có Hoàng Thiên mới có thể làm được như vậy, nếu đổi lại là người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ bị dáng vẻ của Lê Hạ Mai làm cho say mê. Được rồi, ôi chao. Lê Bảo Đại không còn cách nào đành phải gật đầu, ông ta lại liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, không biết Hoàng Thiên đang làm gì. Vậy mà lại muốn con gái ông ta xuất viện yên tâm, tôi sẽ mời bác sĩ chữa khỏi cho Hạ Mai. Hoàng Thiên nhìn thấy Lê Bảo Đại lo lắng nên cười nói với ông ta. Lê Bảo Đại nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh tự tin của Hoàng Thiên thì trong lòng của ông cũng hiểu ta cũng hiểu rõ, ông ta nghĩ thầm chẳng lẽ cậu Thiên còn quen biết với người xuất sắc nào sao? Cho nên anh nắm chắc có thể chữa khỏi cho Hạ Mai. Vậy thì tốt quá rồi, con gái của ông ta còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, cuộc sống tươi đẹp chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu như biến thành người thực vật vậy thì sẽ quá thảm thương. Được được được, cậu Thiên tất cả đều nhờ vào anh. Lê Bảo Đại kích động không thôi nói với Hoàng Thiên.
nhưng lại chọc tức Đồng Thần Thụ đứng ở bên cạnh. Lê Hạ Mai là nữ thần ở trong lòng anh ta, nhưng nữ thần lại tín nhiệm Hoàng Thiên như vậy, đối với anh ta thì lại lạnh nhạt, điều này làm cho anh ta muốn đập đầu vào tường. Chú Đại, sao mọi người có thể nghe thằng nhãi này lừa chứ? Anh ta như vậy là muốn hại Hạ Mai. Đồng Thần Thụ la lên. Thần Thụ, cháu đừng có ồn ào nữa. Cậu Thiên không phải là người bình thường, nếu như anh ấy không nắm chắc thì sẽ không nói như thế. Lê Bảo Đại nói. Đúng vậy cậu Thụ, cậu Thiên chắc chắn có thể chữa khỏi cho Hạ Mai, chúng tôi đều có lòng tin với anh ấy. Lê Việt Cường đứng ở bên cạnh cũng nói. Đồng Thần Thụ suýt nữa tức giận đến nỗi phun ra máu, anh ta vẫn còn đang ở độ tuổi có sức lực dồi dào, lúc này anh ta vừa ghen lại phải vừa nén giận nên đã sắp không khống chế nổi nữa. Họ Hoàng, dám tranh phụ nữ với tôi thấy là anh chán sống rồi. Đồng Thần Thụ tức giận nói. Đám người nhìn thấy dáng vẻ tức giận như muốn nổ tung của Đồng Thần Thụ thì đều cho rằng anh ta muốn liều mạng với Hoàng Thiên. Nhưng nào ngờ sau khi Đồng Thần Thụ nói một câu hung ác thì lập tức lấy điện thoại rồi đi ra ngoài bệnh viện gọi điện thoại. Thực ra thằng nhóc này muốn liều mạng với Hoàng Thiên nhưng anh ta lại không dám, anh ta không thể vượt qua được cửa ải Lã Việt, nếu như xông lên liều mạng với Hoàng Thiên thì chắc chắn sẽ bị đánh cho rất thê thảm. Cho nên anh ta đi gọi điện thoại xin viện trợ, hôm nay anh ta chắc chắn phải làm cho Hoàng Thiên đẹp mặt. Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không xem thằng nhóc này ra gì, anh để Lê Bảo Đại đi làm thủ tục xuất viện cho Lê Hạ Mai trước, sau đó lại gọi điện thoại thông báo cho Tiêu Văn Hạ để Tiêu Văn Hạ hẹn Đào Văn Lâm. Sau khi gọi điện thoại thì nghe thấy Lê Hạ Mai nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, anh có thể tới đây được không? Dáng vẻ nghiêm túc của Lê Hạ Mai làm cho Hoàng Thiên khẽ giật mình, anh không biết cô gái xinh đẹp này muốn làm gì. Vốn dĩ muốn nói gì thì cứ nói thẳng là được rồi, Hoàng Thiên đứng đó cũng có thể nghe được. Nhưng Lê Hạ Mai lại bảo Hoàng Thiên đi tới làm cho Hoàng Thiên hơi không hiểu. Cô Mai, có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Hoàng Thiên đi đến bên cạnh Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai nằm ở đó khẽ nói, anh nghiêng người xuống đây, tôi có lời muốn nói với anh. Điều này, Hoàng Thiên thật sự là cực kỳ ngạc nhiên, ý của Lê Hạ Mai rất rõ ràng là muốn thì thầm với anh. Hơi do dự nhưng Hoàng Thiên vẫn làm theo lời Lê Hạ Mai nói, nghiêng lỗ tai xuống bên môi Lê Hạ Mai. Hơi thở của Lê Hạ Mai giống như Hoa Lan nói, anh Thiên, anh phải coi chừng Đồng Thần Thụ, người này có tâm lý trả thù rất mạnh, rất đáng sợ. Không sao, tôi tìm bác sĩ nổi tiếng chữa trị cho cô trước, chữa khỏi cho cô thì tôi cũng yên tâm hơn. Hoàng Thiên thản nhiên nở nụ cười với Lê Hạ Mai, sau đó chuẩn bị đưa cô xuất viện để Đào Văn Lâm khám và chữa bệnh. Thế nhưng những người khác lại không biết vừa rồi Lê Hạ Mai nói gì với Hoàng Thiên. Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường liếc nhìn nhau. Hai anh em cũng thật sự rất vui mừng, họ cảm thấy hình như Lê Hạ Mai có tình cảm với Hoàng Thiên. Đồng Thần Thụ ở phía xa cũng nhìn thấy cảnh này, anh ta hận đến nỗi răng cũng đều ngứa ngáy nhưng lại không dám liều mạng với Hoàng Thiên. Họ Hoàng, mày cứ chờ đó, để xem đêm nay mày có chịu được không? Đồng Thần Thụ thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng Đồng Thần Thụ ấm ức lại nén giận, bây giờ anh ta đã có ý đồ xấu trong lòng, có ý định muốn để Hoàng Thiên đêm nay gặp nạn. Nhưng Hoàng Thiên sao có thể để kẻ rác rưởi như Đồng Thần Thụ này ở trong lòng. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng chữa trị xong cho Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai nghe lời ấm lòng như vậy của Hoàng Thiên thì trái tim cô ấy cũng nhanh chóng hòa tan. Con gái một khi thích một người đàn ông thì chỉ cần đối phương trao cho mình chút hơi ấm thì họ cũng cảm kích không ngừng. Bây giờ Lê Hạ Mai chính là như thế. Anh Thiên, vậy anh nhanh đưa tôi đi đi, bây giờ tôi cũng chóng mặt, rất khó chịu. Lê Hạ Mai cười quyến rũ với Hoàng Thiên, mặc dù rất khó chịu nhưng cô ấy vẫn lên tinh thần, không muốn để Hoàng Thiên thấy cô ấy sa sút tinh thần. Anh Thiên! Trong lòng Hoàng Thiên khẽ rung động, anh không ngờ Lê Hạ Mai lại đột nhiên gọi anh như vậy. Chẳng qua nghe còn thật thoải mái. Hoàng Thiên nói xong thì ra hiệu cho Lê Bảo Đại bế Lê Hạ Mai ra ngoài rồi xuất viện. Dù sao nam nữ khác nhau, vẫn nên để cha của Lê Hạ Mai bế cô ấy thì hơn. Đồng Thần Thụ ở một bên cũng tức giận. Nhìn Lê Hạ Mai thế mà còn gọi Hoàng Thiên một tiếng anh Thiên, gọi tên thật thân mật, Đồng Thần Thụ hận không thể lập tức đánh Hoàng Thiên tàn phế. Nhưng hết cách, đánh không lại Hoàng Thiên, bây giờ chỉ có một thân một mình Đồng Thần Thụ ở đây, anh ta cũng chỉ có thể nén giận, tạm thời nhẫn nhịn. Lê Bảo Đại sành sõi hiểu đời, sao có thể không nhìn ra tình cảm của con gái với Hoàng Thiên. Trong lòng ông ta còn rất vui mừng, dù sao ánh mắt con gái luôn cao, có rất nhiều cậu chủ giàu có theo đuổi cô ấy cũng chẳng thèm ngó tới. Hơn 20 tuổi còn chưa từng nói yêu đương. Người làm cha nào không nóng nảy? Lê Bảo Đại cũng khá sốt ruột bởi vì chuyện lỡ cả đời của Lê Hạ Mai. Thấy con gái rốt cuộc gặp được người trong lòng,
Hơn nữa người trong lòng này còn ưu tú như vậy, trong lòng Lê Bảo Đại giống như mở ra hai cánh cửa. Thấy Hoàng Thiên để ông ta ôm con gái ra khỏi bệnh viện, ông ta cười nói, cậu Thiên có chỗ cậu không biết, xem như con gái ruột thì người làm cha cũng không thể tùy tiện bế bậy, trước 10 tuổi miễn cưỡng bế còn được, con gái này của tôi cũng hơn 20 rồi, sao tôi có thể bế nổi, ha ha. Lê Việt Cường ở một bên nghe lời này, ông ta cũng cười nói với Hoàng Thiên, đúng vậy đó cậu Thiên, tôi thấy chuyện này chỉ có thể làm phiền anh tự thân ra trận. À, Hoàng Thiên nghe xong mở to mắt, nhìn ý này của Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường là muốn để anh bế Lê Hạ Mai ra ngoài. Chuyện này không thể nào, cha cũng không thể bế bậy, một người ngoài như anh sao có thể bế con gái người ta chứ? Ha ha, cậu Thiên đừng kiêng dè, cô cháu gái này của tôi sẽ không phản cảm với anh đâu. Lê Việt Cường vừa cười ha ha vừa nói rất ngay thẳng. Hù dọa Hoàng Thiên giật mình tại chỗ, mặc dù nghĩ Lê Hạ Mai có thể thích anh, nhưng cũng không ngờ cha và chú của Lê Hạ Mai lại thoáng như thế. Khiến cho gương mặt xinh đẹp của Lê Hạ Mai ửng hồng, mặc dù cô ấy là một người con gái độc lập dũng cảm, nhưng gặp chuyện thế này vẫn rất xấu hổ. Lê Bảo Đại cười tủm tỉm nhìn Hoàng Thiên, lại nhìn con gái, thấy con gái thế mà không hề phản đối, chuyện này đã nói rõ hết vấn đề. Cậu Thiên! Anh cứ vất vả một chút đi, tuổi tôi đã lớn, cho dù tôi muốn bế cũng không bế nổi con gái tôi. Lê Bảo Đại dứt khoát thúc giục Hoàng Thiên, ông ta muốn Hoàng Thiên và Lê Hạ Mai mau sớm cọ sát ra tia lửa. Nhưng khiến Đồng Thần Thụ một bên tức giận mắt trợn tròn, anh ta cắn răng, tròng mắt cũng sắp lồi ra bên ngoài. Tên nhóc này thực tế là không nhịn nổi, nếu tận mắt nhìn thấy Hoàng Thiên bế Lê Hạ Mai, không phải sẽ chọc anh ta tức giận đến nỗi phun máu tại chỗ. Đồng Thần Thụ bước tới xung phong nhận việc. Gương mặt Lê Bảo Đại nháy mắt chìm xuống, tuy nói cho tới nay ông ta không ghét Đồng Thần Thụ này, nhưng con gái không hề có chút rung động nào với Đồng Thần Thụ, ông ta vô cùng rõ ràng. Đang chuẩn bị tác hợp cho con gái và Hoàng Thiên, Đồng Thần Thụ chặn ngang thò một chân vào, trong lòng Lê Bảo Đại khá không vui. Thần Thụ, cháu đừng góp thêm náo nhiệt được không? Cho dù chú đồng ý thì Hạ Mai cũng chưa chắc sẽ bằng lòng. Lê Bảo Đại vẫn rất khách khí, nói khéo để từ chối. Không không không. Hạ Mai sẽ bằng lòng, giữa việc chọn lựa cháu và tên họ Hoàng, Hạ Mai đương nhiên chọn cháu rồi, chúng cháu cũng quen biết hơn 2 năm, đúng không Hạ Mai? Đồng Thần Thụ nói, vẻ mặt mong đợi nhìn Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai thật sự vô cùng chán ghét, Đồng Thần Thụ này nói khoác mà không biết ngược, thực khiến cô ấy cạn lời. Đồng Thần Thụ, anh vẫn nên tỉnh lại đi, chúng ta ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải. Lê Hạ Mai nói, Hạ Mai, em, tôi không cần ai hết. Tự tôi đi được. Lê Hạ Mai nói xong thì giãy giụa muốn đứng lên, tự mình ra khỏi bệnh viện. Nhưng cơ thể cô ấy quá mức suy yếu, vốn không dậy nổi. Hạ Mai, anh đến bế em. Da mặt Đồng Thần Thụ thật sự không phải dày bình thường, anh ta hô to một tiếng rồi muốn tiến lên bế Lê Hạ Mai. À anh làm gì, đừng đụng vào tôi. Lê Hạ Mai cố gắng đẩy Đồng Thần Thụ ra, không để tên nhóc này đụng vào mình. Đừng mà Hạ Mai, không ai bế em, chỉ có anh thôi. Đồng Thần Thụ giống như kẻ điên, nhất định phải bế cho bằng được. Hoàng Thiên thực sự không nhìn nổi, mắt thấy Lê Hạ Mai không có sức phản kháng nào, anh trực tiếp đi tới. Anh Thiên, anh nhanh bế tôi đi. Lê Hạ Mai nóng nảy nói với Hoàng Thiên, cô ấy chỉ muốn nhanh thoát khỏi Đồng Thần Thụ. Được. Hoàng Thiên đồng ý rất thẳng thắn, trực tiếp bế Lê Hạ Mai lên đi ra khỏi bệnh viện. Một mùi hương lập tức bay vào lỗ mũi, Hoàng Thiên cũng khó tránh khỏi nhịp tam đầu bơi nhanh. Lê Hạ Mai cũng vậy, cô ấy dựa đầu vào ngực Hoàng Thiên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ chưa từng thấy. Người mình thích chính là khác biệt, được anh bế thật sự là một niềm hạnh phúc. Trong lòng Lê Hạ Mai âm thầm cảm thán, cô ấy rốt cuộc nếm trải được cảm giác yêu đương là gì. Chuyện này, Đồng Thần Thụ cũng muốn tức điên, anh ta nhìn chằm chằm Hoàng Thiên và Lê Hạ Mai, bây giờ không chỉ hận Hoàng Thiên, mà anh ta cũng hận cả Lê Hạ Mai. Đồng Thần Thụ hận thấu xương Hoàng Thiên, còn Lê Hạ Mai, Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường thì anh ta cũng ghét cay ghét đắng. Họ Hoàng, mày cứ chờ xem, ông đây nhanh thôi sẽ cho mày đẹp mặt. Đồng Thần Thụ cắn răng âm thầm mắng, tức giận đến nỗi quay người chạy ra khỏi bệnh viện. Hoàng Thiên bế Lê Hạ Mai ra bên ngoài, sau khi bế cô ấy lên xe thì chạy về phía sòng bài của Tiêu Văn Hạ. Đào Văn Lâm đã ở sẵn chỗ đó, Hoàng Thiên chỉ mong ông Lâm có thể tiếp tục ra sức, hoàn toàn chữa khỏi tổn thương của Lê Hạ Mai. Cả một nhóm đi theo sau lưng Hoàng Thiên lái xe đến sòng bài của Tiêu Văn Hạ. Ở đó, Tiêu Văn Hạ đã chuẩn bị xong mọi thứ, Đào Văn Lâm, người cũng được Tiêu Văn Hạ coi như khách quý,
hai người cùng nhau ra đón Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết được tất cả những chuyện này qua điện thoại, anh lái xe tăng độc độ rất nhanh, chỉ muốn nhanh chóng đưa Lê Hạ Mai đi qua đó. Tại thời điểm này, Lê Hạ Mai ngồi ở ghế phụ lại, thay vì nói là ngồi, cô ấy đang nửa nằm nửa ngồi, bởi vì cô ấy thật sự không còn sức nữa. Nghĩ lại vừa rồi được Hoàng Thiên bế ra, trong lòng cô ấy vẫn giống như một con thỏ con chạy nhảy lung tung, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Quay đầu nhìn Hoàng Thiên, trong lòng Lê Hạ Mai bỗng gợn sóng, cô biết, mình đã gặp được người đàn ông mà cô hằng mong đợi, và anh ấy đã thực sự xuất hiện. Anh Thiên, anh muốn dẫn em đi đâu? Lê Hạ Mai cố ý kiếm đề tài muốn cùng Hoàng Thiên tán gẫu. Đến chỗ một người bạn, ở đó sẽ có người trị khỏi cho cô. Hoàng Thiên bình tĩnh nói, giọng điệu tự tin. Lê Hạ Mai cảm thấy rất an tâm, cô ấy nguyện ý tin tưởng Hoàng Thiên, khi Hoàng Thiên nói ra lời này, cô biết mình sẽ ổn. Anh Thiên, anh có bạn gái chưa? Lê Hạ Mai suy nghĩ một chút, rồi cô ấy mới hỏi câu hỏi mà mình quan tâm nhất, điều này đã vướng mắc trong lòng cô ấy rất lâu, không khỏi ngượng ngùng hỏi. Bởi vì không ai là kẻ ngốc, một khi bị hỏi điều này, chính là đang gián tiếp tỏ tình với Hoàng Thiên. Cái này, Hoàng Thiên mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng lúc này cũng bị lời nói của Lê Hạ Mai làm cho giật mình. Xem ra cô gái xinh đẹp này thật sự có cái ý đó với anh, nếu không thì làm sao có thể hỏi những câu như vậy. Hoàng Thiên đành phải giả vờ không hiểu, khẽ cười nói, tôi đã có vợ rồi, chúng tôi đã kết hôn 3-4 năm rồi. Một câu nói, khiến trái tim của Lê Hạ Mai vô cùng bực bội, cuối cùng kết quả mà cô ấy muốn nghe đã nghe được rồi, nhưng kết quả này khiến cô ấy cảm thấy trái tim mình lạnh đi một nửa. Dựa vào hiểu biết sơ bộ về Hoàng Thiên, cô cảm thấy Hoàng Thiên là một người đàn ông tốt, một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, Hoàng Thiên đã có vợ, cưới được 3-4 năm rồi, cô ấy cũng không còn hy vọng gì nữa rồi. Hai cuối cùng cô ấy cũng gặp được một người đàn ông cô ấy thích, lại là người rất có chủ kiến, nhưng sự thật quá phũ phàng với cô ấy. Lê Hạ Mai rối rắm ở trong lòng, thật lâu không nói ra một lời. Hoàng Thiên hiểu tâm trạng của cô ấy, nên lúc này cũng không nói gì, chỉ tập trung lái xe đến sòng bài của Tiêu Văn Hạ thật nhanh. Cậu Thiên, Tiêu Văn Hạ cùng Đào Văn Lâm cùng nhau chào hỏi, giúp Hoàng Thiên mở cửa, đối với Hoàng Thiên rất cung kính. Đây không phải là sợ Hoàng Thiên, mà là kính trọng và quý mến Hoàng Thiên từ trong lòng, Tiêu Văn Hạ và Đào Văn Lâm mỗi lần nhìn thấy Hoàng Thiên trong lòng đều rất kích động. Lão Lâm, ông hiểu rõ mọi chuyện chưa, lập tức trị khỏi cho cô ấy nhé. Hoàng Thiên nói với Đào Văn Lâm, sau đó mở cửa xe ghế phụ ra, Hạ Mai cô có thể tự mình xuống xe được không? Anh Thiên, trên người tôi không còn chút sức lực. Lê Hạ Mai nhẹ giọng nói với Hoàng Thiên, cô ấy rất muốn được Hoàng Thiên bế cô ấy lần cuối, cho dù không bao giờ gặp lại Hoàng Thiên, cô ấy cũng có ký ức đẹp. Hoàng Thiên cũng rất ngại ngùng, tuy trong đầu không có suy nghĩ lung tung nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi với vợ mình vì đã bế một cô gái xinh đẹp khác ngoài cô ra. Nhưng nhìn dáng vẻ mong đợi của Lê Hạ Mai, xung quanh đều có đàn ông, Hoàng Thiên chỉ có thể bế cô ấy ra. Sau khi đưa Lê Hạ Mai xuống xe, Hoàng Thiên trực tiếp đi vào sòng bài của Tiêu Va Nhã. Đám người Lã Việt cũng đi theo, sau khi đỗ xe, Lã Việt cùng Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường vào phòng làm việc của Tiêu Văn Hạ. Phòng làm việc của Tiêu Văn Hạ thật sự rất rộng rãi, gần tường có mấy cái ghế sofa, Hoàng Thiên bế Lê Hạ Mai đi vào nằm, rồi nói với Tiêu Văn Hạ, đi chuẩn bị phòng đi. Vâng, cậu Thiên xin đi theo tôi. Tiêu Văn Hạ dẫn đường, rồi đi đến một căn phòng rộng rãi yên tĩnh và sang trọng rồi mở cửa. Hoàng Thiên đưa Lê Hạ Mai vào phòng, rồi đặt cô ấy lên giường. Lê Hạ Mai không nói lời nào, nhưng khuôn mặt xinh xắn lại đỏ bừng. Lão Lâm nhờ ông đó, đừng để tôi thất vọng. Hoàng Thiên chạy tới phía sau Đào Văn Lâm vỗ vai, ra hiệu Đào Văn Lâm đi tới điều trị từ lâu Đào Văn Lâm đã chuẩn bị xong rồi. Hoàng Thiên thông báo cho ông ta biết triệu chứng cơ bản của Lê Hạ Mai, cho nên đã chuẩn bị sẵn thảo dược. Bắt mạch cho Lê Hạ Mai xong, Đào Văn Lâm khẽ nhíu mày. Hoàng Thiên phát hiện biểu cảm này của ông ta liền hỏi Đào Văn Lâm, như thế nào, rất nghiêm trọng hả? Vâng thưa cậu Thiên, cô gái này đã bị một đòn nặng vào đầu và có một cục máu đông trong não, nên rất nguy hiểm. Đào Văn Lâm liên tục gật đầu. Vậy mau điều chế thảo dược đi, ông không phải là vua của các loài thuốc sao? Chúng ta nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy. Hoàng Thiên có chút nôn nóng, dùng giọng điệu ra lệnh cho Đào Văn Lâm. Đương nhiên, Đào Văn Lâm tương đối phục tùng, ông ta phục Hoàng Thiên từ tận đáy lòng, tự nhiên sẽ nghe lời Hoàng Thiên. Mấy phút sau, Đào Văn Lâm đun sôi hỗn hợp thảo dược, đem qua cho Lê Hạ Mai uống. Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường ngẩn ra, nghĩ chỉ cần uống thuốc là có thể chữa khỏi thương thế rồi.
vậy cần gì cắt bỏ khối u trong bệnh viện nữa? Cậu Thiên, rốt cuộc có thể được hay không? Lê Bảo Đại thật sự không yên lòng, khẽ kéo Hoàng Thiên ra bên ngoài, nhỏ giọng hỏi. Hoàng Thiên vẫn tin tưởng vào y thuật của Đào Văn Lâm, liền nói với Lê Bảo Đại, đừng lo lắng, danh hiệu vua của các loài thuốc không phải chỉ là hữu danh vô thực, hạ mai sẽ không sao đâu. Tốt quá, cậu Thiên, lát nữa mời anh ăn cơm, anh nhất định phải cho tôi cơ hội này nha. Lê Bảo Đại hưng phấn nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỉ cười nhạt, thật ra anh không cần Lê Bảo Đại mời đi ăn cơm để cảm ơn, nhưng anh cũng không từ chối Lê Bảo Đại ngay tại chỗ, vì sau tất cả, anh vẫn phải cho người khác chút mặt mũi. Sau khoảng nửa tiếng, Lê Hạ Mai đã có thể đi lại. Hơn nữa, nước da của cô ấy cũng đã được cải thiện rất nhiều, và cô ấy trở nên tràn đầy sức sống hơn. Mọi người đều tận mắt thấy kết quả, những người ở đó, bao gồm cả Hoàng Thiên, đều không thể không phục Đào Văn Lâm. Đừng nhìn trước kia Đào Văn Lâm chẳng ra làm sao, nhưng từ khi bị Hoàng Thiên dạy dỗ, ông ta đã liên tiếp làm ra những việc kinh ngạc. Anh Thiên, cha, chú, con không sao rồi. Lê Hạ Mai rất vui mừng, rất phấn khởi, lúc này bèn nói to lên. Thật tuyệt, cậu Thiên, anh nhất định phải nể mặt tôi đích thân nâng ly cung kính cảm ơn anh. Lê Bảo Đại nắm lấy tay Hoàng Thiên, cảm kích không biết nên nói gì hơn. Cảm ơn tôi thì không cần đâu, cảm ơn Lão Lâm đi, là do bàn tay diệu kỳ của ông ấy. Hoàng Thiên chỉ Đào Văn Lâm. Nói đến nỗi Đào Văn Lâm cũng cảm thấy ngại, ở trước mặt Hoàng Thiên, ông ta đâu dám ngạo mạn. Lê Bảo Đại vô cùng cảm kích Đào Văn Lâm, nhưng cuối cùng vẫn cố lôi kéo Hoàng Thiên cùng đi ăn cơm cho bằng được. Lã Việt và Tiêu Văn Hạ cả Đào Văn Lâm, cũng đi cùng Hoàng Thiên, một nhóm người cùng đi đến nhà hàng Lạc Phú. Nhưng mà ngay lúc này đây, trong bóng tối có một người dùng đôi mắt căm hận nhìn chăm chú vào nhóm người của Hoàng Thiên. Trong bóng đêm tăm tối đồng thần thụ giống như một con sói hung ác tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào đám người Hoàng Thiên. Sự ghen tị và không cam lòng ở trong lòng anh ta đã chuyển hóa thành thù hận sâu sắc. Anh ta đau khổ theo đuổi cô gái xinh đẹp Lê Hạ Mai này hơn 2 năm nhưng không có tiến triển, chỉ sợ là cả đời này đều sẽ không thể theo đuổi được. Nhưng mà chỉ chưa tới 2 ngày mà Hoàng Thiên đã bắt được tâm hồn thiếu nữ của Lê Hạ Mai, điều này làm cho đồng thần thụ không thể chấp nhận được. Theo như đồng thần thụ thấy thì Lê Hạ Mai chỉ có thể là của anh ta, người khác đừng mơ tưởng có thể nhúng chàm. Đêm nay anh ta đã có kế hoạch toàn diện, chẳng những muốn đánh cho Hoàng Thiên tàn phế để giải tỏa cơn tức ở trong lòng mà anh ta còn muốn hoàn toàn có được Lê Hạ Mai. Xem như là không chiếm được lòng của cô ta thì cũng phải chiếm đoạt được cơ thể của cô ta trước. Mà lúc này đám người Hoàng Thiên đã đi vào bên trong một phòng riêng được đặt trước cực kỳ xa hoa và rộng lớn ở trong quán rượu. Chỉ riêng tiền thuê phòng riêng xa hoa này đã lên tới 150 triệu, nếu như ăn một bữa cơm thì ít nhất cũng phải tốn cả 100 triệu. Đương nhiên điều này đối với Lê Bảo Đại mà nói thì không là gì cả, ông ta là một người có thủ đoạn vơ vét nên chút tiền ấy đối với ông ta mà nói chỉ giống như là nước mà thôi. Hơn nữa Lê Bảo Đại cũng đã nhìn ra Hoàng Thiên không phải là người bình thường, mặc dù vẫn còn chưa biết Hoàng Thiên làm gì nhưng ông ta cũng có nghe nói Hoàng Thiên cứ vài phút lại kiếm được hơn 100 tỷ tiền mặt, như vậy thì phải có thực lực lớn mạnh như thế nào chứ? Những người ở bên cạnh Hoàng Thiên cũng không phải là những người bình thường, đặc biệt là người tên Lã Việt kia, Lê Bảo Đại tương đối kính trọng anh ta. Đào Văn Lâm thì lại càng không cần phải nói, bàn tay vàng của ông ta còn giỏi hơn mấy giáo sư ở trong bệnh viện lớn hàng 100 lần, y thuật của ông ta quá kinh khủng. Những người như vậy mà đều cam chịu bị Hoàng Thiên ép buộc thì có thể thấy được là Hoàng Thiên giỏi như thế nào. Cậu Thiên, môi trường ở đây được chứ? He he. Sau khi Lê Bảo Đại ngồi xuống thì cười hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy thì cười thản nhiên nói với Lê Bảo Đại, thực ra thì không cần phải đến quán rượu cấp cao như vậy, tùy tiện tìm một chỗ là được rồi. Không không không, như vậy sao được chứ? Cậu Thiên là người đã cứu mạng con gái tôi, cậu là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Lê Bảo Đại kích động nói. Hoàng Thiên cũng không khách sáo với Lê Bảo Đại, anh cũng nhìn ra được nếu như không để Lê Bảo Đại biểu đạt tấm lòng thì có thể sẽ làm cho Lê Bảo Đại nghẹn đến mức phát điên. Không bao lâu rượu và thức ăn đều được dọn lên, Lê Bảo Đại không ngừng mời rượu Hoàng Thiên, ông ta cũng không biết phải cảm ơn Hoàng Thiên như thế nào mới tốt. Hoàng Thiên thật sự là không chịu được Lê Bảo Đại như vậy, lúc này mới nói, ông chủ đại không cần phải như vậy, chúng ta cứ tùy ý là được rồi. À, được thôi cậu Thiên, tôi sẽ tùy ý, he he. Lê Bảo Đại cười tủm tỉm nói. Lê Việt Cường ở bên cạnh nhìn thấy anh lớn của mình như vậy thì thật sự ngạc nhiên. Dựa vào sự hiểu biết của ông ta về Lê Bảo Đại thì ông ta biết anh lớn là người có thủ đoạn tàn nhẫn, ngày bình thường cũng rất là kiêu ngạo,
thế nhưng đêm nay anh lớn lại lấy lòng Hoàng Thiên như vậy thật sự là không thể tưởng tượng được. Thực ra thì Lê Việt Cường làm sao biết được bây giờ Lê Bảo Đại không chỉ xem Hoàng Thiên như là ân nhân mà còn xem Hoàng Thiên như là con rể tương lai. Cho nên Lê Bảo Đại muốn giữ gìn mối quan hệ với Hoàng Thiên. Anh Thiên, tôi kính anh một ly, nếu như không có anh thì tôi đã không còn sống nữa rồi. Lê Hạ Mai đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng Thiên. Được thôi. Hoàng Thiên trả lời sau đó uống cạn ly rượu với Lê Hạ Mai. Nhưng anh cũng không nói thêm gì hết, dù sao thì anh không thể cho Lê Hạ Mai thứ gì cả nên tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại cô gái xinh đẹp này sau bữa tiệc đêm nay. Giữa nam nữ hoàn toàn không có tình bạn thuần khiết, việc tuyên bố với bên ngoài rằng chỉ là bạn bè bình thường đơn thuần chỉ là nói linh tinh mà thôi. Anh không thể làm chuyện có lỗi với vợ nên cũng chỉ có thể giữ khoảng cách với Lê Hạ Mai, tốt nhất là không còn dây dưa gì nữa. Trong lòng của Hoàng Thiên rất rõ ràng cho nên anh hết sức cố gắng không nhìn Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai thấy Hoàng Thiên lạnh lùng với cô ta như vậy thì trong lòng thật sự không thoải mái. Cô ta đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô ta sinh lòng yêu thương với một người đàn ông, không ngờ lại là người đàn ông đã có vợ, điều này cũng thật là quá tệ. Nhưng cũng không còn cách nào khác, vì cô ta không thể nói chuyện riêng với Hoàng Thiên ở trước mặt nhiều người như vậy. Qua cha lần rượu thì Lê Hạ Mai đứng dậy đi toilet. Bởi vì ở chỗ này chỉ có một mình cô ta là phụ nữ, cho nên cũng chỉ có thể đi một mình. Nhưng cô ta mới từ trong toilet đi ra thì có hai thanh niên uống say từ phía đối diện tới. Hai người đàn ông đi tới gần thì chặn Lê Hạ Mai lại, trong đó một thanh niên đeo bông tai với vẻ mặt cợt nhả nói, chị gái nhỏ, có thể thêm Zalo được không? Nhìn thấy hai người đàn ông này đã uống say rồi mà còn có phẩm chất đạo đức như vậy, hơn nữa vẻ mặt còn không có ý tốt nên Lê Hạ Mai thật sự là cực kỳ gai mắt. Tôi không dùng Zalo. Lê Hạ Mai nói xong thì muốn lách qua hai người thanh niên để quay trở về phòng riêng. Nào ngờ một thanh niên khác lại đưa tay ra kéo cánh tay của cô lại. Ha ha. Năm nay ông già hay bà già cũng đều dùng Zalo vậy mà cô nói cô không dùng, cô lừa quỷ sao? Một người đàn ông khác cười ha ha rồi muốn đưa tay ôm Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai cũng không phải là con gái bình thường, làm sao có thể chịu bị ức hiếp như vậy chứ? Bốp! Chỉ thấy sau khi Lê Hạ Mai né tránh thì giơ tay tát người đàn ông kia. Cô ta đánh người đàn ông làm cho anh ta hơi sửng sốt, nhưng lại nhanh chóng khôi phục nụ cười bị ổi. Ha ha, đánh rất hay đánh rất đẹp. Lại đánh thêm một cái nữa đi chị gái, con người của tôi rất thích ăn đòn. Bốp bốp, Lê Hạ Mai cũng không quan tâm nhiều, nếu hai tên khốn nạn này đã yêu cầu thì cô ta bằng lòng thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Mẹ kiếp, người đàn ông bị đánh tức giận giơ nằm đấm đánh về phía mặt của Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai đã có chuẩn bị nên lách sang bên cạnh né tránh nắm đấm này. Cô ta vừa định nhanh chóng rời khỏi đây thì người đàn ông đeo bông tai đã chặn cô ta lại. Lần đầu tiên tôi gặp được chị gái ghê gớm như vậy đó, ha ha, tôi không tin là tôi không trị được cô. Người đàn ông đeo bông tai điên cuồng cười ha ha rồi cùng với bạn đồng hành của mình bắt Lê Hạ Mai lại. Lê Hạ Mai thật sự tức giận đến phát điên, cô ta vừa mới muốn hung hăng dạy dỗ hai người đàn ông thì lúc này cửa phòng riêng ở bên cạnh cô ta mở ra. Một bàn tay to vươn ra từ bên trong nhanh chóng bắt cánh tay của Lê Hạ Mai rồi mạnh mẽ kéo cô ta vào trong phòng. A. Lê Hạ Mai vừa mới kêu lên thì bị người ở trong phòng riêng che miệng lại. Lúc này hai người đàn ông cũng không còn dáng vẻ say rượu nữa, hai người nhanh chóng lách vào trong phòng, người đàn ông đeo bông tai nhanh chóng đóng kỹ cửa phòng. Trói cô ta lại. Giọng nói trầm thấp mà dữ tợn của một thanh niên vang lên. Người đàn ông đeo bông tai lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn ra trói chặt Lê Hạ Mai. Lúc này người đàn ông bắt Lê Hạ Mai vào trong phòng riêng mới sờ cái đầu chọc lóc của mình cười nói với người đàn ông. Bước đầu tiên rất là thuận lợi, ha ha, tiếp theo anh muốn tối làm như thế nào? Người đàn ông đó chính là Đồng Thần Thụ, anh ta nhìn người đàn ông trung niên hói đầu khoảng 40-50 tuổi ở trước mặt khịt mũi nói, hừ, trước tiên đưa cô khỏi khách sạn rồi tiếp theo ông giúp tôi xử lý Hoàng Thiên. Đầu chọc lớn gãi đầu của gã, âm thầm cười một tiếng, ha ha, tôi nói cậu Thụ, mặc dù tôi đồng ý giúp anh làm việc, nhưng về thù lao thì chúng ta còn chưa thỏa thuận xong nhé. Đầu chọc lớn nói xong lời này thì tham lam nhìn chằm chằm Đồng Thần Thụ. Đồng Thần Thụ nghe xong thì lạnh lùng hừ một tiếng nói, anh Nam Hà, chẳng lẽ anh còn không thể tin tôi? Dựa vào tài lực của nhà họ Đồng tôi sẽ không bạc đãi anh. Trước phân rõ rạch ròi sau mới không tranh, vẫn là bàn bạc giá tiền cho thỏa trước đi nhỉ. Đừng để đến lúc đó khiến cho nhau khó chịu. Đầu chọc lớn nói với Đồng Thần Thụ. Trong lòng Đồng Thần Thụ có chút khó chịu, anh ta cảm thấy đầu chọc lớn này thật quá đáng. Thế mà không tin anh ta.
Tên riêng của đầu trọc lớn là anh Năm Hà, cũng là người trấn Kim Thanh. Tên này vốn tên là Tần Song Hà, là tội phạm bỏ trốn. Được đó anh Năm Hà, vậy anh nói cái giá đi. Đồng thần thụ còn phải dựa vào Tần Song Hà này nên anh ta đành phải nhẫn nhịn. 10 tỷ, thế nào? 10 tỷ đối với cậu cả thụ mà nói chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Tần Song Hà giơ một ngón tay, nói với đồng thần thụ. Trong lòng đồng thần thụ thầm mắng đòi hỏi nhiều, 10 tỷ đối với nhà họ Đồng mà nói thực sự cũng không tính là bao, dù sao nhà họ Đồng ở trấn Kim Thanh có quặng mỏ xung quanh, thật đúng là như có mỏ trong nhà. Nhưng cha của đồng thần thụ anh ta coi tiền như mạng, cả đời đều rất hẹp hòi, cho dù đối với đồng thần thụ con trai ruột cũng rất keo kiệt. Cho nên đồng thần thụ trước sau không bỏ ra nổi 10 tỷ, chuyện này cha của anh ta lại không biết, như Tần Song Hà thật sự giết chết Hoàng Thiên, anh ta lại không bỏ ra nổi 10 tỷ thì xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng khi nhìn Lê Hạ Mai bị bịt miệng, đồng thần thụ thật sự đúng là rất hưng phấn, Lê Hạ Mai đã bị khống chế, sau đó chắc chắn phải đưa cho Hoàng Thiên làm, nếu không về sau tai họa vô cùng. Nghĩ đến đây thì đồng thần thụ gật đầu, được, 10 tỷ vậy, chỉ cần anh giải quyết Hoàng Thiên cho tôi thì 10 tỷ đưa anh sẽ không thiếu một phần. Ha ha, Trịnh Lạc Bình quả nhiên không nói sai, cậu cả thụ anh đúng là người làm chuyện lớn. Ha ha ha, cậu cả thụ anh đã rộng rãi như vậy thì tôi nhất định khiến anh vừa lòng đẹp ý. Tần Song Hà đắc ý cười ha ha, sau đó lấy ra một bộ đồ nhân viên phục vụ khách sạn đã sớm chuẩn bị xong mặc vào người. Thân hình của gã rất vạm vỡ, mặc quần áo nhân viên phục vụ khách sạn này vào thật đúng là vừa chật lại vừa khó chịu. Anh Năm Hà, tình huống của anh là như thế nào? Đồng thần thụ có hơi khó hiểu, nghi ngờ hỏi Tần Song Hà. Tần Song Hà cười u ám một tiếng nói, anh cho rằng Hoàng Thiên dễ đối phó như vậy. Tôi cũng đã từng nghe thực lực của Hoàng Thiên khá mạnh ở thành phố Bắc Ninh. Vừa có tiền vừa có thế, tôi không đánh bất ngờ một chút sao có thể thành công. Đồng thần thụ nghe lời này xong thì lập tức hiểu rõ. Tần Song Hà đây là muốn đóng vai nhân viên phục vụ, đánh bất ngờ Hoàng Thiên. Đồng thần thụ cười ha ha, trong lòng vô cùng hưng phấn. Trên mặt Tần Song Hà mây đen răng kín, lúc này anh ta nói với người đàn ông đeo khuyên tai nói, hai người ở lại trong phòng bao này giúp cậu cả thụ tạm giam Lê Hạ Mai cho tốt, hiểu chưa? Hiểu rõ, anh Năm. Người đàn ông đeo khuyên tai và một người thanh niên khác cùng đồng ý, đương nhiên hai người họ cũng rất lanh lợi, biết Tần Song Hà có ý gì. Đơn giản chính là sợ đồng thần thụ làm màu thôi, lát nữa nếu giết chết Hoàng Thiên, đồng thần thụ chạy trốn thì tính sao? Đòi ai 10 tỷ kia? Sau khi Tần Song Hà dặn dò xong, mặc quần áo nhân viên phục vụ ra khỏi phòng bao nhỏ này. Mà lúc này Hoàng Thiên bọn họ đã ở trong phòng bao, Lê Bảo Đại đã có chút ngồi không yên. Bởi vì con gái Lê Hạ Mai của ông ta đã ra ngoài một hồi lâu, đến bây giờ vẫn chưa về. Hoàng Thiên cũng cảm thấy có hơi không đúng, Lê Hạ Mai đi nhà vệ sinh thế mà cần tới 10 phút, cũng chậm quá rồi. Nhưng lại không có phụ nữ đang ngồi, muốn đi nhà vệ sinh xem thử cũng không được. Ông chủ đại, ông gọi cho Lê Hạ Mai đi, đừng để lại xảy ra chuyện gì. Hoàng Thiên nhắc nhở Lê Bảo Đại, Lê Bảo Đại cũng có ý này, ông ta khẽ gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lê Hạ Mai. Điện thoại của Lê Hạ Mai cũng không reo, gọi nhiều lần rồi nhưng Lê Hạ Mai cũng không nghe. Con nhóc này đang làm trò gì? Trong lòng Lê Bảo Đại càng không rõ ngọn nguồn, ông ta lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra xem thử. Nhưng đúng lúc này cửa phòng bao mở. Chỉ thấy một nam phục vụ có vóc người vạm vỡ đi đến, tuổi cũng khoảng 40, trên mặt nở nụ cười đi tới trước bàn rượu. Lê Bảo Đại ngơ ngác một chút, bởi vì bình thường ông ta cũng đến khách sạn uống rượu không ít. Nhưng nhân viên phục vụ trước giờ đều rất trẻ, ngay cả hơn 25 tuổi cũng rất ít, còn vị này cũng khoảng 40, đã vậy lớn lên hung ác như thế, tình huống gì đây? Hoàng Thiên cũng nhìn thấy, anh cũng không khỏi phải híp mắt lại. Anh làm gì đây, ai bảo anh đến? Tiêu Văn Hạ không vui tiến tới hỏi nam phục vụ, anh ta cũng phát hiện có chỗ không đúng. Người tới chính là Tần Song Hà, gã này cải trang y như thật, gương mặt mỉm cười đi đến gần Hoàng Thiên, sau đó nhìn người xung quanh nói. Các quý ngài, tôi là trưởng nhân viên phục vụ của khách sạn, xin hỏi các vị có còn cần gì không? Có cần tôi phục vụ gì thì cứ việc nói. Má, Tiêu Văn Hạ nhìn xét chút nữa mắng, hơn nữa không gọi gã tới, còn lớn lên hung ác như thế, số tuổi cũng lớn vậy thì phục vụ cái gì cơ? Chẳng qua Hoàng Thiên và Lã Việt lại nhìn ra sự khác thường, bọn họ đều nhận ra được nhân viên phục vụ này rất có vấn đề. Cái gì cũng không cần, anh đi ra ngoài đi. Hoàng Thiên nhìn Tần Song Hà nói. Tần Song Hà cười cười, bây giờ gã đã dựa sát Hoàng Thiên, cười lạnh nói, cái gì cũng không cần.
Quý ngài đây, khách sạn chúng tôi có phục vụ rất đặc biệt, các anh muốn thử một chút không? Phục vụ đặc biệt gì? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng hỏi Tần Song Hà, anh đã thấy rất rõ ràng, nam phục vụ này tiến đến tuyệt đối không có ý tốt. Phục vụ đặc biệt chính là đâm mày mấy dao. Tần Song Hà đột nhiên quát to một tiếng, trong tay có thêm một con dao nhọn, gã đâm tới vị trí trái tim Hoàng Thiên. A! À, Lã Việt và Tiêu Văn Hạ giật mình hét lên một tiếng, vừa muốn đứng dậy bảo vệ Hoàng Thiên thì đã không kịp. Trong chớp mắt, cơ thể Hoàng Thiên lóe lên né sang bên cạnh, đã tránh được một dao này. Phút một tiếng, dao nhọn đâm vào ghế dựa của Hoàng Thiên, bởi vì dùng sức quá mạnh, thế mà đâm xuyên qua thành ghế gỗ. Trong lòng Tần Song Hà giật mình, khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn ra tay đánh lén Hoàng Thiên, thế mà không đâm trúng. Họ Hoàng này thật đúng là có tài. Trong lòng Tần Song Hà thầm mắng, vừa định rút dao ra thì cổ tay gã đã bị Hoàng Thiên bắt lại. Không tốt, Tần Song Hà lập tức nhận ra được chuyện gì, thời điểm bị nắm chặt cổ tay, gã cảm thấy đau nhói, như thể bị kẹp thép siết chặt cho đến chết. Thực lực của đối phương thật sự quá lớn mạnh, người thường cũng không thể có sức mạnh như vậy, khiến Tần Song Hà vô cùng kinh ngạc. Vốn muốn đánh lén đối thủ, nhưng mà bây giờ xem ra Hoàng Thiên không dễ đối phó như gã nghĩ. Không đợi Tần Song Hà kịp phản ứng, Hoàng Thiên đã dùng một cú đá mạnh mẽ đạp Tần Song Hà ngã xuống đất. Bịch bịch một tiếng, tạ người của Tần Song Hà khá to nên khi ngã phát ra xuống đất phát ra âm thanh rất lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, khiến cho Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường sợ phát khiếp. Dù hai người họ đã lăn lộn nhiều năm, nhưng mà đối với tình huống đột nhiên xảy ra này, vẫn khiến họ rất kinh ngạc. Với lại vừa rồi cũng quá nguy hiểm, với nhát dao đó của Tần Song Hà gần như muốn đâm trúng Hoàng Thiên, vị trí lại là trực tiếp nhắm thẳng vào tim. Nếu như phản ứng của Hoàng Thiên chậm hơn một chút, hẳn là anh đã bị đâm vào tim mà chết rồi. Lúc này, Hoàng Thiên chắp tay sau, chậm rãi đi tới trước mặt Tần Song Hà. Tần Song Hà vừa rồi bị Hoàng Thiên đá một cước, khó khăn lắm mới đứng dậy, nhưng bàn chân to của Hoàng Thiên đã dẫm lên ngực gã, khiến gã không thể động đậy. Đừng nhúc nhích, mày mà nhúc nhích nữa tao lấy mạng mày luôn đó, mày hiểu không? Hoàng Thiên trầm giọng nói. Vâng được rồi, tôi sẽ không cử động, tôi sẽ không đứng dậy. Tần Song Hà vẫn là rất biết linh hoạt, thoạt nhìn đã thấy bản thân mình sẽ chịu thiệt, gã này cũng không cứng đầu. Lã Việt và Tiêu Văn Hạ cũng đi tới, đứng cạnh bên Hoàng Thiên, để phòng Tần Song Hà này lại dở trò bị ổi. Nhưng hai người bọn họ quá lo lắng, với thực lực của Hoàng Thiên, có thể dễ dàng đối phó với Tần Song Hà. Nghĩ đến Lê Hạ Mai đi đã lâu còn trở lại, cùng Tần Song Hà lại giả làm bồi bàn đến ám sát anh, Hoàng Thiên bất giác liên tưởng đến hai chuyện này với nhau. Chẳng lẽ Lê Hạ Mai đã xảy ra chuyện? Mày là ai? Tại sao lại muốn giết tao? Hoàng Thiên nhìn người nằm dưới chân Tần Song Hà, nghiêm mặt hỏi. Tần Song Hà đâu có nghe lời như vậy, thấy Hoàng Thiên hỏi, liền quay đầu sang một bên, không thèm chú ý tới Hoàng Thiên. Bụp! Hoàng Thiên cũng không có nói nhảm với Tần Song Hà, tên này không chịu phối hợp cũng là nằm trong dự tính của Hoàng Thiên rồi, cho nên rất nhanh Hoàng Thiên lại cho Tần Song Hà một cước. Cú đá này vừa hay đá trúng hai bên má của gã. Ôi! Tần Song Hà thấp giọng mắng, hai trong số những chiếc răng lớn của gã đã trở nên lỏng lẻo, và máu chảy ra từ khóe miệng. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao, còn làm ra bộ dạng đó tao cho mày đi gặp Diêm Vương luôn. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Đây không phải là để làm cho Tần Song Hà sợ hãi, nếu tên này chống cự nữa, Hoàng Thiên thật sự sẽ giết chết tên này. Tần Song Hà cảm nhận được luồng khí nguy hiểm trên người Hoàng Thiên, gã chỉ vừa mới chần chừ vài giây thì thấy Hoàng Thiên nâng ghế định đập xuống. Đừng đừng, tôi nói hết. Tần Song Hà sợ hãi vẫy vẫy tay với Hoàng Thiên. Nếu mày dám nói láo cũng chỉ có đường chết. Đúng vậy, tôi sẽ không dám nói dối, anh là Hoàng Thiên đúng không? Để tôi nói cho anh biết, có người muốn anh chết, tôi chỉ là nhận tiền giúp người ta làm việc thôi. Tần Song Hà vội vàng nói. Giúp ai làm việc? Hoàng Thiên hỏi. Giúp đồng thần thụ. Tần Song Hà như bong bóng bị xì hơi, thẳng thắn khai ra. Đồng thần thụ. Hoàng Thiên nghe vậy thì lông mày nhướng lên. Thật sự không thể ngờ được, thằng nhóc đồng thần thụ này lại có thể gây ra những chuyện này. Đồng thần thụ ở đâu? Hoàng Thiên hỏi Tần Song Hà. Tần Song Hà không thể lo việc gì khác, trước mắt ưu tiên hàng đầu vào lúc này chính là tự cứu lấy mạng gã. Anh ta ở trong phòng riêng đối diện và còn có một cô gái, anh ta đang khống chế cô ta. Hoàng Thiên, tôi có thể nói cho anh biết mọi chuyện, tôi sẽ không thực hiện giao dịch này nữa, và cũng không dám đối địch với anh nữa. Mong anh hãy tha cho tôi đi. Tần Song Hà nhìn Hoàng Thiên ngây người nói.
Hoàng Thiên nghe đến đây, anh chợt thấy lo lắng. Đồng thần thụ đang khống chế một cô gái, người đó chắc chắn chính là Lê Hạ Mai. Hèn gì Lê Hạ Mai đi vệ sinh lâu như vậy vẫn không thấy quay lại, thì ra là đồng thần thụ ngấm ngầm ra tay. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên thực sự tức giận, trực tiếp nhấc tên Tần Song Hà, lôi ra khỏi phòng riêng. Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường cũng vội vàng đi theo, không ngờ chỉ ra ngoài ăn bữa cơm, Lê Hạ Mai đã gặp tai nạn. Bọn họ rời phòng riêng vào đi theo sau lưng của Hoàng Thiên đến hành lang. Lã Việt và Tiêu Văn Hạ cũng đi theo, hai người đều có ánh mắt ớn lạnh, hồng nhan chi kỷ của Ngài Thiên cũng dám động. Đồng thần thụ đó cũng chán sống rồi. Đoàn người rời khỏi phòng riêng, lúc này Hoàng Thiên tức giận nói với Tần Song Hà, nói, đồng thần thụ ở phòng riêng nào? Vâng ạ, ở đây đây ạ. Tần Song Hà làm sao còn giữ được vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày nữa, lúc này gã lắp bắp nói và chỉ vào gian phòng riêng mà vừa rồi gã mới bước ra. Hoàng Thiên không nói hai lời, đi qua đó và đạp mạnh vào cửa, thì đã đạp bay cửa của gian phòng riêng đó rồi. Nhưng khi nhìn vào bên trong, lại trống không không có một ai. Còn dám nói dối. Lã Việt lúc này tức giận túm lấy cổ áo của Tần Song Hà đang định phế đi cái gã này. Tần Song Hà trong lòng có khổ mà không biết nói sao. Hiện tại gã có chút hối hận, Hoàng Thiên không phải người dễ dây vào như suy nghĩ của gã. Sớm biết như vậy gã đã không đồng ý với đồng thần thụ, 10 tỷ không kiếm thì không kiếm vậy. Bây giờ không khéo ngay cả cái mạng này cũng giữ không được. Tôi không nói dối, vừa rồi đồng thần thụ thật sự đang ở trong phòng riêng này, hơn nữa anh ta còn khống chế cô gái trong phòng riêng này. Tần Song Hà lo lắng nói. Người đó ở đâu? Lã Việt tức giận hét lên. Khí tức này của ông ta, lại khiến Tần Song Hà kinh hoàng sợ hãi. Tần Song Hà sắp chết vì uất ức, cơn giận của Hoàng Thiên đã đủ đáng sợ, cơn giận của Lã Việt còn đáng sợ hơn. Tôi không biết nữa, có lẽ đồng thần thụ biết tôi đã thất bại nên mới mang cô gái theo rồi bỏ đi rồi. Tần Song Hà nói, cái con mẹ nó. Lê Bảo Đại hoàn toàn tức giận, lo lắng cho sự an toàn của con gái, càng nhìn Tần Song Hà này, ông ta càng tức giận. Lúc này Lê Bảo Đại vừa chửi bới vừa lấy dao từ thắt lưng ra để giải quyết cho Tần Song Hà. Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, xin hãy cứu tôi có thể giúp anh tìm thấy cô gái đó. Tần Song Hà lo lắng nói, bộ dạng đáng thương nhìn Hoàng Thiên. Khoan hãy giết gã. Hoàng Thiên nói với Lê Bảo Đại. Lúc này Lê Bảo Đại còn chưa ra tay, ông ta đã tức giận rồi, cậu Thiên, cậu nhất định phải cứu lấy Lê Hạ Mai. Đồng thần thụ, tên khốn kiếp này. Nếu nhìn thấy cậu ta nhất định phải giết chết cậu ta mới hả giận. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nói với Tần Song Hà nói, không phải mày có cách tìm thấy cô gái kia sao? Dạ dạ tôi sẽ gọi đàn em của mình ngay đây, bọn họ nhất định đang ở cùng với đồng thần thụ. Nói rồi Tần Song Hà lấy điện thoại di động ra và gọi cho người đàn ông đeo bông ra tay, điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng của người đeo bông tai lên tiếng, đại ca anh xử xong Hoàng Thiên rồi sao? Nếu không dễ đối phó thì đại ca ra ngoài đi. Cậu cả thụ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng đại ca. Nghe xong câu này, Tần Song Hà tức đến suýt chút nữa vẹo mũi. Gã đã rơi vào tay Hoàng Thiên mà bọn đàn em còn tưởng rằng gã đã thành công. Đáng hận nhất là cậu cả hành động, lại còn ở bên ngoài tiếp ứng cái con khỉ, đến giúp đỡ chút đi. Cậu Thiên, tôi phải trả lời như thế nào đây? Tần Song Hà nhỏ giọng hỏi Hoàng Thiên. Mày nói với bọn họ, mày thắng rồi, vừa giết tao xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Hoàng Thiên nhỏ giọng nói với Tần Song Hà. Tần Song Hà hiểu Hoàng Thiên đây là muốn bắt được đồng thần thụ, gã tranh thủ gọi điện thoại, tao đã xử lý xong Hoàng Thiên rồi. Mày kêu cậu cả thụ chờ tôi ở bên ngoài, bây giờ tôi đi ra ngoài đây. Mẹ ơi, đại ca siêu thật, nhanh như vậy luôn. Người đàn ông đeo khuyên tai sợ hãi than thở. Đừng nói nhảm nữa, tao đã bao giờ thất bại chưa? Tần Song Hà vẫn còn nói khoác được, nói xong câu này ngay lập tức cúp điện thoại. Cậu Thiên. Tiếp theo chúng ta làm thế nào đây? Tần Song Hà mong chờ nhìn Hoàng Thiên, gã bây giờ không mong điều gì khác ngoài việc Hoàng Thiên có thể buông tha cho gã một mạng. Đương nhiên Hoàng Thiên cũng không có ý định làm gì Tần Song Hà, dù sao cũng chỉ là nhân vật tép siêu, anh hiện tại chỉ muốn cứu Lê Hạ Mai ra an toàn. Còn về phần đồng thần thụ thì giao cho Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường xử lý là được rồi, Hoàng Thiên không muốn liên quan đến tên này. Bây giờ mày có thể đi ra, gặp đồng thần thụ. Nói với anh ta như thế nào thì mày tự biết. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Tần Song Hà. Tần Song Hà hiểu gì chứ? Gã không biết Hoàng Thiên muốn gã phải làm gì. Cậu em Thiên, tôi không biết nên nói thế nào cả, ra bên ngoài rồi tôi nói đã giết cậu rồi sao?
Tần Song Hà Trương ra vẻ mặt khổ sở nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy ngay lập tức chau mày, tên Tần Song Hà này cũng đủ ngu ngốc, vậy mà mở miệng ra là gọi cậu em Thiên, làm cho Hoàng Thiên có chút khó chịu. Gọi cậu em Thiên nghe thuận tai quá. Hoàng Thiên hỏi lại Tần Song Hà. Đúng đúng, ông nội Thiên, sau khi tôi rời khỏi đây phải nói thế nào với Đồng Thần Thụ? Tần Song Hà vô cùng không có tiền đồ, ở trước mặt Hoàng Thiên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mày nói mày đã giết tao rồi, hẹn anh ta đến xem thi thể của tao. Hoàng Thiên nói. À, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi ra ngoài đây. Tần Song Hà nói, quay người đi ra ngoài. Đối với gã mà nói thì chỉ cần nhanh nhanh ra khỏi căn phòng này, tránh xa Hoàng Thiên. Chỉ cần đi ra thì có thể cao chạy xa bay, rời khỏi thành phố Bắc Ninh, không phải thách thức vận mệnh. Nhưng Hoàng Thiên sao lại không nhìn ra được suy nghĩ này trong lòng Tần Song Hà? Nói là để Tần Song Hà đi ra ngoài nhưng Hoàng Thiên cũng đã định đi theo sau gã. Thấy Tần Song Hà đi ra, Hoàng Thiên lúc này mới cất bước ra khỏi phòng. Lã Việt và Tiêu Văn Hạ đi theo sát, Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường cùng nhau đi theo phía sau, một đoàn người đi đến cổng khách sạn. Mà lúc này, Tần Song Hà đã đi đến một con hẻm nhỏ ở bên phải khách sạn. Trong ngõ hẻm không có đèn đường cho nên đầu hẻm cũng rất tối, nhưng có thể nhìn thấy mờ mờ một chiếc xe thương vụ đậu ở chỗ đó. Hoàng Thiên nhanh chóng ra khỏi khách sạn, nấp ở phía sau chiếc xe Việt dã nhất lượng nhìn chằm chằm Tần Song Hà. Bọn Lã Việt cũng ẩn nấp cẩn thận, quan sát động tĩnh của Tần Song Hà. Mà lúc này Tần Song Hà đã đến gần xe thương vụ. Xe thương vụ mở cửa, người đàn ông đeo khuyên tai và đồng bọn xuống xe, nói với Tần Song Hà, đại ca. Cậu cả Thụ đâu? Tần Song Hà hỏi người đàn ông đeo khuyên tai. Người đàn ông đeo khuyên tai cười hắc hắc, nói với Đồng Thần Thụ bên trong xe thương vụ, cậu cả Thụ, đại ca của tôi quay về rồi, anh cũng phải thực hiện lời hứa đi chứ. Đồng Thần Thụ ngồi ở vị trí tay lái, lúc này anh ra mới quay đầu lại nhìn Lê Hạ Mai ngồi ở phía sau, trong lòng vô cùng hưng phấn. Anh ta biết được, Hoàng Thiên đã bị Tần Song Hà xử lý, đúng là chút được giận. Mà Lê Hạ Mai lại đang ở trong tay anh ra, bây giờ có đưa Lê Hạ Mai đi cũng không ai ngăn cản được anh ta. Họ Tần, xử lý gọn gàng chưa thế, Hoàng Thiên chết rồi sao? Đồng Thần Thụ xuống xe, đắc ý cười với Tần Song Hà một tiếng. Tần Song Hà trong lòng chột dạ cho nên biểu cảm có chút mất tự nhiên, mặc dù hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút nhưng vẫn lộ ra một chút cảm giác bất an. Đúng vậy, họ Hoàng kia đã bị tôi giết rồi. Cậu cả Thụ, cậu có thể lên phòng khách sạn xem một chút, thi thể Hoàng Thiên bây giờ đang ở trong phòng đó. Tần Song Hà cảm khái một câu. Đồng Thần Thụ cũng không tin lắm, lúc này anh ta nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Song Hà, phát hiện Tần Song Hà có chút không đúng. Bộ dạng có vẻ rất chột dạ. Mà lại không đề cập câu nào đến những người đi cùng với Hoàng Thiên. Trong phòng ngoại trừ Hoàng Thiên thì còn bốn người nữa, chẳng lẽ những người đó không phản ứng gì sao? Họ Tần, bốn người cùng với Hoàng Thiên anh cũng xử lý sạch sẽ rồi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồng Thần Thụ hỏi Tần Song Hà. Tần Song Hà bị hỏi, sửng sốt một lúc lâu mới nó ra được, bốn người kia tôi không giết, chỉ đánh bọn họ ngất xỉu thôi. Ồ, ha ha. Họ Tần quả nhiên lợi hại thật, tôi đây vô cùng ngưỡng mộ. Đồng Thần Thụ cười lạnh một trận ha ha, ánh mắt anh ta rời vào chỗ ngực Tần Song Hà. Lúc này trên ngực Tần Song Hà còn có một dấu chân to do Hoàng Thiên dẫm lên. Đồng Thần Thụ nhìn xong ngay lập tức hiểu ra, rất có khả năng Tần Song Hà đang nói láo. Ngực cũng bị người ta đạp lên, hẳn là đã nếm mùi thất bại rồi, còn ở đây chém gió. Họ Tần, dấu chân trên ngực anh là sao thế? Ha ha, là bị ai đạp lên sao? Đồng Thần Thụ ha ha cười nói. Tần Song Hà lúc này mới nhận ra mình chủ quan, vậy mà không chú ý đến dấu chân ở ngực. Sao cậu hỏi nhiều thế? Không tin thì lên phòng mà nhìn. 10 tỷ thù lao, đưa ra đây. Tần Song Hà không vui quá to, gã chỉ muốn nhanh nhanh cầm được 10 tỷ rồi lập tức lên đường rời xa trốn thị phi này, bởi vì Hoàng Thiên thật sự là quá khó đối phó được. Đồng Thần Thụ hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, Tần Song Hà không thắng, ngược lại gã còn bị Hoàng Thiên đánh. Tần Song Hà đang nói dối thì chứng tỏ Hoàng Thiên cũng đang ở gần đây, trong lòng Đồng Thần Thụ đã hoảng loạn. Còn muốn lấy 10 tỷ à? Đều thất bại dưới tay Hoàng Thiên, anh còn có mặt mũi đòi tiền với tôi. Đồng Thần Thụ chỉ vào mũi Tần Song Hà, sau khi mắng xong ngay lập tức muốn quay lại trong xe chạy trốn. Tần Song Hà bị mắng đến mức cổ đỏ lừ ngay trước mặt hai tên đàn em của mình như thế này, đúng là quá mất mặt. Tần Song Hà chưa kịp nói gì đã thấy bóng người bên cạnh lóe lên. Một người trẻ tuổi đã đến sau lưng Đồng Thần Thụ.
Cậu cả thụ, cậu định cứ thế đi sao? Không phải rất muốn mạng của tôi sao, làm thế nào cũng phải giết tôi lần nữa chứ? Hoàng Thiên lạnh lùng nói, vỗ vỗ bả vai Đồng Thần Thụ. Đồng Thần Thụ nghe được giọng Hoàng Thiên, trong lòng lộp bộp mấy lần, đột nhiên quay đầu, đối mặt với Hoàng Thiên. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, nhưng lúc này Đồng Thần Thụ cũng bị dọa cho sợ hãi. Vừa nãy lúc anh ta nhìn thấy dấu chân trên ngực Tần Song Hà, anh ta đã đoán được Tần Song Hà có lẽ đã không giải quyết được Hoàng Thiên. Nhưng anh ta không ngờ rằng Hoàng Thiên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, làm anh ta trở tay không kịp. Hoàng Thiên, anh, làm sao anh vẫn chưa chết? Đồng Thần Thụ kinh hãi, hỏi ra một câu rất não tàn. Điều này khiến cho Hoàng Thiên hơi tức giận, cái tên Đồng Thần Thụ này có vẻ rất hy vọng anh chết nha. Ha ha, chỉ bằng một chút thủ đoạn nhỏ này của anh mà muốn chơi chết Hoàng Thiên tôi sao? Hoàng Thiên cười nhạo hỏi Đồng Thần Thụ. Tim Đồng Thần Thụ như muốn nhảy ra ngoài, anh ta làm việc trái với lương tâm, đương nhiên vẫn rất sợ hãi Hoàng Thiên, anh ta biết lần này Hoàng Thiên sẽ không tha thứ cho anh Tâm. Lúc ở bệnh viện, Hoàng Thiên đã thả cho anh ta đi, cũng coi như cho anh ta một món hời. Thế nhưng lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy nữa, bởi vì lần anh ta chơi hơi lớn, chẳng những trói Lê Hạ Mai lại, còn thuê Tần Song Hà đi giết Hoàng Thiên có thể tha thứ cho anh ta sao? Hoàng Thiên, anh đừng có mà ngông cuồng, tôi nói cho anh biết, nhà họ Đồng chúng tôi không phải dễ trêu đâu. Đồng Thần Thụ vì muốn tăng thêm sự dung cảm, mang cả gia tộc của anh ra hù dọa. Dù sao gia tộc của anh ta ở cái đất Kim Thanh này vẫn rất có quyền lực. Hoàng Thiên chẳng thèm nghe lọt từ nào, phóng mắt nhìn toàn bộ khắp Việt Nam này, nếu bàn về gia tộc có quyền lực, có gia tộc nào mạnh hơn nhà họ Hoàng của anh? Nhưng tên này động một tí là lại mang gia tộc ra dọa anh, Hoàng Thiên thật sự cảm thấy buồn cười. Nhưng mà Hoàng Thiên không có tâm trạng để thảo luận chuyện này với Đồng Thần Thụ, anh chỉ quan tâm Lê Hạ Mai thế nào rồi. Cô Mai đâu, anh đưa cô ấy đi đâu rồi? Hoàng Thiên trực tiếp hỏi Đồng Thần Thụ. Trong lòng Đồng Thần Thụ nén giận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì tâm nguyện 2 năm qua của anh ta sẽ thành sự thật. Lê Hạ Mai là một cô gái rất xinh đẹp, anh ta đã nhớ thương cô ta 2 năm rồi, mắt thấy nguyện vọng đã sắp thành hiện thực rồi nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Con mẹ nó tôi nghĩ mãi không ra, anh với Lê Hạ Mai chỉ mới biết nhau có 2 ngày, làm sao anh lại quan tâm tới cô ta như vậy? Anh nhất định phải đối đầu với Đồng Thần Thụ tôi đúng không? Đồng Thần Thụ tức bốc khói, lớn tiếng quát Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không còn kiên nhẫn nữa, lúc này thấy Đồng Thần Thụ phách lối như vậy, anh vung tay lên ra hiệu cho Lã Việt với Tiêu Văn Hạ ra tay. Thật ra Lã Việt với Tiêu Văn Hạ đã hết kiên nhẫn từ lâu, 2 người bọn họ xông tới đánh cho Đồng Thần Thụ một trận tơi bời. Đồng Thần Thụ làm sao mà chịu nổi trận đòn này, anh ta bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, học theo cách chó sủa. Cái cơ thể nhỏ bé này của anh ta làm sao chịu được bọn họ hành hung như vậy. Sau 10 mấy giây đồng hồ đã trợn trắng mắt, té xỉu trên mặt đất. 2 tên thuộc hạ của Tần Song Hà thấy vậy thì định đi lên giúp đỡ, dù sao bọn họ cũng không biết vừa nãy trong phòng riêng đã xảy ra chuyện gì. 2 người các người không muốn chết thì tốt nhất đừng có đi qua. Tần Song Hà tức giận hét lên với người đàn ông đeo khuyên tai. Á, được rồi đại ca. Người đàn ông đeo khuyên tai ỉu xìu, vội vàng đồng ý, không dám ra tay nữa. Hoàng Thiên kéo cửa xe ra nhìn vào bên trong xe, quả nhiên thấy Lê Hạ Mai bị trói 2 tay 2 chân nằm ở ghế sau của xe. Không thể không thừa nhận dáng dấp của cô Mai này rất xinh đẹp, đặc biệt là bộ dáng lúc hoảng sợ này lại càng mê người yên. Hoàng Thiên rút chiếc khăn bịt mồm trong miệng cô ta ra, sau đó lại giúp cô ta cởi trói. Anh Thiên! Lê Hạ Mai kêu lên một tiếng, sau khi được giải thoát thì nhào vào trong ngực Hoàng Thiên, uất ức khóc. Đối với cô ta mà nói, một đêm này giống như là mấy đời rồi ý. Cô ta có một loại cảm giác như là trở về từ cõi chết, nếu như không phải Hoàng Thiên cứu được cô ta, vậy thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nếu như bị loại người như Đồng Thần Thụ này với bẩn, cô ta thả cắn lưỡi chết chứ không muốn sống chui sống nhủi thế gian. Nhưng mà hành động này của cô ta lại khiến Hoàng Thiên khá lung túng. Cô Mai, trước tiên cô bình tĩnh lại một chút, buông tôi ra trước. Hoàng Thiên nhẹ nhàng đẩy Lê Hạ Mai. Anh không có cách nào bình tĩnh lại nữa, dù sao cô gái Lê Hạ Mai này rất xinh đẹp, dáng dấp thì lại càng không phải nói. Bản tính của một người đàn ông không phải chỉ dựa vào ý chí là có thể áp chế nổi, nói không có động lòng thì chính là đang nói dối. Lê Hạ Mai cũng cảm giác được vừa rồi cô ta có chút quá trớn, cô ta với Hoàng Thiên không phải mối quan hệ yêu đương, sao có thể làm loạn như vậy được. Huống chi Hoàng Thiên lại là người đã lập gia đình, có vợ. Lê Hạ Mai hơi hối hận vì hành động lỗ mãng của mình,
Cô ta hơi ngượng ngùng đỏ mặt nói, anh Thiên, thật xin lỗi, vừa nãy tôi hơi kích động một chút. Không có gì, không có gì, cô không bị thương chứ? Hoàng Thiên hỏi Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của cô ta rơi vào người Đồng Thần Thụ. Vừa nhìn thấy Đồng Thần Thụ, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tràn đầy tức giận. Đồng Thần Thụ, tên khốn nạn. Lê Hạ Mai nhìn chằm chằm vào Đồng Thần Thụ, hét lên một tiếng. Điều này. Đồng Thần Thụ giật mình, anh ta quay đầu nhìn về phía Lê Hạ Mai, anh ta biết chuyện này không ổn rồi. Hạ Mai, em cái gì mà em, cái tên cặn bã nhà anh dám đối xử với tôi như vậy, anh quả thật quá nham hiểm. Lê Hạ Mai thực sự tức giận, cô ta cũng không phải cô chủ nhà giàu bình thường, cha cô ta kiếm tiền đen, nhiều năm nhìn thấy thế giới màu đen như vậy không phải để làm đẹp. Tối nay cô ta đã phải ăn thua thiệt như thế, làm sao Lê Hạ Mai có thể bỏ qua. Hạ Mai, em nghe anh giải thích, bởi vì anh quá yêu em, cho nên mới. Giải thích cái ông nội nhà anh ấy. Lê Hạ Mai nói xong thì tát cho Đồng Thần Thụ hai cái. Mặt Đồng Thần Thụ bị đánh sung lên, thằng nhóc này không phải người dễ trêu, trước mặt nhiều người bị Lê Hạ Mai tát cho hai cái, anh ta cảm giác rất mất mặt. Chát! Đồng Thần Thụ trở tay tát cho Lê Hạ Mai một cái tát, cô điên rồi à? Còn dám đánh thấy Đồng Thần Thụ còn dám đánh Lê Hạ Mai, Hoàng Thiên lập tức bốc hỏa. Nhưng không cần đợi Hoàng Thiên ra tay, Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường đã tức nổ phổi, cả hai người cùng xông lên đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Lần này Đồng Thần Thụ vô cùng thê thảm, Lê Hạ Mai bị chỉ chịu uất ức lớn như thế, làm sao có chuyện Lê Bảo Đại sẽ bỏ qua. Ông ta thật sự muốn đánh chết cái tên Đồng Thần Thụ khốn nạn này. Chú Đại, đừng đánh nữa, cháu biết sai rồi. Đồng Thần Thụ không chịu nổi nữa, hung hăng cầu xin tha thứ. Mẹ nó mày còn biết sai à? Lê Bảo Đại mắng, cuối cùng tháo giày ra tiếp tục đánh Đồng Thần Thụ. Cục diện này có chút thảm khố, Đồng Thần Thụ bị đánh đến mức đầu to hơn cha vòng, cuối cùng hai mắt trắng dã, đau đến hôn mê bất tỉnh. Cơn giận của Lê Bảo Đại vẫn chưa tiêu tan, đang định dạy dỗ Đồng Thần Thụ tiếp thì Lê Việt Cường ngăn ông ta lại. Bỏ đi anh cả, còn đánh nữa sẽ chết người đó. Lê Việt Cường khuyên nhủ. Anh thật sự muốn đánh chết cái tên khốn nạn này, thật khó chịu. Lê Bảo Đại tức giận nói. Ai ra, cha của thằng nhãi này khá là lợi hại, đánh như vậy là được rồi. Lê Việt Cường thở dài, hung hăng trợn mắt nhìn Đồng Thần Thụ đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Nghe xong những lời này, Lê Bảo Đại càng tức giận phát điên. Đương nhiên ông ta biết, cha của cái tên Đồng Thần Thụ này quả thực có tiền có thế, có quặng mỏ ở trấn Kim Thanh, là ông chủ quặng mỏ có giá trị bản thân hơn 400 tỷ. Dạng người như vậy thường có thế lực rất lớn, rất khó dây vào. Nhưng ức hiếp con gái của ông ta không muốn nhẫn nhịn. Hạ Mai, con muốn xử lý cái tên cậu cả thụ này như thế nào? Lê Bảo Đại hỏi Lê Hạ Mai. Dù sao Lê Hạ Mai cũng là một cô gái, huống chi cô ta còn thích Hoàng Thiên, chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với Hoàng Thiên, làm sao cô ta có thể để cho Hoàng Thiên cảm thấy cô ta là một cô gái bạo lực được? Cha, con nghe theo anh Thiên, anh ấy nói sao thì làm như thế đấy. Lê Hạ Mai nhìn Hoàng Thiên một cái. Sau đó nói với Lê Bảo Đại. Lê Bảo Đại nghe xong thì cười, ông ta cảm thấy con gái mình thực sự thích cái người tên Hoàng Thiên này. Nếu như Hoàng Thiên trở thành rể hiền của ông ta, điều đó không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Ha ha, được rồi Hạ Mai, vậy thì nghe theo anh Thiên của con. Lê Bảo Đại cười ha ha, sau đó nhìn Hoàng Thiên đầy thâm ý. Hoàng Thiên thực sự rất xấu hổ, làm sao anh có thể không nhìn ra, không chỉ riêng Lê Hạ Mai có ý với anh. Mà cả cha của Lê Hạ Mai cũng ký thác kỳ vọng với anh. Không thể để tiếp tục như vậy được nữa, Hoàng Thiên biết rõ là phải nói cho rõ ràng, nếu không sẽ bị loạn mất. Nhưng mà hai cha con người ta không có nói rõ là yêu cầu gì, nhất thời Hoàng Thiên cũng không tiện nói toạc ra. Đánh thức Đồng Thần Thụ dậy. Hoàng Thiên nói với Lã Việt Tiêu Văn Hạ. Dạ. Lã Việt Tiêu Văn Hạ trả lời, phương thức khiến người tỉnh lại của bọn họ rất đơn giản hiệu quả, trực tiếp đá vào đầu Đồng Thần Thụ. Nhìn thấy Đồng Thần Thụ bị ngược thành chó, hai thằng nhóc thuộc hạ của Tần Song Hà sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây cũng coi như là giết gà dọa khỉ, mấy người Tần Song Hà đứng ở bên cạnh xem bị dọa không nhẹ. Ánh mắt của Hoàng Thiên rơi vào người Tần Song Hà, Hoàng Thiên không có ấn tượng tốt gì với cái người tên Tần Song Hà này. Tần Song Hà, mày định làm như thế nào? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hỏi Tần Song Hà. Trong lòng Tần Song Hà sụp đổ, gã vốn định kiếm 10 tỷ để tiêu xài. Nào nghĩ tới 10 tỷ này không dễ kiếm nha. Không những không thể kiếm được 10 tỷ,
mà cái mạng nhỏ này của gã cũng có khả năng phải để lại ở đây. Hiện tại gã hoàn toàn đã nhận ra, Hoàng Thiên chính là một nhân vật trâu bò, dạng nhân vậy này há ra Tần Song Hà gã có thể chọc nổi sao? Hiện tại gã không có cách nào khác, chỉ có thể đau khổ cầu xin tha thứ, cầu xin Hoàng Thiên khoan hồng độ lượng. Cậu Thiên, đều do tôi nhất thời hồ đồ, xin anh đại nhân đại lượng tha cho tôi. Tần Song Hà khom đầu cúi lưng với Hoàng Thiên, vẻ mặt mong chờ nói. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại Tần Song Hà, anh Hà, nếu có người đến giết mày, thì mày sẽ xử lý người đó như thế nào? Tôi! Tần Song Hà không trả lời nổi. Với tính cách của gã, nếu có người tới giết gã mà bị gã bắt được, gã nhất định sẽ chơi kẻ đó tới nửa sống nửa chết, thậm chí là chơi chết luôn kẻ đó. Mày vì 10 tỷ mà muốn lấy mạng của tao, mày nói đi, khoản nợ này, tối nay chúng ta tính nào? Hoàng Thiên rất bình thản hỏi Tần Song Hà. Mặc dù lời nói này nói ra rất là bình thản, nhưng đối với Tần Song Hà mà nói thì lời nói này của Hoàng Thiên giống như là dao, một con dao có thể đòi mạng gã. Cậu Thiên, xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi đảm bảo cả đời này sẽ không tới thành phố Bắc Ninh nữa, cũng không bao giờ dám mạo phạm anh nữa. Tần Song Hà không đoái hoài gì đến mặt mũi, bày ra tư thái hèn mọn cầu xin Hoàng Thiên tha thứ. Hoàng Thiên lười nhác nhìn Tần Song Hà, thầm nghĩ chỉ bằng hai câu nói suông này mà muốn thoát thân sao. Nghĩ hay thật, Tần Song Hà cũng nhìn ra, tối nay gã muốn thoát thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không trả giá một chút, Hoàng Thiên sẽ không dễ dàng buông tha cho gã. Cậu Thiên, tôi tự bỏ một tay, xin hãy tha thứ cho tôi. Tần Song Hà đột nhiên hét lên, sau đó đi đến bên xe thương vụ lấy ra một cái ống sắt. Tần Song Hà nắm chặt tay để ở trên mặt đất, sau đó cầm ống sắt đập xuống cổ tay của mình. Răng rắc một tiếng, cổ tay đã bị ống sắt đập gãy, cổ tay trái của Tần Song Hà đã bị gãy, tương đương với việc cánh tay trái đã bị tàn phế. Đương nhiên, đây chỉ là cách chơi chứ thôi, cổ tay trái bị gãy có thể bó bột liền lại, cũng không tính là bị tàn phế. Đập bị vỡ nát xương, hoặc là bị cắt đứt, đó mới gọi là tàn phế. Nhưng mà những thứ này cũng không có quan trọng lắm, Tần Song Hà có được tha hay không đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của Hoàng Thiên, người khác nói không tính. Để có thể ghi thêm một điểm trước mặt Hoàng Thiên, Tần Song Hà cố nén đau đớn không hét lên, trên trán gã nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoàng Thiên nhìn Tần Song Hà, không thể không nói tên này vẫn là một người đàn ông đích thực. Cậu Thiên, tôi dùng một cánh tay này xin lỗi anh xem như vậy có được không? Tần Song Hà gắng gượng chống đỡ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không làm khó Tần Song Hà nữa, anh không nói gì, xua tay với Tần Song Hà. Cảm ơn cậu Thiên. Tần Song Hà kích động đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, luôn miệng cảm ơn Hoàng Thiên, sau đó dẫn theo hai tên thuộc trạ chạy như bay. Gã có thể coi như là trở về từ cõi chết, nếu không phải là do Hoàng Thiên không truy cứu gã, hôm nay gã thật sự có thể không sống sót nổi. Mà lúc này, cái tên đồng thần thụ kia đã tỉnh lại. Anh ta muốn bất tỉnh cũng không bất tỉnh nổi, Lã Việt và Tiêu Văn Hạ liên lục đá anh ta bị đá cho như chó. Hoàng Thiên, địt mẹ! Lũ khốn kiếp bọn mày, muốn đá chết tao. Đồng thần thụ ôm đầu, oán hận mắng chửi. Hoàng Thiên có hơi tức giận, cái tên đồng thần thụ này đúng là một tên lưu manh, còn dám mắng nữa. Ha ha, xem ra là đá vẫn còn hơi nhẹ, cậu thụ vẫn còn chưa phục. Hoàng Thiên cười lạnh nói. Lã Việt và Tiêu Văn Hạ lập tức hiểu rõ ý của Hoàng Thiên, bọn họ đâu còn khẽ đá đồng thần thụ nữa. Bọn họ là dùng sức đá ác hơn. Á, đừng đá đừng đá, Hoàng Thiên. Anh bảo bọn họ dừng tay lại đi, tôi không chịu nổi nữa. Đồng thần thụ không thể chịu được nữa, ôm đầu quát to lên. Anh ta sợ, hoàn toàn sợ hãi, đồng thần thụ cũng không phải làm bằng sắt, cuối cùng cũng không chịu nổi. Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi, cậu cả thụ, anh như vậy là không được nha. Hoàng Thiên đi tới đá đồng thần thụ một cái. Lã Việt và Tiêu Văn Hạ dừng chân lại, bọn họ không ta tay nữa, giao đồng thần thụ cho Hoàng Thiên. Đồng thần thụ không còn phách lối như vừa nãy nữa, trong ánh mắt của anh ta hiện lên một tia rụt rè cùng sợ hãi, anh ta ngửa mặt lên nhìn Hoàng Thiên, có cảm giác Hoàng Thiên lúc này giống như là ma quỷ vậy. Dạng người này thật đáng sợ, đồng thần thụ ngang ngược nhiều năm như vậy rồi nhưng chưa gặp ai tàn nhẫn như Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, đêm nay tao thua ở trong tay mày, nhưng mày đừng có vội vàng đắc ý quá sớm, cha của tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đồng thần thụ thở hổn hển một lúc, sau đó hét lên đe dọa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thản nhiên cười một tiếng, dạng người giống như đồng thần thụ, anh đã thấy nhiều rồi. Đúng không, vậy được rồi, tao cho mày một cơ hội, mày có thể gọi điện cho cha mày,
kêu ông ta tới đây ra mặt giúp mày. Hoàng Thiên nhìn Đồng Thần Thụ nói. Hai mắt Đồng Thần Thụ sáng lên, anh ta hoài nghi là Hoàng Thiên đang đùa giỡn anh ta, bởi vì nếu cha anh ta biết được anh ta bị người ta cho ăn đòn, nhất định sẽ ra mặt thay cho anh ta, đến lúc đó không phải là Hoàng Thiên sẽ thảm rồi sao? Trong nhận thức của Đồng Thần Thụ, cha của anh ta là người không gì không thể làm được, chỉ cần cha anh ta ra trận thì không có người hay chuyện gì là không giải quyết được. Hừ, mày nói thật sao? Tao sợ đến lúc đó mày sẽ sợ tè ra quần, mày thật sự có can đảm để cho cha tao tới. Đồng Thần Thụ rất hả hê hừ một tiếng, kiêu ngạo nhìn Hoàng Thiên. Vẫn còn giả vờ là con sói vẫy đuôi được, mày gọi cha mày tới thì có thể làm gì được. Tiêu Văn Hạ không chịu nổi nữa, đi tới túm cổ Đồng Thần Thụ tát cho anh ta thêm 10 cái tát nữa. Mặt Đồng Thần Thụ sưng u không ra hình dáng nữa, cả cái đầu cũng bị sưng, còn bị mất hai cái răng cửa nữa. Anh ta vô cùng tức giận, khẽ nhìn trộm Lê Hạ Mai, trong lòng càng thêm suy sụp. Trước mặt nữ thần trong lòng bị người ta xử lý, trái tim anh ta như bị treo ngược vậy. Được được được, bọn mày cứ đánh đi, hy vọng lúc cha tao đến bọn mày còn dám đánh tao như vậy. Đồng Thần Thụ cũng bỏ cuộc, buông một câu tàn nhẫn. Tiêu Văn Hạ thấy Đồng Thần Thụ vẫn còn không phục, đang định dạy dỗ lại tên này thêm một trận nữa. Lúc này Hoàng Thiên ngăn cản Tiêu Văn Hạ, nói, đừng đánh nữa, để cha anh ta tới. Tiêu Văn Hạ lui qua một bên. Nếu không phải Hoàng Thiên lên tiếng thì có thể anh ta đã đánh chết tươi Đồng Thần Thụ ở đây. Đồng Thần Thụ lau vết máu ở khóe miệng đi, anh ta tức giận lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Cha mau tới thành phố Bắc Ninh đi, con sắp bị người ta đánh chết rồi. Sau khi Đồng Thần Thụ gọi cuộc điện thoại này xong thì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Vãi cả lìn. Hoàng Thiên cũng thật sự bó tay, cái tên Đồng Thần Thụ này thế mà lại khóc. Mới vừa nãy vẫn còn thấy anh ta trâu bò lập lòe, cái tính cách này không biết là phúc đức của ai nữa. Thần Thụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng khóc, từ nói, cha làm chủ cho con. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, bởi vì tiếng điện thoại di động của Đồng Thần Thụ rất lớn, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Cha, con bị một thằng tên là Hoàng Thiên đánh, anh ta cướp bạn gái của con, hu hu, con không thể sống. Nếu bị tên Hoàng Thiên này đánh cho tàn phế, chắc chắn con sẽ uống thuốc tự sát. Đồng Thần Thụ không thể kiềm chế được, những gì anh ta nói nghe giống như một đứa bé ra ngoài bị người ta bắt nạt, bây giờ đang khóc lóc cáo người lớn trong nhà. Hoàng Thiên nhíu mày, biểu hiện của Đồng Thần Thụ thật sự khiến anh mở rộng tầm mắt. Con hàng này, quá là không có triển vọng. Thật ra cũng không thể trách Đồng Thần Thụ không có triển vọng, bị người ta ngược thành cái bộ dạng này, còn bị làm mất mặt trước mặt Lê Hạ Mai. Trái tim mong manh của anh ta quả thực bị sụp đổ. Sau khi cáo cha anh ta xong, anh ta thực sự không nhịn được mà bật khóc. Bà nó, lẽ nào lại như vậy? Thần Thụ, con đừng khóc, cha lập tức tới thành phố Bắc Ninh ngay. Cha Đồng Thần Thụ tức giận nói. Vậy cha mau đến đây đi, cha mà đến chậm là không gặp được con của cha nữa đâu. Đồng Thần Thụ khóc nói. Cha sẽ tới nhanh thôi. Cha Đồng Thần Thụ cúp điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, anh ta lau nước mắt, anh ta cũng cực kỳ hối hận, mặt bỗng nóng bừng bừng. Mẹ nó, vừa rồi sao anh ta lại khóc, quá mất mặt rồi. Đồng Thần Thụ nghĩ đến đây thì trong lòng càng hận Hoàng Thiên. Họ Hoàng kia, mày nghe thấy chưa? Cha tao sẽ nhanh chóng tới đây thôi, nếu mày sợ thì nhanh chóng quỳ xuống đất nói xin lỗi cậu chủ là tao đi. Đồng Thần Thụ có thêm sức lực, nghiến răng nghiến lợi quát Hoàng Thiên. Kẻ ngu dốt thì không biết sợ. Hoàng Thiên cũng thật sự cảm nhận được rằng Đồng Thần Thụ chính là loại người ngu dốt kia. Theo như Hoàng Thiên thấy thì phần tử cặn bã như Đồng Thần Thụ hoàn toàn không đáng nói, dạy dỗ một chút rồi có thể thả ra. Thế nhưng không ngờ Đồng Thần Thụ hình như cũng không muốn dàn xếp ổn thỏa như thế, vậy mà còn muốn để cha anh ta tới kiếm chuyện. Điều này làm cho Hoàng Thiên cũng không còn cách nào, có muốn lừa dối cha mình thì cũng không nên lừa dối như vậy chứ, Đồng Thần Thụ chắc chắn phải kéo cha mình vào để chịu ngược đãi như vậy sao? Hoàng Thiên nhìn thấy Đồng Thần Thụ vẫn còn dám dõng dạc thì không nhịn được cười. Ha ha, cậu chủ Đồng, anh có biết mình đang nói gì không? Hoàng Thiên cười giễu hỏi Đồng Thần Thụ. Đồng Thần Thụ tức giận đến nỗi muốn phát điên lên, anh ta rất buồn rầu, đêm nay thật sự là thời điểm u ám nhất của cuộc đời anh ta vậy mà lại bị người ta ngược đãi trở nên như thế này, lại còn ở ngay trước mặt Lê Hạ Mai nữa chứ. Họ Hoàng anh không cần phải khoa trương như vậy. Nếu như bây giờ anh quỳ xuống dập đầu nhận sai với tôi thì tôi còn có thể tha cho cái mạng chó của anh, nếu không thì anh cứ đợi bị cha tôi chơi chết đi. Đồng Thần Thụ kiên cường chống đỡ làm ra vẻ hung ác quát mắng Hoàng Thiên.
Chát. Tiêu Văn Hạ hoàn toàn không quen với loại người như thế này nên không đợi Hoàng Thiên nói gì thì Tiêu Văn Hạ đã dẫn đầu đi tới hung hăng tát đồng thần thụ. Cái miệng này rất biết nói chuyện đó. Tao cho mày quát này. Tiêu Văn Hạ quát rồi lại tát thêm một cái. Đồng thần thụ đã không chịu nổi từ lâu rồi, anh ta bị Tiêu Văn Hạ tát hai cái thì khóe miệng cũng đều là máu. Thằng nhãi này ác độc trừng mắt nhìn Tiêu Văn Hạ, anh ta chỉ muốn chờ cha anh ta tới thì sẽ chơi chết Tiêu Văn Hạ. Thế nhưng anh ta lại không dám nói những lời này, Tiêu Văn Hạ là một người cứng nhắc nên sẽ thật sự đánh anh ta. Hoàng Thiên thấy đồng thần thụ rất là biết điều thì nói với Lê Bảo Đại, ông chủ đại, chỗ này đã không còn chuyện gì của ông nữa rồi, ông đưa con gái ông về nhà đi. Điều này, Lê Bảo Đại tuyệt đối không ngờ là Hoàng Thiên sẽ nói như vậy, vốn dĩ ông ta cho rằng Hoàng Thiên sẽ có tình cảm với Lê Hạ Mai, ít nhất thì Lê Hạ Mai cũng sẽ cùng chung sống với Hoàng Thiên ở thành phố Bắc Ninh một thời gian. Cậu Thiên, tôi và em trai về nhà thì không sao, nhưng mà con gái của tôi thì vẫn nên ở lại đây đi, tôi nghĩ hai người hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Lê Bảo Đại mỉm cười nói với Hoàng Thiên. Ông ta đã nói thẳng ra như vậy thì cho dù người đó có ngu đi nữa thì cũng có thể nghe ra ý tứ ở trong lời nói. Nhưng Hoàng Thiên chỉ có thể giả bộ như không nghe hiểu gì hết, trước mắt thì đây là chuyện làm anh nhức đầu nhất. Anh nhìn Lê Hạ Mai ở bên cạnh mình thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lê Hạ Mai có vẻ ngượng ngùng, Hoàng Thiên lại càng đau đầu hơn. Tình yêu của anh dành cho vợ Lâm Ngọc An thật sự là duy nhất, trong lòng của anh không thể chứa được người phụ nữ thứ hai. Ông chủ đại, chỗ này rất nguy hiểm. Nếu như con gái yêu của ông ở lại đây thì tôi không thể bảo đảm cô ấy có thể bình an vô sự đâu. Hoàng Thiên rơi vào đường cùng nên đành phải nói như vậy. Nào ngờ Lê Bảo Đại lại cười ha ha nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên quá khiêm tốn rồi, dựa vào năng lực của cậu thì dư sức để bảo vệ con gái tôi. Tôi rất yên tâm khi giao Hạ Mai cho cậu. Mẹ nó chứ. Hoàng Thiên thật sự là hết cách, xem ra ông chủ đại quyết tâm muốn giao con gái cho anh. Anh Thiên, anh đừng đuổi tôi đi. Bây giờ anh sắp gặp phiền phức thì sao tôi có thể vứt bỏ anh mà đi chứ? Lê Hạ Mai bình tĩnh lại rồi đi tới nói với Hoàng Thiên. Không sao, chỗ này có tôi đối phó là được rồi, nếu như cô ở đây thì tôi sẽ có áp lực rất lớn. Suýt nữa thì Hoàng Thiên đã nói thẳng rằng anh sợ Lê Hạ Mai ỷ lại vào mình, nếu như vậy thì anh thật sự sẽ không chịu đựng nổi. Điều này chỉ có Lã Việt và Tiêu Văn Hạ biết, nếu như chuyện của Lê Hạ Mai truyền đến tai Lâm Ngọc An thì làm sao có thể giải thích với vợ của anh chứ? Lê Hạ Mai là cô gái cực kỳ thông minh, cô ta đương nhiên có thể đoán được trong lòng Hoàng Thiên đang lo lắng điều gì. Lúc này cô ta nở nụ cười xinh đẹp nói, anh Thiên không cần phải cảm thấy áp lực quá lớn, tôi biết thân phận của mình cũng biết anh là người đã có gia đình nên tôi sẽ đặt mình vào đúng vị trí của mình. Vãi! Lê Bảo Đại nghe thấy những lời này thì ông ta lập tức ngây ngẩn cả người. Ầm ĩ một lúc bởi vì Hoàng Thiên là người đã có gia đình sao? Lần này thì hỏng rồi. Con gái yêu một người đàn ông đã có vợ thì phải làm sao mới tốt đây? Thật vất vả con gái mới thích một người đàn ông lại còn là người đàn ông đã kết hôn nữa chứ, điều này thật sự là quá tệ. Trong lòng Lê Bảo Đại rất là buồn bực, ông ta nhìn Hoàng Thiên rồi lại nhìn Lê Hạ Mai, ông ta nhìn thế nào thì cũng đều cảm thấy hai người quá xứng đôi. Thế nhưng lại không được, Hoàng Thiên là người đã có vợ nên không thể bắt người ta ly hôn được. Hai người Lã Việt và Tiêu Văn Hạ đứng ở một bên không lên tiếng. Mặc dù không lên tiếng nhưng mà trong lòng của hai người đều rất rõ ràng rằng cậu Thiên rất có sức hấp dẫn nên được rất nhiều cô gái yêu thích, cô gái xinh đẹp như Lê Hạ Mai cũng thích cậu Thiên là chuyện bình thường. Sự may mắn này thật sự là do đời trước tu luyện mới có được, bây giờ phải xem định lực của cậu Thiên như thế nào rồi. Trong lòng Lã Việt và Tiêu Văn Hạ suy nghĩ lung tung, họ đứng ở một bên xem náo nhiệt, trong lòng của họ đều hiểu rõ nên không nói chuyện. Đồng thần thụ lại nghe thấy rất rõ ràng. Đồng thần thụ thấy Lê Hạ Mai say đắm Hoàng Thiên như thế thì trái tim anh ta cũng tần nát. Mẹ nó chứ, thật sự là quá tệ, Hạ Mai vậy mà lại yêu người đàn ông đã có vợ như Hoàng Thiên, anh ta là người chưa lập gia đình mà lại không cạnh tranh được với Hoàng Thiên. Anh ta có thể nhẫn nại nhưng lại không thể nhẫn nhục. Nhưng mà trong lòng anh ta không phục thì cũng vô ích mà thôi, khi Lê Hạ Mai nhìn Hoàng Thiên thì trong mắt tất cả đều là những ngôi sao nhỏ, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được là cô ta say đắm Hoàng Thiên đến mức nào. Hạ Mai, cô về nhà với cha cô đi, nơi này thật sự rất nguy hiểm, không chỉ đơn giản là cha của đồng thần thụ muốn tới đây đâu. Hoàng Thiên suy nghĩ rồi khuyên Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai chớp đôi mắt to xinh đẹp, lúc này không nói thêm gì nữa mà đột nhiên kéo Hoàng Thiên tới chỗ không có người. Hoàng Thiên giật mình nhìn Lê Hạ Mai nói, cô kéo tôi tới đây làm gì? Chỗ này nói chuyện thuận tiện hơn. Anh Thiên, tôi biết anh là một người đàn ông tốt biết lo cho gia đình.
tôi rất kính nể việc anh có thể cưỡng lại được sự cám dỗ để không làm chuyện có lỗi với vợ. Lê Hạ Mai kích động nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rất là nhức đầu, càng kính nể thì lại càng hỏng bét, không bằng cô có ấn tượng xấu về tôi thì tốt hơn. Ôi chao, tôi cũng không tốt như cô nghĩ đâu, cô đừng nghĩ như vậy nữa. Hoàng Thiên đành chịu thở dài. Không. Lê Hạ Mai kích động nắm tay Hoàng Thiên, anh Thiên, anh đừng lo lắng, lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm cho anh khó xử, tôi sẽ xem anh như tri kỷ nên sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn đâu. Hoàng Thiên im lặng không nói gì, anh biết những lời mà Lê Hạ Mai nói đều không thực tế. Làm sao người ta có thể khống chế được chuyện tình cảm chứ? Đã sai ngay từ lúc đầu thì không bằng để phần tình cảm này chết từ trong trứng nước đi. Anh Thiên, anh nói gì đi chứ, tôi chỉ hy vọng là tôi có thể ở lại để giúp đỡ anh, đợi đến khi bên cạnh anh không còn nguy hiểm nữa thì em sẽ về nhà. Lê Hạ Mai nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt mong chờ, cô ta chỉ sợ Hoàng Thiên lại đuổi cô ta về. Hoàng Thiên cũng đã nhìn ra có vẻ như thật sự không thể khuyên Lê Hạ Mai. Hình như cô bé này đã quyết tâm rồi nên có nói như thế nào cũng sẽ không đi. Cô có biết là không chỉ cha của Đồng Thần Thụ tới đây gây phiền phức mà hơn nữa ở phía sau Đồng Thần Thụ có thể còn có kẻ càng đáng sợ hơn đang dục dịch ngóc đầu dậy. Hoàng Thiên rất nghiêm túc nói với Lê Hạ Mai. Lê Hạ Mai hơi sửng sốt, nhưng mà những điều này đối với cô ta mà nói không quan trọng, cô ta chỉ muốn nhìn thấy Hoàng Thiên bình an vô sự rồi mới có thể rời khỏi thành phố Bắc Ninh. Tôi không quan tâm nhiều như vậy, dù sao thì tôi sẽ không bỏ đi khi anh gặp nguy hiểm. Bởi vì tất cả những nguy hiểm này đều vì cứu tôi mà có. Nếu như anh không cứu tôi thì sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này. Lê Hạ Mai rất bướng bỉnh nói. Được rồi, tôi phục cô rồi. Cô ở lại cũng được nhưng phải nghe lời, biết chưa? Hoàng Thiên nói với Lê Hạ Mai. Được, tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ không để anh Thiên phải khó xử. Lê Hạ Mai mừng rỡ, rất thẳng thắn trả lời. Hoàng Thiên đành chịu lắc đầu dẫn Lê Hạ Mai trở về. Lê Bảo Đại nhìn thấy Lê Hạ Mai và Hoàng Thiên thì thầm một lúc lâu thì trong lòng thật sự là nửa vui nửa buồn. Chàng trai tốt như Hoàng Thiên có đốt đèn lồng cũng khó tìm, đáng tiếc là anh đã có vợ rồi. Nhưng mà xã hội bây giờ có rất nhiều người ly hôn nên con gái ông ta vẫn còn cơ hội. Lê Hạ Mai, anh không ngờ là em lại hèn hạ như vậy. Đồng Thần Thụ tức giận đến nỗi đầu óc choáng váng, anh ta không nhịn được mắng Lê Hạ Mai. Vừa rồi Lê Hạ Mai lôi kéo Hoàng Thiên đến chỗ tối. Theo như Đồng Thần Thụ thấy thì Lê Hạ Mai muốn làm chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng với Hoàng Thiên. Đồng Thần Thụ ghen, anh ta rất là ghen. Nhưng những lời mà anh ta nói làm cho Lê Hạ Mai tức giận đến nỗi run lên. Lê Hạ Mai không ngờ Đồng Thần Thụ lại còn nói chuyện khó nghe như vậy, thực sự khó nghe. Cô ta và Hoàng Thiên đến chỗ tối cũng chỉ nói mấy câu, thế nào mà đê tiện rồi. Đồng Thần Thụ, anh năm lần bảy lượt khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, có phải cảm thấy chị đây dễ ức hiếp không? Lê Hạ Mai hoàn toàn tức giận, đi đến gần Đồng Thần Thụ, lớn tiếng quát tháo. Người đẹp chính là người đẹp, ngay cả dáng vẻ lúc tức giận cũng mê hoặc người ta. Đồng Thần Thụ nhìn có hơi ngây dại, tên nhóc này thật sự bị Lê Hạ Mai mê hoặc rồi đúng không? Hạ Mai, anh nói nhảm thôi, anh yêu em như thế, chẳng lẽ em không cho anh chút cơ hội nào sao? Đồng Thần Thụ lớn tiếng hét. Tới đây, bây giờ tôi sẽ cho anh cơ hội. Lê Hạ Mai tức điên. Cô ta đã sớm không thể nhịn Đồng Thần Thụ nữa, bây giờ cũng không muốn nhịn nữa. Chỉ thấy Lê Hạ Mai nhặt một cục gạch từ dưới đất lên, hung hăng gõ xuống đầu Đồng Thần Thụ. Ui ra! Lần này Đồng Thần Thụ gặp xui, cái trán lập tức bị đánh tét ra một mảng lớn, không ngừng chảy máu. Tôi cho anh biết Đồng Thần Thụ, dây dưa với tôi nữa thì tôi sẽ giết anh. Lê Hạ Mai giận dữ, cô ta lớn tiếng cảnh cáo Đồng Thần Thụ. Nhắc tới Đồng Thần Thụ cũng thật sự đủ cố chấp. Đầu đã bị nện chảy máu, anh ta thế mà còn chưa hết hy vọng. Hạ Mai, tình yêu anh đối với em sẽ không thay đổi, em đánh chết anh đi, bây giờ em đánh chết anh ngay đi. Chết trong tay em, anh làm quỷ cũng hạnh phúc. Đồng Thần Thụ giống lên một cách cao cả, mặc dù không phải nói ra lời trong lòng, nhưng năng lực diễn của thằng nhóc này rất mạnh, chuyện diễn cứ y như thật. Lê Hạ Mai xém chút tức đến té xỉu, cô ta thầm nghĩ đời trước mình đã tạo nghiệt, thế nào lại gặp phải tên rác rưởi Đồng Thần Thụ ấy. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, đừng đến làm phiền tôi nữa. Lê Hạ Mai xém chút khóc vì tức, cô ta là người con gái rất kiên cường, thế nhưng không chịu nổi kiểu tra tấn này của Đồng Thần Thụ. Chỉ thấy Lê Hạ Mai quay người trở lại bên cạnh Hoàng Thiên, cô ta đã tức mức không nói nên lời. Lê Bảo Đại nhìn Đồng Thần Thụ chọc con gái ông ta tức thành như vậy thì đã sớm nổi trận lôi đình. Thằng bại hoại nhà cậu,
cậu thật sự muốn tôi xử lý cậu à? Lê Bảo Đại tức giận mắng, cầm con dao từ chỗ Lê Việt Cường, ông ta muốn để Đồng Thần Thụ biết tay. Lần này Đồng Thần Thụ thật sự sợ hãi, anh ta biết Lê Bảo Đại cũng không phải hù dọa anh ta, thật sự có thể chơi chết anh ta. Huống chi những lời vừa rồi kia đều là khoác lác, anh ta cũng không muốn chết. Chú Đại, chú bình tĩnh chút đi, giết người phải đền mạng đó. Đồng Thần Thụ bị hù dọa nên phải liên tục lùi lại phía nhai sau. Anh cả, anh đừng xúc động, vẫn giao Đồng Thần Thụ cho ngài Hoàng Thiên xử lý đi. Lê Việt Cường nhanh chóng bước lên khuyên nhủ. Lê Bảo Đại tức đến hồ đồ khẽ gật đầu, cũng xác thực như thế, có Hoàng Thiên ở đây, còn chưa tới phiên ông ta làm chủ. Chú em Thiên, giao thằng nhóc Đồng Thần Thụ này cho cậu xử lý, tôi và em trai về nhà trước, Hạ Mai đành nhờ cậu chăm sóc nhiều hơn. Lê Bảo Đại rất khách khí nói với Hoàng Thiên. Yên tâm. Hoàng Thiên không nói gì thêm, tiễn Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường đi. Lê Hạ Mai ở lại nơi này, thật ra cô ta không nỡ rời xa Hoàng Thiên. Lúc này cô ta chẳng hề nói câu nào, thậm chí còn ngóng trông Hoàng Thiên giải trừ mối nguy bên cạnh chậm một chút, như vậy thì có thể ở lâu với Hoàng Thiên thêm một lát. Nhưng mà Hoàng Thiên lại không nghĩ như vậy, anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, không cho Lê Hạ Mai để loại tai họa về sau. Đưa Đồng Thần Thụ về. Hoàng Thiên nói với Lã Việt và Tiêu Văn Hạ. Vâng. Hai người làm theo lệnh, đưa Đồng Thần Thụ lên xe. Hoàng Thiên để Lê Hạ Mai lên xe anh, hai chiếc xe một trước một sau chạy tới sòng bài của Tiêu Văn Hạ. Đồng Thần Thụ trên xe bất an trong lòng, anh ta cũng không biết Hoàng Thiên muốn xử lý anh ta thế nào, chắc hẳn sau khi mang về sẽ không có kết quả gì tốt. Đồng Thần Thụ chỉ mong cha anh ta có thể nhanh chóng đuổi tới thành phố Bắc Ninh, trấn Kim Thanh cách thành phố Bắc Ninh không xa lắm. Hẳn là cha anh ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Hai chiếc xe nhanh chóng chạy tới sòng bài Tiêu Văn Hạ. Lã Việt và Tiêu Văn Hạ bắt Đồng Thần Thụ vô trong văn phòng, chờ Hoàng Thiên xử lý. Hoàng Thiên không để Lê Hạ Mai đi theo, anh sắp xếp cho Lê Hạ Mai một căn phòng tư nhân xa hoa, để cô ta nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Sau đó Hoàng Thiên đi vào văn phòng, liếc nhìn Đồng Thần Thụ ngồi trên ghế. Ở trong văn phòng, Đồng Thần Thụ rất biết điều. Anh ta ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên. Không biết kết quả tiếp theo sẽ như thế nào. Cậu cả Thụ, anh hình như rất sợ. Hoàng Thiên kéo ghế, ngồi đối diện Đồng Thần Thụ, lạnh lùng nói. Đồng Thần Thụ thực sự sợ hãi, trong không gian kín này, Hoàng Thiên muốn chỉnh anh ta thế nào cũng được. Ai nói ông đây sợ? Hoàng Thiên anh đừng tự cho là đúng, ông đây sẽ sợ anh sao? Đồng Thần Thụ dựa vào lá gan mà hét lớn với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, anh nhìn người vẫn khá chuẩn. Đương nhiên có thể nhìn ra giờ phút này trong lòng Đồng Thần Thụ sợ hãi đến cỡ nào. Không sợ, vậy chân anh run chi vậy? Hoàng Thiên nói, ánh mắt anh rơi vào trên hai cái đùi của Đồng Thần Thụ. Hai đùi của Đồng Thần Thụ đã run rẩy không ngừng, anh ta là bị hù dọa mà trở nên căng thẳng. Ông đây hơi lạnh thôi, hừ, Hoàng Thiên anh tốt nhất thả tôi ra, nếu cha tôi đến thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Đồng Thần Thụ khẽ nói, mẹ nó anh cho rằng da anh dày lắm sao? Không đánh anh thì anh không yên tĩnh à? Tiêu Văn Hạ tức giận lại đi tới, cầm lấy một tách trà rồi nện hai lần lên đầu Đồng Thần Thụ. Tên khốn kiếp này, trong lòng Đồng Thần Thụ mắng Tiêu Văn Hạ, anh ta phát hiện Hoàng Thiên khá văn minh hơn Tiêu Văn Hạ, ít ra không có thích ra tay như Tiêu Văn Hạ. Trên trán bị nện hai cục u lớn, Đồng Thần Thụ cũng phiền muộn muốn chết rồi, bây giờ anh ta cúi đầu không nói lời nào. Cậu cả Thụ, tôi hỏi anh, trừ Tần Song Hà ra, anh còn tìm ai đối phó tôi? Hoàng Thiên hỏi Đồng Thần Thụ. Đồng Thần Thụ cũng dứt khoát, anh ta trừng mắt nói với Hoàng Thiên, họ Hoàng, xem như anh đã hỏi thì tôi cũng nói thật cho anh biết, trừ Tần Song Hà thì còn có Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành. Hai cha con này chắc hẳn anh không xa lạ gì nhỉ. Lúc nói lời này thì Đồng Thần Thụ tỏ vẻ hơi đắc ý. Bởi vì Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành được xem như là loại người hung ác châu bò nhất ở trấn Kim Thanh, trong lòng Đồng Thần Thụ thì Trịnh Lạc Bình chính là tồn tại đáng sợ nhất. Bởi vì cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, mãi mãi nhìn thấy là một khoảng trời lớn cỡ bàn tay, Đồng Thần Thụ chính là như thế, anh ta cảm thấy Hoàng Thiên khẳng định cũng rất sợ Trịnh Lạc Bình. Thật ra Đồng Thần Thụ sao biết được Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành cũng e ngại Hoàng Thiên mà chạy trốn, không dám ở lại trong nhà. Trừ giở trò với Hoàng Thiên, cha con họ Trịnh không có dũng khí chống lại Hoàng Thiên. Ha ha, được đó cậu cả Thụ, còn thông đồng với Trịnh Lạc Bình. Hoàng Thiên cười lạnh ha ha một trận. Bây giờ anh rốt cuộc biết rõ sau lưng Đồng Thần Thụ còn có ai. Thế mà là Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành, đôi cha con bại hoại này. Sao nào, anh sợ. Họ Hoàng,
anh sợ cũng muộn rồi, Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành từ một nơi bí mật gần đó lúc nào cũng có thể lấy mạng nhỏ của anh. Đồng Thần Thụ nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Hoàng Thiên. Nếu như tôi đoán không nhầm thì Tần Song Hà là Trịnh Lạc Bình tìm giúp anh. Hoàng Thiên hỏi Đồng Thần Thụ. Không sai, Trịnh Lạc Bình có thể giúp tôi tìm nhân vật như Tần Song Hà, lần tới còn có thể tìm được kẻ liều mạng ác độc hơn. Họ Hoàng, nếu anh sợ thì mau thả ông đây ra, rồi lại thề độc mãi mãi không được ở bên Hạ Mai, tôi sẽ không xử lý anh. Đồng Thần Thụ trừng mắt hạt châu, hung hãn nói với Hoàng Thiên. Một câu đã chọc Hoàng Thiên cười. Lã Việt và Tiêu Văn Hạ cũng không nhịn được cười, hai người họ nhìn cậu cả thụ can đảm này, trong lòng cũng rất cạn lời. Cậu cả thụ, ai cho anh lá gan vậy, anh lại dám nói lời như vậy, ha ha. Tiêu Văn Hạ không nhịn được cười nói. Đồng Thần Thụ cũng không dám trừng mắt với Tiêu Văn Hạ, bởi vì Tiêu Văn Hạ đánh anh ta, thật sự không nể mặt chút nào. Hoàng Thiên, tôi nói những lời này hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút. Oan gia nên giải không nên kết, anh chút giận lên người tôi không có chỗ tốt nào cho anh, rõ chứ? Dáng vẻ Đồng Thần Thụ rất chọc tức người, anh ta hừ lạnh nói với Hoàng Thiên. Bốp! Lần này Hoàng Thiên không hề nuông chiều chút nào, anh hung hăng tát Đồng Thần Thụ một phát. Vù vù một tiếng, Đồng Thần Thụ bị tát trực tiếp từ trên ghế ngã xuống đất, lật úp cùng với cái ghế. Chút giận lên anh thì sao? Lập tức liên lạc với Trịnh Lạc Bình cho tôi, bảo Trịnh Lạc Bình và con ông ta ra mặt. Giọng nói của Hoàng Thiên lạnh lẽo. Đồng Thần Thụ tức giận đến mức sắp bùng nổi, anh ta không để ý Hoàng Thiên mà lấy điện thoại ra khóc nức nở gọi điện, cha ơi cha đến chưa? Nhanh lên, tới chậm thì coi như cha không gặp được con nữa đó, hu hu hu. Nhìn thấy Đồng Thần Thụ không khóc nức nở, bọn người Hoàng Thiên cũng thật sự cạn lời rồi. Cái loại không có chút tiền đồ này, cũng được coi là đàn ông sao. Nhưng mà Hoàng Thiên cũng không ngăn cản anh ta muốn gọi điện thoại thì cứ gọi đi, tốt nhất là gọi cha của anh ta ngay lập tức đến đây, để coi thử cha của anh ta là nhân vật như thế nào người ở đâu. Trong văn phòng không ai nói gì, Đồng Thần Thụ thì khóc nức nở một cách thoải mái, ngồi trên ghế như một thằng ngu, chỉ biết khóc thôi chứ một câu cũng không nói. Hoàng Thiên cũng không để ý đến cái thứ đó, lấy điện thoại ra lên mạng đọc tiểu thuyết rồi sẵn đợi cha của Đồng Thần Thụ đến đây luôn. Tầm khoảng hơn nửa tiếng, thằng nhóc này vô cùng kích động, điện thoại đã kết nối rồi. Cha ơi, cha đi đến đâu rồi? Đến rồi, giờ con đang ở đâu? Giọng nói trầm và ảm đạm của cha Đồng Thần Thụ vang đến. Đồng Thần Thụ cũng không biết mình đang ở đâu, càng không biết rõ vị trí chính xác, anh ta nói, cúp máy trước nha, để con gửi vị trí của con qua cho cha. Được, con trai con không cần lo lắng, cha nhất định sẽ chuốc giận cho con, nhưng ai bắt nạt con, một tên cũng đừng mơ có kết thúc tốt đẹp. Cha của Đồng Thần Thụ giọng điệu cao ngất trời phán một câu. Đồng Thần Thụ nghe thế thì vô cùng vui mừng, anh ta đến nằm mơ cũng muốn hành hạ Hoàng Thiên một trận cho hả dạ, sau đó cướp lại Lê Hạ Mai. Mười mấy phút sau, đàn em của Tiêu Văn Hạ từ bên ngoài chạy vào. Ngài Thiên có một người tên là Đồng Việt Cường nói muốn gặp con trai của mình. Ừ cho ông ta vào đây đi. Hoàng Thiên chậm rãi nói. Dạ vâng. Không lâu sau khi cái tên đàn em này đi ra ngoài, đàn em của Tiêu Văn Hạ dẫn theo một người đàn ông trung niên cao khoảng 1m9 đi vào. Đi theo phía sau một người đàn ông trung niên còn có vài người trai tráng trông rất hung tợn, người nào cũng trợn mặt lên trông thật hung hăng, bộ dạng như rất bất mãn như muốn đánh nhau. Vừa nhìn Hoàng Thiên đã hiểu, người dẫn đầu chính là Đồng Việt Cường cha ơi. Đồng Thần Thụ vừa thấy Đồng Việt Cường đi vào, anh ta vừa đứng dậy định lao đến chỗ cha của mình. Đừng có mà nhúc nhích. Tiêu Văn Hạ gạt chân một cái, trong chốc lát Đồng Thần Thụ đã té lăn xuống đất. Bình bịch một tiếng, Đồng Thần Thụ ngã như chó sập hố, miệng thì bị đập xuống đất muốn méo luôn. Sau đó Tiêu Văn Hạ lại đưa chân lên đạp lên lưng của Đồng Thần Thụ, lạnh lùng nói, Ngài Thiên đã đồng ý cho mày đứng lên chưa mà mày dám đứng dậy vậy hả? Lại còn muốn qua đó nữa? Con mẹ nó cha mày, cha tao cũng đã đến rồi. Mày lại còn dám đối xử với tao như thế hả, mày có phải là muốn chết không? Đồng Thần Thụ hung dữ la hét, thằng nhóc này cũng giữ đáo để. Bụp bụp bụp, Tiêu Văn Hạ đâu phải loại phụ huynh chiều con trẻ, anh ta cầm dép ra lên, tát Đồng Thần Thụ đến rụng hết răng. Chiêu này cũng rất khả dùng, Đồng Thần Thụ ngay lập tức không dám nói năng gì nữa, nhưng lại khóc thét lên, khóc rất dữ dội hơn cả vừa rồi. Đồng Việt Cường đang đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này sắc mặt của ông ta đen lại. Ông ta oán hận nhìn Tiêu Văn Hạ, rồi lại nhìn qua Hoàng Thiên, nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn bọn họ. Những người đàn ông trẻ tuổi đứng sau lưng ông ta, đã không nhịn được nữa mà muốn lao đến trực tiếp ra tay. Bọn họ đã đi theo Đồng Việt Cường lăn lộn ngoài xã hội rất lâu rồi,
ở tại trấn Kim Thanh, có thể nói là xưng bá một phương. Chứng kiến cậu cả thụ bị người ta đánh thành ra như thế, bọn họ cảm thấy thời cơ lập công đến rồi. Chỉ là Đồng Việt Cường chưa ra lệnh, bọn họ cũng không ai dám lao đến ra tay. Chỗ này của các người, người nào nói là được? Đồng Việt Cường nhìn lướt qua mọi chỗ, đè nén lửa giận trong lòng hỏi. Người này là cậu Thiên, ông có gì muốn nói thì hãy nói với cậu Thiên đi. Lúc này Lã Việt chỉ về phía Hoàng Thiên rồi nói với Đồng Việt Cường. Đồng Việt Cường lập tức chuyển tầm mắt lên trên người của Hoàng Thiên, tỉ mỉ đánh giá anh. Đồng Việt Cường có thể là ông chủ của một mỏ quặng, danh xưng này cũng không phải tự nhiên mà có, ông ta vẫn có chút năng lực nhìn người. Tuy cách ăn mặc của anh rất là bình thường, nhưng mà khí thế bất người trên người anh lại khiến cho người khác không dám khinh khi, tuổi còn trẻ như thế đã có được phong thái như vậy, thật không là không thể ngờ được. Cảm nhận được khí chất lạnh lùng trên người của Hoàng Thiên, Đồng Việt Cường cũng thu mình lại vài phần, ở tại trấn Kim Thanh ông ta thật sự là một nhân vật lớn, nhưng mà khi đến thành phố Bắc Ninh ông vẫn không thể nào nắm chắc phần thắng. Ngài Thiên không biết là con trai của tôi đã đắc tội gì với cậu, cậu lại đối xử với nó như thế. Đồng Việt Cường nhìn chăm chú vào Hoàng Thiên rồi nói. Khi nghe thấy những lời nói này Hoàng Thiên chỉ cười nhạt một cái, nhìn vào Đồng Việt Cường rồi nói, con người của tôi rất nói đạo lý, nếu con trai ông không tự gây chuyện tự tìm đường chết, tôi tại sao có lại đối xử với cậu ta như thế chứ? Đồng Việt Cường nghe xong gật đầu một cái rồi nói với Hoàng Thiên, vậy thôi được rồi ngài Thiên, con trai của tôi đã làm chuyện gì chọc đến cậu vậy? Mong cậu nói rõ ra cho. Hứ Hà ông cảm thấy mình là một vật lớn hay sao? Muốn tôi nói là tôi phải nói rõ với ông hay gì, ông tự coi lại mình đi có đáng hay không? Hoàng Thiên cười lạnh lùng một cái, hờ hững nhìn Đồng Việt Cường. Mẹ nó, Đồng Việt Cường thiếu chút là bị nhồi máu lên não, Hoàng Thiên thật sự không cho ông ta chút sĩ diện nào, ép ông ta đến mức ông ta không có chỗ để làm ổn thỏa mọi chuyện được. Nhưng mà cũng hết cách rồi, đây là thành phố Bắc Ninh, Đồng Việt Cường cũng không dám quá kiêu căng, ông ta cũng rất hiểu năng lực và vị thế của bản thân mình ở đây. Hơn thế nữa con trai ông ta Đồng Thần Thụ vẫn còn đang trong tay của Hoàng Thiên, một khi chọc Hoàng Thiên điên lên, thì Đồng Thần Thụ chỉ có chết thôi. Đồng Việt Cường đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, ông ta hơn hẳn con trai ông ta rất nhiều, lúc này ông ta có thể nhìn ra được, Hoàng Thiên chắc là người mà ông ta không thể đối phó nổi. Để có thể cứu được Đồng Thần Thụ, Đồng Việt Cường cũng đành liều mạng, lúc này ông ta rất cung kính cúi người với Hoàng Thiên, cúi đầu thấp giọng nói, ngài Thiên, nếu con trai có chỗ nào đắc tội với cậu, tôi xin thay mặt con trai tôi gửi lời xin lỗi ngài. Hoàng Thiên khẽ chấn động, từ lúc Đồng Việt Cường đi vào, Hoàng Thiên đã nhìn ra được cái lão già Đồng Việt Cường này không phải là cây đèn cạn dầu. Mà Đồng Thần Thụ ngông cuồng như vậy, nhất định là do Đồng Việt Cường nuông chiều mà ra, nhất định bình thường hai cha con này tác quái cũng không ít. Hoàng Thiên còn cho là Đồng Việt Cường sẽ nổi giận đùng đùng, chỉ là không thể ngờ được lão già này lại thật thà ngoan ngoãn như vậy, lại chịu khuất phục cúi đầu nhận lỗi. Hứ Hà đường đường là một ông chủ lớn, lại hạ mình như thế, khi ông ở trấn Kim Thanh đối xử với dân ở đó cũng nói lý lẽ như thế sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một cái rồi hỏi Đồng Việt Cường. Ánh mắt của Đồng Việt Cường lóe lên một tia căm phẫn, ông ta sắp bị làm cho tức chết. Dựa vào thân phận của ông ta, lúc nào phải cần hạ mình cúi đầu như thế bây giờ chứ? Ngài Thiên cậu như vậy có phải là quá đáng lắm không? Tôi cũng đã khom người cúi đầu nhận lỗi với cậu rồi, cậu còn muốn tôi phải làm sao nữa? Giọng điệu của Đồng Việt Cường không còn khách sáo như lúc nãy nữa, tức giận trợn mắt nhìn Hoàng Thiên. Ông ngoài miệng thì xin lỗi tôi, nhưng không biết trong của ông đã chửi mắng tôi như thế nào luôn đó, tôi nói có đúng không? Hoàng Thiên hỏi ngược lại Đồng Việt Cường. Thật đúng là bị Hoàng Thiên nói đúng rồi, trong lòng Đồng Việt Cường thật là nãy giờ không ngừng âm thầm chửi mắng Hoàng Thiên. Cũng chính vì không thể đối phó nổi Hoàng Thiên, Đồng Việt Cường mới nhẫn nhịn như thế, nếu như gặp những kẻ yếu thế hơn. Thì từ sớm ông ta đã lệnh cho đàn em ra tay từ lâu rồi. Vậy cậu nói đi, tôi làm sao cậu mới chịu để cho tôi dẫn thần thụ đi? Đồng Việt Cường hết cách, chỉ đành hỏi Hoàng Thiên như thế thôi. Ông muốn dẫn anh ta đi là chuyện không thể đâu, trừ khi giao ra Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành. Hoàng Thiên thẳng thắn cho Đồng Việt Cường một đoàn đả kích, dường như không hề có chỗ để thương lượng. Đồng Việt Cường hoàn toàn nổi nóng, hy vọng đã bị dập tắt, sự nóng nảy của ông ta khống chế được nữa. Đã dùng ánh mắt cho người ở đằng sau. Ông ta đến là để cứu Đồng Thần Thụ, nếu đã không thể thương lượng được nữa chỉ đành động tay thôi. Chỉ có điều là đàn em của ông ta chưa kịp ta tay, bên ngoài đã lao đến mười mấy chàng trai trẻ tuổi, bao vây xung quanh toàn bộ người của ông ta. Vẫn còn muốn làm mở làm gió ở thành phố Bắc Ninh hả? Lúc này Lã Việt mới lên tiếng,
lạnh lùng nhìn Đổng Việt Cường. Đổng Việt Cường hiểu rõ, hôm nay nhất định sẽ không chiếm được chút lợi nào. Ngài Thiên, nếu tôi giúp cậu tìm ra Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành, cậu nhất định sẽ thả con trai tôi ra chứ? Đầu óc của Đổng Việt Cường xoay chuyển cũng khá nhanh, ông ta biết cứ làm liệu cũng không được, nên lúc này đã định bán đứng Trịnh Lạc Bình. Lúc này Hoàng Thiên cũng rất cao hứng, đương nhiên trong lòng anh tự có dự tính, cha con họ Đổng này cũng hề quan trọng đi, Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành mới là thứ đáng ghét nhất cũng là thứ nguy hiểm nhất. Được chứ, nhưng ông tốt nhất đừng dở trò. Hoàng Thiên nói một cậu, liền khiến Đổng Việt Cường yên tâm. Bán đứng Trịnh Lạc Bình, đối với Đổng Việt Cường mà nói vốn dĩ là không được coi là gì, Trịnh Lạc Bình chỉ là bạn bè lâu năm của ông ta thôi, làm sao quan trọng bằng con trai chứ. Được thôi, vậy tôi nói cho cậu biết, Trịnh Lạc Bình đã đi cùng đến Bắc Ninh rồi, chỉ là không có theo tôi đi vào thôi. Đổng Việt Cường đã hạ quyết tâm rồi mới nói với Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên chấn động, thật không thể ngờ được Trịnh Lạc Bình lại đi theo Đổng Việt Cường đến Bắc Ninh. Như vậy thì thật là quá tốt, nếu như là thật, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Dẫn tôi đi gặp ông ta. Hoàng Thiên nói sau đó tiến lên phía trước. Đổng Việt Cường đâu dám không nghe lời, bây giờ ông ta chỉ có một con đường đến đi, đó chính là phối hợp với Hoàng Thiên đi bắt Trịnh Lạc Bình. Đàn em của Đổng Việt Cường đều bị giam lại tại sòng bài, chỉ có một mình Đổng Việt Cường cùng Hoàng Thiên đi ra ngoài thôi. Lã Việt để Tiêu Văn Hạ xem chừng mấy người đó, sau đó dẫn theo vài người xuất phát cùng với Hoàng Thiên. Trên đường đi, Đổng Việt Cường gọi điện thoại cho Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình thật sự không có giấu giếm Đổng Việt Cường, đem vị trí của ông ta nói cho Đổng Việt Cường. Ngài Thiên, Trịnh Lạc Bình đang ở khách sạn Tây Định, ông ta cùng với con ông ta đều ở đó ăn cơm. Đổng Việt Cường ngồi ở ghế sau yếu ớt nói với Hoàng Thiên. Không yếu ớt cũng không được, bởi vì Lã Việt cùng một người thuộc hạ của anh ta đang ngồi hai bên trái phải của ông ta. Hoàng Thiên không nói gì, lái xe thẳng đến khách sạn Tây Định. Hoàng Thiên khá quen thuộc với thành phố Bắc Ninh, không bao lâu anh đã lái xe đến nơi. Phía sau xe Hoàng Thiên còn có một chiếc xe đi theo nữa, đó là chiếc xe của năm thuộc hạ của Lã Việt. Lần này Lã Việt chỉ dẫn theo sau người cùng Hoàng Thiên đi bắt Trịnh Lạc Bình, anh ta đoán chừng tuyệt đối không sai lầm. Mà lúc này, Trịnh Thành cùng Trịnh Lạc Bình đang ăn tối tại khách sạn. Hai cha con nhà này đang uống rượu rất vui vẻ, phía sau bọn họ còn có hai người vệ sĩ đang đứng. Hai người vệ sĩ này đói bụng nhưng không có tư cách ngồi ăn. Cha, cha nói xem Đổng Việt Cường có dám liều một phen với Hoàng Thiên không? Mặt Trịnh Thành đỏ bừng, thằng nhóc này đã uống nguyên một bình rượu đỏ. Trịnh Lạc Bình cũng như thế, ông ta cũng có chút say, lúc này châm một điếu thuốc nói, hừ, Đổng Việt Cường không phải là người dễ trêu, ông ta chính là loại người không sợ trời không sợ đất, lần này Hoàng Thiên chắc chắn gặp xui xẻo rồi. Nhưng chỗ này không phải Trấn Kim Thanh nha. Con nghĩ chưa chắc Đổng Việt Cường đã làm tốt. Trịnh Thành có vẻ hơi lo lắng. Ha ha, đứa nhỏ ngốc, con biết Đổng Việt Cường lặn lộn nhiều năm như vậy là dựa vào cái gì không? Chính là dựa vào hai chữ tàn nhẫn. Nếu Hoàng Thiên không thả Đổng Thần Thụ ra, con có tin Đổng Việt Cường dám liều mạng chơi chết Hoàng Thiên không? Trịnh Lạc Bình cười ha ha rất là đắc ý, có bộ dạng như là đã nắm chắc. Trịnh Thành gật đầu, cười nói, lần này chúng ta không cần phải bận tâm, nếu Đổng Việt Cường giết chết Hoàng Thiên. Ông ta chắc chắn không thể sống sót trở về Trấn Kim Thanh được nữa, về sau Trấn Kim Thanh chính là thiên hà của cha con chúng ta, ha ha ha. Ha ha, thằng nhóc con nói không sai, đầu năm nay phải dựa vào não để thoát khỏi hỗn loạn, không thể liều mạng như Đổng Việt Cường được. Trịnh Thành cùng Trịnh Lạc Bình ha ha cười to. Đúng lúc này, một phục vụ nữ bước vào. Dáng vẻ của cô bé này chưa đầy 20 tuổi, bộ dạng khá thanh tú dễ thương, cặp răng mèo nhỏ đặc biệt thu hút khi nở nụ cười. Mời hai vị từ từ dùng bữa. Phục vụ nữ đặt đồ ăn lên bàn sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng nào ngờ Trịnh Thành mượn men rượu kéo lấy tay cô gái này. Chị gái nhỏ đừng đi nha, ngồi đây uống rượu với tôi nào. Trịnh Lạc Bình bày ra bộ dạng trâu bò, nói với giọng điệu ra lênh. Cô gái này giật mình kêu lên, cô ấy mới làm việc ở đây chưa tới nửa năm, chưa bao giờ từng gặp tình huống như vậy. Mặc dù trước kia cũng từng có vài vị khách say rượu quấy rối một chút. Nhưng những vị khách đó không hề động tay chân, dù sao ông chủ của khách sạn khá có thế lực, không ai dám chơi quá mức. Nhưng mà tối nay lại không giống, gặp tên cặn bã như Trịnh Thành. Thưa quý khách, xin anh đừng như vậy, thả tôi ra. Phục vụ nữ bị dọa cho không biết làm thế nào cho đúng, vội vàng rút tay lại. Nhưng mà Trịnh Thành lại không có ý định muốn bỏ qua cho cô gái này, gã cười he he nói, thấy không, dây giày của tôi bị tuột, cô giúp tôi buộc đi.
Trịnh Thành vừa nói vừa chỉ vào giày của gã. Nhân viên phục vụ nhìn xuống, thấy dây giày của Trịnh Thành thực sự bị tuột ra. Cô ấy đúng là nhân viên phục vụ, nhưng cô ấy không có nghĩa vụ phải buộc dây giày cho khách nha, huống chi là loại khách hàng quấy rối cô ấy. Thưa quý khách, việc này không thuộc phạm vi trách nhiệm công việc của tôi, xin anh thứ lỗi. Nhân viên phục vụ sợ hãi nói, cô ấy là người có tôn nghiêm, cô ấy không muốn chà đạp tôn nghiêm của mình. Bảo cô làm thì cô cứ làm, nói nhiều như vậy làm cái gì? Nếu cô không giúp tôi buộc dây giày, tôi sẽ khiếu nạn với quản lý của cô, để xem cô có bị phạt hay không. Vẻ mặt Trịnh Thành cợt nhả uy hiếp nhân viên phục vụ nữ. Nhân viên phục vụ nữ lo lắng, gặp được kiểu khách như vậy đúng là khiến người ta đau đầu mà. Thưa quý khách này, ông có khuyên anh ta được không? Nhân viên phục vụ nữ nhìn Trịnh Lạc Bình cầu xin giúp đỡ. Cô ấy quá ngây thơ, cha nào thì con lấy, Trịnh Lạc Bình cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Tôi khuyên cái gì, bảo cô ngồi xuống buộc dây giày cô còn không muốn, chắc chắn sẽ không thiếu tiền bơ ơ của cô đâu, ngồi xổm xuống buộc dây giày lại. Trịnh Lạc Bình mở đôi mắt tam giác ra, rút trong ví ra một tờ 500.000 ve vẩy trước mặt nhân viên phục vụ nữ. Điều này quá là xúc phạm người khác, vành mắt của nhân viên phục vụ nữ đỏ ửng lên, cô ấy đột nhiên dùng sức hất tay Trịnh Thành ra, sau đó khóc lóc chạy ra ngoài. Mẹ nó! Trịnh Thành lập tức nổi giận, đứng dậy đuổi theo. Con đĩ kia mày đứng lại, mày mà còn chạy có tin là tao chơi chết mày không? Trịnh Thành quát lên với nhân viên phục vụ. Ánh Nguyệt, có chuyện gì xảy ra thế? Đúng lúc này, quản lý Từ nghe thấy tiếng động nên từ dưới tầng chạy lên. Quản lý Từ, vị khách này cứ bắt tôi phải buộc dây giày cho anh ta, tôi không đồng ý, thế là anh ta liền đuổi theo mắng tôi. Lâm Ánh Nguyệt lau nước mắt, nói với quản lý Từ. Quản lý Từ nghe xong thì quay ra nhìn Trịnh Thành đang đi tới. Thấy Trịnh Thành mặc quần áo sang trọng, trên mặt đều là khí thức của cậu chủ nhà giàu, ông ta không dám xem thường, biết dạng khách như vậy không dễ chọc. Thưa quý khách, xin ngài bớt giận, tôi sẽ phê bình cô ấy. Quản lý Từ xông tới cười nói với Trịnh Thành. Ông tốt nhất đừng làm tôi thất vọng, nếu không tôi sẽ hủy luôn khách sạn của ông đấy. Ông nội ông, không biết cậu chủ tôi đây làm nghề gì sao? Trịnh Thành đút tay vào túi quần, bộ dạng trâu bò lập lòe. Quản lý Từ kinh hãi, quay đầu quát Lâm Ánh Nguyệt, cô quá là không ra gì. Khách hàng bảo cô buộc giày thì cô cứ buộc giày, có thể mệt chết cô được sao? Lâm Ánh Nguyệt vô cùng oan ức, cô ấy cũng biết quản lý Từ là kẻ nịnh hót, gặp được khách hàng có tiền thì sẽ nịnh bợ lấy lòng. Từ trước đến giờ không quan tâm đến mấy nhân viên phục vụ như cô ấy. Quản lý, tôi. Cô cái gì, lập tức buộc dây giày cho khách hàng đi, nếu không thì cô đừng nghĩ nhận tiền lương tháng này nữa. Quản lý Từ gân cổ quát. Lâm Ánh Nguyệt bật khóc, nhưng cô ấy không còn cách nào khác nữa, nỗi khổ của người nghèo, người giàu không thể hiểu được. Vì tiền lương tháng này, cô ấy không thể không cúi đầu trước hiện thực. Cô ấy đành đi đến gần Trịnh Thành. Ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Trịnh Thành, nước mắt tủi nhục chảy xuống. Trịnh Thành rất thỏa mãn, gã nhìn Lâm Ánh Nguyệt đang ngồi xổm ở dưới chân mình, cười hì hì nói, ha ha, như vậy mới đúng, để cậu chủ đây vui vẻ sẽ cho tiền lương của cả một năm. Một lát cô đi ra ngoài với tôi, buổi sáng mai sẽ đem cô trả lại. Hả? Hả cái gì? Cậu chủ này để ý tới cô, đã là phúc phận của cô, nhanh đồng ý đi. Quản lý Từ trợn mắt nói. Ha ha. Quản lý Từ rất hiểu chuyện đó, đây là tiền thưởng cho ông, bây giờ ông có thể cho cô ấy tan làm để cô ấy đi theo tôi. Trịnh Thành nói xong thì lấy ra 5 tờ 500.000 đưa cho quản lý Từ. Quản lý Từ gật đầu như một con chó, đắc ý nhận lấy 2 triệu rưỡi. Tôi không đi với anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lâm Ánh Nguyệt thật sự sợ hãi, cô ấy hét lên một tiếng, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà Trịnh Thành lại đạp cho một phát ngã lăn ra đất, cô mặt mũi mà cô không cần à. Nhất định cứ phải để cậu chủ đây đánh sao? Đừng đánh, he he, tôi sẽ để cho cô ấy đi cùng với ngài. Quản lý Từ cười he he nói, ngăn Trịnh Thành lại. Ông tính làm gì, làm sao không để mẹ ông đi cùng với anh ta đi? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ngay sau đó Hoàng Thiên đi tới. Phía sau Hoàng Thiên là Lã Việt và 6 thuộc hạ của anh ta đang áp giải Đồng Việt Cường theo cùng. Những chuyện vừa xảy ra, Hoàng Thiên cũng thấy được đại khái. Nhưng lại làm Hoàng Thiên phát điên lên. Đây là thế kỷ nào rồi, thế mà vẫn còn xảy ra những chuyện xấu xa như vậy. Cái thằng danh con Trịnh Thành này, sao gã không phải là một món đồ vật đi? Quản lý Từ nghe thấy tiếng nói thì lập tức ghi đầu lại, khi thấy có một đám người đi tới thì lập tức trợn tròn mắt. Nhưng người chết lặng nhất chính là Trịnh Thành,
thằng nhóc này đang suy nghĩ làm sao để mang Lâm Ánh Nguyệt ra ngoài tiêu sái, không ngờ tên Hoàng Thiên này lại từ trên trời rơi xuống. Gã dụi dụi mắt, xác nhận là mình không có nhìn lầm, quả nhiên chính là Hoàng Thiên. Khi thấy sau lưng Hoàng Thiên dẫn theo rất nhiều người, Trịnh Thành càng hoảng hốt, thằng nhóc này cũng tỉnh cả rượu luôn. Quản lý Từ, nhanh gọi bảo vệ đi, tên này đến tìm làm phiền tôi chính là khách hàng của nhà hàng ông đó. Trịnh Thành hốt hoảng la lên với quản lý Từ. Trong lòng quản lý Từ cũng rất là hoảng sợ, thấy Hoàng Thiên dẫn theo nhiều người như vậy, mà người nào người nấy cũng không dễ trêu. Nhưng vừa nãy Hoàng Thiên mắng ông ta, trong lòng ông ta vẫn rất tức giận. Dù sao ông ta cũng là quản lý của khách sạn này, có chút thân phận, bình thường ngoài ông chủ ra, có ai thấy ông ta mà không gật đầu chào hỏi đâu. Huống chi Trịnh Thành vừa mới bâu ơ cho ông ta 2 triệu rưỡi, ông ta đương nhiên sẽ hướng về phía Trịnh Thành rồi. Thưa quý khách, ngài không cần căng thẳng, khách sạn của chúng tôi rất có thế lực, khách sạn này đã thành lập nhiều năm như vậy rồi nhưng chưa có ai dám đến đây gây sự đâu. Quản lý Từ hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên một cái, sau đó trấn an Trịnh Thành. Trịnh Thành không tin lời nói nhảm của quản lý Từ, bởi vì thằng nhóc này biết rất rõ về Hoàng Thiên, biết Hoàng Thiên rất trâu bò, cái tên quản lý Từ này chưa chắc đã làm gì được Hoàng Thiên. Được, vậy ông nhanh chóng gọi bảo vệ đến đây đi, ít nhất cũng phải bảo vệ khách hàng của ông an toàn, đúng không? Trịnh Thành vội vàng nói. Hừ, hôm nay tôi xem ai dám gây sự ở đây. Quản lý Từ bày ra bộ dạng rất là trâu bò, sau đó gọi 2 cuộc điện thoại. Một cái là cho đội trưởng đội bảo vệ. Một cái là cho ông chủ của ông ta. Bảo vệ sẽ tới ngay lập tức, tối nhất là các người đừng có gây sự, nếu không đừng trách tôi không có nhắc nhở các người. Quản lý Từ trợn mắt cảnh cáo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong mấy lời này thì trong lòng rất khó chịu. Quản lý Từ này vừa nãy thật sự cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nhân viên của mình bị ức hiếp, ông ta không giúp đỡ thì thôi còn trợ trụ vi ngược, quả thật đủ kinh tởm. Em gái, em lại đây. Hoàng Thiên nói với Lâm Ánh Nguyệt. Trái tim Lâm Ánh Nguyệt vẫn đang đập loạn lên, sợ đến mức không dám cử động lung tung, sợ Trịnh Thành sẽ lại đánh cô ấy. Ngay khi Hoàng Thiên kêu cô đi qua, rốt cuộc trái tim cô mới bình tĩnh lại, đứng dậy muốn chạy tới chỗ Hoàng Thiên. Cô còn muốn chạy. Trịnh Thành đột nhiên túm lấy tóc của Lâm Ánh Nguyệt, kéo Lâm Ánh Nguyệt trở lại. Á! Lâm Ánh Nguyệt đau đớn hét to lên một tiếng, suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Hoàng Thiên không nhìn nổi nữa. Anh đã đứng ở đây rồi mà thằng danh Trịnh Thành kia vẫn còn dám bắt nạt cô bé kia. Sau khi liếc mắt ra hiệu với Lã Việt, Hoàng Thiên đứng im ở đó không hề động đậy. Lã Việt biết rõ là mình nên làm thế nào, lúc này anh ta vọt tới, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay Trịnh Thành. Ai ra! Trịnh Thành là một cái công tử bột, bình thường bắt nạt một vài cô gái yếu đuối thì được, gặp người đàn ông mạnh mẽ như Lã Việt thì gã chẳng là gì cả. Sau khi đau đớn qua đi, Trịnh Thành cảm thấy cổ tay mình sắp gãy, gã đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Cuối cùng Lâm Ánh Nguyệt mới được khôi phục tự do, cô ấy nhanh chóng chạy tới gần Hoàng Thiên, cảm giác chỉ có Hoàng Thiên mới có thể cứu mạng cô ấy. Nếu không tối nay có khả năng cô ấy sẽ bị bắt đi, Trịnh Thành không phải đang hù dọa cô ấy. Thưa ngài, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Lâm Ánh Nguyệt nghẹn ngào, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Hoàng Thiên. Đừng nói như vậy. Cái tên xúc sinh kia không làm cô bị thương chứ? Hoàng Thiên chỉ vào Trịnh Thành, hỏi Lâm Ánh Nguyệt. Tôi ổn. Lâm Ánh Nguyệt oan ức nói. Nhìn bộ dáng hoảng sợ bất lực của Lâm Ánh Nguyệt, trong lòng Hoàng Thiên càng thêm tức điên. Tuổi tác của em gái Hoàng Linh của anh cũng không khác biệt lắm so với cô gái này, giờ phút này Hoàng Thiên thực sự rất đau lòng cho cô bé Lâm Ánh Nguyệt này. Cái tên khốn nạn Hoàng Thiên kia, mày dám mắng tao là xúc sinh. Trịnh Thành nghiến răng oán hận nói. Bụp. Lã Việt không quan tâm nhiều như vậy, thấy Trịnh Thành còn dám mắng chửi Hoàng Thiên, anh ta nâng đầu gối thúc một phát vào bụng Trịnh Thành. Ai ra? Trịnh Thành kêu lên một tiếng, suýt chút nữa là ói ra máu. Cái miệng này còn dám không sạch sẽ, mày vội vàng muốn đi đầu thai đến vậy à? Lã Việt cười lạnh, quẳng Trịnh Thành xuống đất. Trịnh Thành ngã lăn xuống đất, cắn răng nhìn Lã Việt, nhưng lại không dám mắng nữa. Bên ngoài ồn ào đến mức Trịnh Lạc Bình không thể ngồi yên. Ông ta vội vàng chạy ra ngoài. Khi Trịnh Lạc Bình nhìn thấy Hoàng Thiên, vẻ mặt ông ta trắng bệnh vì kinh ngạc. Trịnh Lạc Bình vốn cùng Đồng Việt Cường gây một chút song gió ở thành phố Bắc Ninh, thuận tiện khuyến khích Đồng Việt Cường, để Đồng Việt Cường đi liều mạng với Hoàng Thiên. Nhưng ông ta không ngờ rằng Hoàng Thiên lại đột nhiên xuất hiện lúc ông ta đang ăn cơm. Quả nhiên là hai cha con ông đều ở đây, không sai không sai. Hoàng Thiên thản nhiên nhìn Trịnh Lạc Bình vừa lao ra khỏi phòng, cười nhạt.
Hoàng Thiên, mày, làm sao mày tìm đến được đây? Trịnh Lạc Bình hỏi một câu rất ngu ngốc, sau đó ông ta đột nhiên nhìn thấy Đổng Việt Cường ở phía sau lưng Hoàng Thiên. Đổng Việt Cường, làm sao ông lại ở cùng với đám người Hoàng Thiên vậy? Trịnh Lạc Bình giật mình há hốc mồm nhìn Đổng Việt Cường. Đổng Việt Cường gần như suy sụp muốn chết, nghĩ thầm ai muốn ở chung với đám người Hoàng Thiên, đây còn không phải là bị Hoàng Thiên trị cho sao? Thấy vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của Đổng Việt Cường, ông ta biết là Đổng Việt Cường đã bị Hoàng Thiên bắt. Phải làm như thế nào mới ổn đây? Đến cả Đổng Việt Cường cũng không làm gì được Hoàng Thiên, ông ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này mới tốt. Với những suy nghĩ này, Trịnh Lạc Bình đã chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng mà ông ta nghĩ quá đẹp rồi, Hoàng Thiên sẽ cho ông ta cơ hội này sao? Lần trước ở nhà của Trịnh Lạc Bình dẫn theo Trịnh Thành chạy trốn thành công từ cửa sau của biệt thự, đến bây giờ Hoàng Thiên vẫn còn rất tức giận. Lần này, Hoàng Thiên nhất định sẽ không để cho Trịnh Lạc Bình chạy thoát nữa, tối nay dù có chuyện gì cũng nhất định phải bắt bằng được Trịnh Lạc Bình. Đừng để cho ông ta chạy, bắt ông ta lại. Hoàng Thiên nói với Lã Việt. Ra. Hoàng Thiên đồng ý, để cho mấy tên thuộc hạ khống chế Trịnh Thành, sau đó anh ta dẫn đầu đi về phía Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình vốn định nhanh chân chạy trốn, nhưng ông ta vừa nghĩ đến con trai vẫn còn ở chỗ này nên ông ta cũng do dự. Cha ơi đừng chạy, dẫn con theo với. Trịnh Thành gào to. Câm mồm. Một tên thuộc hạ của Lã Việt hung hăng tát cho Trịnh Thành một cái tát. Trịnh Thành nôn ra một ngụm máu, sau đó gã thực sự câm mồm. Hoàng Thiên, mày quyết tâm muốn đối nghịch với tao đúng không? Trịnh Lạc Bình chỉ vào Hoàng Thiên hét lên. Hoàng Thiên thật sự cạn con mẹ nó lời, anh cười nói, ông đừng kêu nữa, biết điều nhanh chóng đưa tay chịu trói thì sẽ ăn ít đau khổ hơn một chút. Tao. Trịnh Lạc Bình nhìn Lã Việt, cả lăm nói. Cha ơi đừng sợ, bảo vệ khách sạn đã đến rồi. Ánh mắt Trịnh Thành trở lên sắc bén, lúc này mấy bảo vệ khách sạn đã vọt đến. Trong lòng Trịnh Lạc Bình âm thầm kêu ổ, nghĩ thầm bảo vệ có cái tác dụng éo gì, có ai có thể dám liều mạng vì cha con ông ta. Quả nhiên, sau khi mấy bảo vệ đi lên nhìn thấy bên phía Hoàng Thiên có không ít người, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đội trưởng dẫn đội của đội bảo vệ tên là Ngô Minh Hiếu, lúc này anh ta hỏi quản lý Từ, quản lý, chuyện này là sao thế này? Quản lý Từ hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào Hoàng Thiên nói, thằng danh này dẫn người đến khách sạn gây sự, dạy cho nó một bài học cho tôi. Thấy đội trưởng đội bảo vệ đã tới, quản lý Từ lại bày ra bộ trâu bò, chỉ muốn hung hăng đánh cho Hoàng Thiên một trận. Quản lý, tôi thấy là nên thông báo cho ông chủ đi, để xem ông chủ nói thế nào. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi nói với quản lý Từ. Một lát nữa ông chủ sẽ đến. Ngô Minh Hiếu, cậu nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bảo cậu ra tay thì cậu cứ ra tay. Quản lý Từ không nhịn nổi quát Ngô Minh Hiếu. Ngô Minh Hiếu cũng không có ngốc, anh ta phát hiện Hoàng Thiên dẫn theo không ít người, nếu thật sự red eye thì chưa chắc bọn họ đã chiếm được lợi thế. Huống chi Hoàng Thiên còn bình tĩnh như vậy, nhất định là người đã từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng, dạng người như vậy không dễ trêu. Cho nên Ngô Minh Hiếu đứng im ở đó không nhúc nhích, anh ta muốn kéo dài thời gian chờ ông chủ tới rồi lại nói. Quản lý Từ thấy Hoàng Thiên không nghe theo ông ta, lập tức nổi trận lôi đình. Được được được, tôi không nói được cậu nữa rồi đúng không? Quản lý Từ tức giận nói. Quản lý, chỉ có mấy phút nữa là ông chủ tới rồi, ông chủ bảo tôi ra tay thì tôi sẽ ra tay. Ngô Minh Hiếu nói. Quản lý Từ cũng không có cách nào cả, Ngô Minh Hiếu không nghe theo ông ta, nhưng ông ta không dám mắng Ngô Minh Hiếu nha. Phải biết cái người Ngô Minh Hiếu này có chút họ hàng xa với ông chủ. Gọi xong chưa? Hoàng Thiên đi tới gần quản lý Từ hỏi. Cảm nhận được lệ khí trên người Hoàng Thiên, trên trán quản lý Từ đổ đầy mồ hôi. Nhưng mà con hàng này vẫn rất ngang ngược, lúc này ông ta nói, mà đừng có phách lối, một lát nữa ông chủ của tao đến nhất định sẽ đánh cho mày tàn phế. Ông muốn đánh ai tàn phế vậy quản lý Từ? Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền tới. Ngay sau đó, có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề từ trên tầng bước xuống, người này hơn 40 tuổi, bụng bia, là một người mập mạp. Ông chủ, ông đã tới rồi. Quản lý Từ vội vàng cười đi lên tiếp đón, rồi lại lon ton đi theo. Người mập mạp này là ông chủ của khách sạn này, ông ta không thèm để ý đến quản lý Từ mà nhìn những người có mặt ở đây một lượt. Khi ánh mắt của ông ta rơi vào người Lã Việt, ông ta đột nhiên sợ hãi hít một hơi. Mẹ của con ơi, làm sao ông Bốn Việt lại ở đây? Lã, ông Bốn Việt. Ông chủ khách sạn nói cà lắp cà lăm, vội vàng bước đến gần Lã Việt, cúi người chào hỏi. Lã Việt nhìn ông chủ khách sạn đang đi tới,
vẻ mặt ông ta có chút châm xuống. Ở thành phố Bắc Ninh này, phàm là người có chút thế lực, có ai mà Lã Việt không quen biết. Ông chủ khách sạn này này tên là Đặng Minh Tuấn, cũng là người đã lăn lộn nhiều năm ở thành phố Bắc Ninh, Lã Việt có biết ông già này. Đặng Minh Tuấn, trong khách sạn của ông đúng là nhiều nhân tài nha. Lã Việt hơi tức giận nhìn Đặng Minh Tuấn. Đặng Minh Tuấn thấy Lã Việt có vẻ không vui, trái tim muốn lòi lên tận cổ họng. Điểm quan trọng chính là không thể trêu chọc vào Lã Việt được, nếu để vị ông bốn Việt này không vui, Đặng Minh Tuấn ông ta sẽ xui xẻo. Ông bốn Việt, anh nói như vậy là có ý gì? Đặng Minh Tuấn không hiểu hỏi Lã Việt, sau đó móc bao thuốc ra mời Lã Việt một điếu. Lã Việt không nhận thuốc, chỉ vào quản lý từ nói, quản lý khách sạn này của ông rất trâu bò nha, thế mà còn muốn cho bảo vệ đánh tôi cùng cậu Thiên, đây đều là do ông dạy sao? Điều này, trong lòng Đặng Minh Tuấn lập tức lộp bộp, ông ta biết chuyện đêm nay đã bị làm thành lớn chuyện. Đến cả cậu Thiên cũng tới, từ trước đến nay ông ta từng nghe nói có một vị cậu Thiên, nhưng mà cho tới tận bây giờ ông ta vẫn chưa từng được gặp mặt. Ông bốn Việt, cậu Thiên cũng tới đây nữa sao? Đó là vị nào vậy? Đặng Minh Tuấn khẩn trương hỏi Lã Việt, sau đó nhìn xung quanh một chút. Vị này chính là cậu Thiên. Lã Việt chỉ vào Hoàng Thiên, giới thiệu với Đặng Minh Tuấn. Dù sao Đặng Minh Tuấn cũng là người luôn rõ ràng mọi chuyện, Lã Việt cũng từng gặp ông ta vài lần, cho nên cũng không làm khó Đặng Minh Tuấn quá. Hơn nữa anh ta sợ Hoàng Thiên dưới cơn nóng giận đánh cho Đặng Minh Tuấn tàn phế, cho nên Lã Việt cũng gián tiếp làm nhân vậy hòa giải. Đặng Minh Tuấn là một kẻ già đời, tự nhiên rất hiểu lòng tốt này của Lã Việt. Ông ta vội vàng đi tới gần Hoàng Thiên, khom lưng người nói, cậu Thiên, tôi rất vinh hạnh khi cậu dành thời gian quý báu tới đây. Cậu Thiên cứ yên tâm, ai khiến ngài tức giận, tôi lập tức xử lý kẻ đó. Xong rồi. Quản lý Tự ở bên cạnh nghe ông chủ nói vậy thì trái tim muốn chảy máu. Bây giờ ông ta mới biết mình đã đắc tội người nào, hóa ra là ông bốn Việt với cậu Thiên, lần này ông ta đã gây ra họa lớn rồi. Quản lý Tử đứng đơ ra ở đó như một tên đàn, hung hăng lau mồ hôi lạnh, cặp giò heo run rẩy không ngừng. Ngô Minh Hiếu âm thầm kêu may mắn là anh ta không tùy tiện ra tay, nếu không bây giờ anh ta xong đời rồi. Cậu Thiên, hóa ra là ngài nha, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy bỏ qua cho kẻ tiểu như nhai nha. Quản lý Tử cười vô cùng hèn mọn, khẩn trương nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ghét nhất cái kiểu người như quản lý Tử này. Gặp người dễ bắt nạt thì bắt nạt, gặp người cứng rắn thì khom lưng cúi đầu nịnh bợ. Quản lý Từ, ông thuộc họ Tắc Kè Hoa sao, thay đổi nhanh thật. Hoàng Thiên cạn lời nhìn quản lý Từ nói. Quản lý Từ vô cùng xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười, cậu Thiên cứ nói đùa, he he. He he cái con mẹ nhà mày. Một tên thuộc hạ của Lã Việt không nhìn nổi nữa, đấm cho quản lý Từ một cái. Quản lý Từ lập tức biến thành mắt gấu trúc. Nhưng mà ông ta không dám thể hiện sự bất mãn, hung hăng cười, cười còn khó coi hơn cả khóc. Em gái này chính là nhân viên dưới tay ông, thế mà ông còn hố cô ấy, lương tâm của ông không đau à? Hoàng Thiên kéo Lâm Ánh Nguyệt đến bên cạnh, hỏi quản lý Từ. Quản lý Từ âm thầm kêu tối nay mình xui xẻo, thế mà lại gặp chuyện như vậy. Cậu Thiên, tôi, vừa nãy là tôi không đúng. Quản lý Từ lắp bắp nói. Cuộc sống của một nhân viên phục vụ cũng không dễ dàng gì. Mỗi ngày đều phải phục vụ người khác, tiền lương lại ít ỏi đến đáng thương, đã thế còn phải chịu sự ức hiếp của lũ cặn bã các người. Ông vì 2 triệu rưỡi mà buộc cô ấy đi ra ngoài với khách hàng. Ông có còn là người không hả? Hoàng Thiên chỉ vào mặt quản lý Từ chửi dữ dội. Quản lý Từ bị mắng chửi nhưng không dám nóng giận một chút nào, không phải là do lương tâm của ông ta đã phát hiện ra điều đó mà là do ông ta quá sợ Hoàng Thiên. Ông chủ khách sạn Đặng Minh Tuấn nghe vậy cũng bối rối không hiểu gì. Ông ta đi tới cau mặt nhìn quản lý Từ. Ông ta nghĩ thầm con hàng này đã làm gì mà khiến cậu Thiên tức giận như vậy? Rốt cuộc ông ta đã làm chuyện gì mà khiến cậu Thiên tức giận? Lâm Ánh Nguyệt, cô nói đi, quản lý Từ đã làm gì cô? Tôi không hiểu cậu Thiên vừa nói gì. Đặng Minh Tuấn hỏi Lâm Ánh Nguyệt. Lâm Ánh Nguyệt nào dám nói, dù sao cô ấy vẫn đang làm việc dưới trướng của quản lý Từ, cô ấy không dám đắc tội quản lý Từ. Không sao đâu Lâm Ánh Nguyệt. Cô cứ vạch trần quản lý Từ đi, có tôi ở chỗ này chống lưng cho cô thì cô còn sợ cái gì nữa? À còn có cả cậu Thiên và ông bốn Việt ở đây, cô còn sợ gì nữa? Đặng Minh Tuấn nói với Lâm Ánh Nguyệt. Lâm Ánh Nguyệt nhìn Hoàng Thiên, nhỏ giọng nói, anh Thiên, tôi không dám. Đừng sợ, không sao đâu, cứ nói đi. Hoàng Thiên an ủi Lâm Ánh Nguyệt. Mẹ tôi bị bệnh, mỗi tháng đều cần phải đi khám bệnh mua thuốc, tôi không thể mất công việc này được.
dưới tình thế cấp bách, Lâm Ánh Nguyệt ghé sát vào tai Hoàng Thiên nói khẽ. Trong lòng Hoàng Thiên khẽ động, anh cũng rất là cảm khái. Đó chỉ là một chức vụ nhân viên phục vụ thôi, đối với nhiều người mà nói thì đây chỉ là một chức vụ chẳng ai ngó tới. Nhưng đối với cô bé Lâm Ánh Nguyệt này mà nói, chút tiền lương ít ỏi đó chính là thứ duy nhất cô bé cùng mẹ cô bé trông cậy vào. Thật sự là quá đáng thương, cô gái này rất kiên cường, cũng rất hiếu thuận. Hoàng Thiên nghĩ đến đây thì càng thêm căm hận quản lý Từ và Trịnh Thành. Nếu như không phải Đổng Việt Cường dẫn đường, anh không tới đây, không gặp được Lâm Ánh Nguyệt, vậy chẳng phải tối nay Lâm Ánh Nguyệt sẽ gặp chuyện phi thảm sao? Chát! Hoàng Thiên không nói hai lời, hung hăng tát cho quản lý Từ một cái. Cậu Thiên, có chuyện gì cứ từ từ nói, làm sao anh lại đánh tôi vậy? Quản lý Từ bụng mặt sợ hãi nói. Lương tâm của ông bị chó ăn à? Lâm Ánh Nguyệt đã thảm như vậy rồi. Thế mà ông còn giúp Trịnh Thành hố cô ấy. Hoàng Thiên tức giận chỉ vào mặt quản lý Từ nói. Quản lý Từ không dám cãi lại, bụng mặt đứng ở nơi đó, mặt đỏ thành màu gan heo. Ông ta vừa tức vừa oan ức, hận Hoàng Thiên thấu xương. Đặng Minh Tuấn đã hiểu được đại khái, tóm lại là quản lý Từ làm chuyện gì quá đáng với Lâm Ánh Nguyệt, khiến cho cậu Thiên tức giận. Cái tên khốn nạn này, làm được cái chức quản lý là muốn lên trời đúng không? Lập tức cút ngay cho tôi, cắt tiền lương tháng này. Đặng Minh Tuấn chỉ vào quản lý Từ mắng. Ông chủ, ông không thể làm như vậy, tôi cũng là vì suy nghĩ cho việc làm ăn của khách sạn thôi mà. Quản lý Từ hoàn toàn trợn mắt, đây là một vị trí rất đẹp, tiền lương hơn 300 triệu, còn rất có thể diện, ông ta không muốn ném đi bát cơm này. Cái em gái ông ấy, còn vì việc kinh doanh của khách sạn. Tôi thấy là ông muốn hủy hoại tôi luôn ý. Đặng Minh Tuấn mắng. Ông chủ, ông suy nghĩ lại đi. Quản lý Từ không cam lòng nói. Suy nghĩ cái gì, cút ngay, Ngô Minh Hiếu, lôi đồ rác rưởi này ra ngoài, đừng để ông ta lắc lư ở đây nữa. Đặng Minh Tuấn nói với đội trưởng đội bảo vệ Ngô Minh Hiếu. Ngô Minh Hiếu nào dám không nghe theo, dẫn theo mấy người bảo vệ đuổi quản lý Từ ra bên ngoài. Quản lý Từ không dám kêu, quả thực vừa tức giận vừa hối hận, bị đuổi ra khỏi khách sạn. Cậu Thiên, anh đã hài lòng chưa? Hi hi. Đặng Minh Tuấn cười hì hì nói với Hoàng Thiên. Lâm Ánh Nguyệt thật đáng thương, về sau nếu cô ấy vẫn làm việc ở chỗ ông phải chăm sóc cô ấy thật tốt vào, biết chưa? Hoàng Thiên nhìn Lâm Ánh Nguyệt ở bên canh, quay sang bàn giao với Đặng Minh Tuấn. Đặng Minh Tuấn nào dám không nghe, vội vàng đảm bảo nói, cậu Thiên cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi, về sau nếu ai dám bắt nạt Lâm Ánh Nguyệt, tôi sẽ xào kẻ đó luôn. Ánh Nguyệt, số tiền này cô giữ lấy, để mua thuốc cho mẹ cô. Hoàng Thiên mở ví ra lấy ra 100 triệu tiền mắt đưa cho Lâm Ánh Nguyệt. Lâm Ánh Nguyệt giãy nảy mình, nhưng rất nhanh, nước mắt cảm kích chảy xuống. Anh Thiên, cái này không được, anh cứu tôi đã là đại ân đại đứa lắm rồi, làm sao tôi còn có thể nhận tiền của anh được? Lâm Ánh Nguyệt từ chối. Cầm đi, nếu không tôi sẽ tức giận. Hoàng Thiên trầm mặt, cố ý hù dọa Lâm Ánh Nguyệt. Lâm Ánh Nguyệt không còn dám từ chối nữa, đành phải nhận lấy tiền, lập tức muốn quỳ gối với Hoàng Thiên. Đối với cô ấy thì 100 triệu này là một số tiền rất lớn, có thể cứu được mạng mẹ của cô. Cô ấy cảm thấy ngoại trừ dập đầu với Hoàng Thiên thì cô ấy không có gì để báo đáp anh. Làm sao Hoàng Thiên có thể để cho cô ấy quỳ xuống? Lúc này anh đỡ lấy cô ấy. Đừng làm như vậy, đi xuống tầng trước đi. Hoàng Thiên nói với Lâm Ánh Nguyệt. Dạ. Lâm Ánh Nguyệt gật đầu, nghĩ thầm một lát nữa đợi Hoàng Thiên xử lý xong chuyện, cô ấy nhất định sẽ đi tìm Hoàng Thiên xin số điện thoại. Về sau nếu có tiền cô nhất định sẽ trả lại cho anh. Nhìn thấy Hoàng Thiên chẳng những có thể cứu được Lâm Ánh Nguyệt, mà còn khiến Lâm Ánh Nguyệt cảm động phát khóc, Trịnh Thành đang ngã trên mặt đất tức phát điên. Trịnh Lạc Bình cũng rất tức giận, nhưng hiện tại ông ta sợ hãi nhiều hơn, bởi vì ông ta phát hiện Hoàng Thiên đang nhìn ông ta, bộ dạng như muốn làm thịt ông ta vậy. Trịnh Lạc Bình, mày có thể nói điều gì khác dễ nghe hơn không? Hoàng Thiên đi tới bên cạnh Trịnh Lạc Bình nhìn ông ta rồi lạnh lùng nói. Thằng khốn nạn này đã chạy mấy ngày rồi mà vẫn luôn dở trò quỷ ở trong bóng tối, Hoàng Thiên thực sự cảm thấy phiền phức với con hàng này. Trịnh Lạc Bình bị dọa cho sợ hãi, ông ta có thể ở trong bóng tối khiêu khích người khác đối phó với Hoàng Thiên, thế nhưng khi thật sự đối mặt với Hoàng Thiên thì ông ta vẫn tương đối sợ hãi. Bởi vì Trịnh Lạc Bình đã từng bị Hoàng Thiên trừng trị làm cho phục nên ông ta biết Hoàng Thiên đáng sợ như thế nào. Ngài Thiên, giữa chúng ta có hiểu lầm nên chỉ cần giải quyết hiểu lầm là xong. Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau nói chuyện. Đôi mắt Trịnh Lạc Bình đảo liên tục, mặt dạn mày dày nói.
Hoàng Thiên nghe thấy ông ta nói như vậy thì thật sự là cảm thấy cực kỳ buồn cười. Ha ha, bây giờ mày mới biết cùng nhau nói chuyện sao? Nhưng mà tại sao khi mày khuyến khích Đổng Việt Cường tới đối phó với tao lại không cùng nhau nói chuyện chứ? Hoàng Thiên cười lạnh lùng hỏi Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình nhìn thoáng qua Đổng Việt Cường, ông ta không còn lời nào để nói. Nhân chứng ở đây nên chối cãi là vô ích. Đổng Việt Cường đứng ở một bên không dám nói lời nào, ông ta oán hận trừng mắt nhìn Trịnh Lạc Bình, nếu như không phải do Trịnh Lạc Bình thì ông ta cũng sẽ không gióng trống khua chiêng đến thành phố Bắc Ninh tìm Hoàng Thiên, càng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Về chuyện Đồng Thần Thụ con trai ông ta bị Hoàng Thiên bắt lại thì hoàn toàn có thể bàn bạc với Hoàng Thiên chứ không đáng cầm dao đụng súng. Bây giờ thì hay rồi, ông ta bị Hoàng Thiên trừng trị lại còn không biết có thể còn sống mà về Trấn Kim Thanh hay không nữa. Ông nhìn tôi làm gì? Nếu như không phải ông ở một bên khuyến khích thì sao tôi sẽ đến thành phố Bắc Ninh đối đầu với cậu Thiên sao? Trịnh Lạc Bình ông hại tôi đau khổ đấy. Đồng Việt Cường oán hận la lên với Trịnh Lạc Bình. Trịnh Lạc Bình hung hăng liếc nhìn Đồng Việt Cường. Sau đó nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, chuyện đã đến nông nỗi này vậy anh muốn xử lý như thế nào? Ha ha, câu này phải là tao hỏi mày mới đúng chứ? Tất cả mọi chuyện là do mày và con trai mày trốn ở đằng sau rồi đối đầu với tao không phải sao? Hoàng Thiên hỏi Trịnh Lạc Bình. Được thôi cậu Thiên, vậy anh muốn xử lý tôi như thế nào thì anh cứ nói thẳng ra đi. Trịnh Lạc Bình ỉu xìu, ông ta biết một khi đã rơi vào trong tay Hoàng Thiên thì có chạy cũng không thoát. Ông ta không dẫn theo cấp dưới thì làm sao có thể là đối thủ của Hoàng Thiên chứ? Huống chi xem như ông ta dẫn theo cấp dưới thì cũng sẽ không đánh thắng được Hoàng Thiên. Tao muốn mày chết mày có bằng lòng không? Sắc mặt Hoàng Thiên xa sầm hỏi Trịnh Lạc Bình. À, Trịnh Lạc Bình bị dọa sợ đến nỗi run rẩy. Cậu Thiên, anh đang đùa tôi sao? Dáng vẻ của tao giống như đang nói đùa sao? Hoàng Thiên nói rồi hung hăng tát Trịnh Lạc Bình mười mấy cái. Anh đánh đến nỗi răng hàm của Trịnh Lạc Bình cũng bay ra, đầu trong nháy mắt sưng lên giống như trái dưa hấu. Cậu Thiên hãy tha mạng cho tôi đi, tôi cũng không làm gì được anh mà vẫn luôn bị trừng trị. Trịnh Lạc Bình oan ức đến mức sắp khóc, ông ta nói không có chuyện gì, ngay từ đầu quả thực là ông ta không để Hoàng Thiên vào mắt, thế nhưng sau này ông ta lại bị Hoàng Thiên ngược đãi thê thảm. Hừ hừ, vốn dĩ không phải là chuyện gì lớn lắm, mẹ vợ tao nợ mày tiền đánh bài. Tao đã bàn bạc giải quyết với Lê Hạ Mai xong rồi nhưng mày cứ chắc chắn không chịu buông tha. Hoàng Thiên chỉ vào mũi Trịnh Lạc Bình răn dậy và của mắng. Trịnh Lạc Bình lau vết máu ở trên khóe miệng, vẻ mặt oan ức nói, cậu Thiên, tôi cũng chỉ là ông chủ của một cái sòng bạc đó là do tôi góp vốn với Lê Bảo Đại cùng mở ra nên hiển nhiên là muốn xen vào. Mày có thể xen vào, nhưng mày xen vào như thế nào chứ? Mở miệng ra là đòi tao một 350 tỷ. Lê Hạ Mai không giúp một mày đối phó với tao nên mày bắt cô ấy, mày nói xem có phải mày rảnh rỗi quá nên tới kiếm chuyện có phải không? Hoàng Thiên vỗ khuôn mặt của Trịnh Lạc Bình lạnh giọng nói. Trịnh Lạc Bình cứng họng, ông ta nhớ lại thì hình như Hoàng Thiên không nói sai gì hết. Bây giờ suy nghĩ lại thì bản thân thật sự là tự tìm đường chết, thực ra nếu như ông ta không kiêu căng thì sẽ không rơi vào tình trạng như thế này. Bây giờ ông ta có nhà cũng không dám về. Nếu như phân cao thấp với Hoàng Thiên thật sự là sẽ có hiệu quả nghiêm trọng. Vâng 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 cậu Thiên, là do tôi rảnh rỗi không có việc làm nên kiếm chuyện, tôi biết tôi sai rồi. Thái độ của Trịnh Lạc Bình khác thường hung hăng gật đầu với Hoàng Thiên, thừa nhận bản thân mình đã sai. Nhưng Hoàng Thiên lại không dễ bị lừa như vậy, lúc này anh nhìn mặt để nói chuyện thì phát hiện Trịnh Lạc Bình chỉ tạm thời sợ hãi mà thôi, trong lòng con hàng này vẫn không phục cho lắm. Đối với loại người này từ trước đến nay Hoàng Thiên đều không khách sáo. Nếu như không trừng trị cho người này phục thì tai họa về sau sẽ vô tận. Đừng nói nhảm nữa, bây giờ tao sẽ tiễn hai cha con mày lên đường để hai cha con mày có người bầu bạn. Hoàng Thiên nói. Hả, Trịnh Lạc Bình giống như bị đánh đòn cảnh cáo, ông ta đã nhận lỗi với Hoàng Thiên rồi mà sao Hoàng Thiên vẫn còn muốn giết ông ta chứ? Cậu Thiên, tôi cũng đã nhận lỗi rồi sao anh vẫn còn muốn giết tôi? Trịnh Lạc Bình nôn nóng, ông ta bày ra dáng vẻ đáng thương nhìn Hoàng Thiên. Mày tưởng rằng chỉ cần nhận lỗi là sẽ không sao à? Hoàng Thiên hung hăng nhìn Trịnh Lạc Bình, sau đó nói với Lã Việt, kéo Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành ra ngoài tìm chỗ giải quyết hết, đừng gây phiền phức cho khách sạn. Vâng. Lã Việt trả lời rồi dẫn theo cấp dưới bắt tay vào làm. Ao ao ao. Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành đồng thời đái ra quần, hai người họ làm sao có thể chịu được sự hù dọa như thế này chứ? Bởi vì vừa rồi Hoàng Thiên làm rất giống thật nên Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành cho rằng là mình sẽ chết chắc. Đừng, xin cậu Thiên đừng giết tôi.
Cậu Thiên, anh có thể nhẹ tay được không? Tôi vẫn còn trẻ, tôi vẫn chưa lấy vợ mà. Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành khóc lên, bây giờ họ không lo về vấn đề thể diện mà chỉ cần sống sót là được. Hoàng Thiên không thèm để ý tới Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành, cái loại phần tử cặn bã này nếu như không dọa họ sợ hãi đến nỗi đau tim họ vẫn sẽ không cần thể diện mà làm đi làm lại nhiều lần. Lã Việt đã dẫn theo người kéo hai cha con nhà họ Trịnh ra ngoài, đương nhiên là Lã Việt quen biết với Hoàng Thiên đã lâu nên hiển nhiên sẽ hiểu rõ Hoàng Thiên, anh ta biết Hoàng Thiên không thật sự muốn giết chết Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành. Chỉ có điều là muốn dạy dỗ hai cha cơ này suốt đời khó quên mà thôi, cho nên Lã Việt cũng rất biết diễn thật sự làm theo mệnh lệnh của Hoàng Thiên. Âm thanh gào khóc thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành bị kéo ra ngoài giống như chó chết. Đồng Việt Cường trơ mắt nhìn tất cả cảnh tượng này, ông ta bị dọa sợ đến nỗi hồn của mình của sắp bay mất. Xiết gà dọa khỉ, Đồng Việt Cường nhìn thấy cảnh này thì làm sao có thể không sợ chứ? Phù phù. Đồng Việt Cường quỳ xuống bò tới dưới chân Hoàng Thiên. Cậu Thiên, tôi chỉ muốn cứu con trai tôi mà thôi chứ không có đối đầu với anh, xin anh đừng giết tôi. Đồng Việt Cường gào khóc nói. Hoàng Thiên nhìn thấy thì thật sự không còn lời nào để nói, ông già cứ động một chút lại khóc như vậy cũng không có được mấy người. Nhưng mà Hoàng Thiên không biết rằng ở trước cái chết thì đa số mọi người đều rất sợ chết, sắp chết đến nơi nên không thể kiềm chế được nỗi lòng thì đây cũng là điều rất bình thường. Tôi có từng nói sẽ giết ông sao? Hoàng Thiên nhìn Đồng Việt Cường đang quỳ gối ở dưới chân hỏi ông ta. Đồng Việt Cường nghe xong thì lập tức mở cờ trong bụng, xem ra Hoàng Thiên hẳn là sẽ không giết ông ta. Đúng vậy cậu Thiên, tôi hồ đồ rồi nên không biết nói chuyện. Dáng vẻ của Đồng Việt Cường vừa nói vừa tự tát vào mặt mình để nịnh nọt Hoàng Thiên. Dẫn con trai ông về đi, nhớ kỹ là sau này đừng để tôi nhìn thấy hai người nữa. Hoàng Thiên cảnh cáo Đồng Việt Cường. Đồng Việt Cường bị dọa sợ đến nỗi run rẩy vội vàng nói. Vâng cậu Thiên, tôi chắc chắn sẽ dạy bảo con trai tôi, sau này phải làm người tốt, chắc chắn sẽ để nó đi vào con đường đúng đắn. Hoàng Thiên nở nụ cười gằn không tin lời Đồng Việt Cường nói. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, loại người giống như Đồng Thần Thụ bớt làm chuyện xấu đã là không tệ rồi chứ nói gì là làm người tốt. Bảo Đồng Thần Thụ sau này không được đến quấy rối cô Mai, nếu để cho tôi biết anh ta vẫn còn đi làm phiền người ta thì tôi sẽ không tha cho anh ta. Hoàng Thiên bổ sung một câu. Tôi đã hiểu rồi, cậu Thiên yên tâm, nếu như Đồng Thần Thụ vẫn còn dám đi làm phiền Lê Hạ Mai thì tôi sẽ đánh gãy cái chân chó của nó. Đồng Việt Cường tự tin nói. Hoàng Thiên cũng không nói thêm gì nữa, dù sao thì anh cũng đã cảnh cáo Đồng Việt Cường nên chắc hẳn là ông ta có thể quản chế Đồng Thần Thụ chặt chẽ. Dẫn theo con trai và tất cả cấp dưới của ông rời khỏi thành phố Bắc Ninh đi. Chốc lát sau Hoàng Thiên nói với Đồng Việt Cường. Đồng Việt Cường vô cùng cảm ơn Hoàng Thiên rồi xám xịt bỏ chạy. Ông chủ của khách sạn Đặng Minh Tuấn nhìn thấy thì choáng váng, điều làm cho ông ta kinh hãi nhất là Hoàng Thiên lại muốn xử lý Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành. Cậu Thiên, anh thật sự muốn làm thịt hai cha con nhà họ Trịnh sao? Đặng Minh Tuấn cẩn thận đi tới hỏi Hoàng Thiên. Ha ha, trái lại tôi sẽ không làm như vậy, tạm biệt ông chủ Tuấn. Hoàng Thiên mỉm cười sau đó quay người đi ra khỏi quán rượu. Sau khi đi ra bên ngoài Hoàng Thiên lên xe của anh rồi gọi điện thoại cho Lã Việt. Anh đưa hai cha con nhà họ Trịnh đi đâu rồi? Cậu Thiên, chúng tôi đang ở thành phố phía đông, tiếp theo phải làm như thế nào? Lã Việt hỏi Hoàng Thiên. Ở đó chờ tôi sẽ đến ngay. Hoàng Thiên cúp điện thoại rồi lái xe chạy thẳng đến thành phố phía đông. Trên đường đi, Hoàng Thiên và Lã Việt duy trì liên lạc, họ nhanh chóng tìm được một đồng cỏ ở phía đông thành phố. Nơi này đồng cỏ cao hơn 1 mét, bên cạnh còn có mấy nhánh sông nhỏ, ruồi muỗi tàn phá bừa bãi, bình thường không ai tới nơi như vậy. Lã Việt cũng thật biết chọn địa phương, đêm hôm khuya khoắt đến nơi hoang vu này, tạo thành tâm lý áp lực tương đối lớn cho Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành. Hoàng Thiên đậu xe ở bên ngoài, lúc này Lã Việt tới đón. Cậu Thiên, đi bộ vào trong một đoạn thôi, không lái xe qua được. Lã Việt nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, đi theo Lã Việt vào bên trong hơn 100 mét, đến một chỗ đất trống. Lúc này Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành ủ rũ ngồi xổm xuống đất. 6 thuộc hạ của Lã Việt vây xung quanh họ ở đó, tạm giam giữ bọn họ. Thấy Hoàng Thiên đến, trong lòng Trịnh Lạc Bình rốt cuộc có chút hy vọng, vừa rồi ông ta xem như phải chết không hề nghỉ ngờ. Ngài Hoàng Thiên, anh đến rồi, tôi xin anh, tuyệt đối đừng giết tôi và con trai tôi. Trịnh Lạc Bình trực tiếp quỳ xuống đất, hung hăng dập đầu với Hoàng Thiên, trên trán tất cả đều là nước bùn. Con còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh dập đầu với Ngài Hoàng Thiên.
Trịnh Lạc Bình nhìn Trịnh Thành còn ngồi xổm ở đó thì tranh thủ thời gian vỗ đầu Trịnh Thành một cái. Trịnh Thành cũng bị hù dọa đến nỗi mơ hồ, anh ta kịp phản ứng lập tức quỳ xuống đất dập đầu với Hoàng Thiên, dập còn nhanh hơn cha anh ta. Cậu Thiên có lòng từ bi, tôi không muốn chết. Trịnh Thành gào to. Hoàng Thiên đã nghe đủ rồi, hai cha con này thật đê tiện, lúc gây chuyện không hề mập mờ, sắp chết đến nơi thì không cần chút tôn nghiêm nào, dập đầu cầu xin tha thứ cũng không ngại mất mặt. Không muốn chết thì mấy người còn gây náo loạn nhiều như vậy làm gì? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành quát. Chúng tôi hối hận, cậu Thiên chỉ cần tha mạng chó cho chúng tôi thì chúng tôi chắc chắn cải tà quy chính, không làm chuyện xấu nữa. Trịnh Lạc Bình lau nước mắt, ông ta thật sự sợ hãi, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Cậu Thiên, đừng tốn thời gian với bọn họ, chơi chết bọn họ rồi tính. Lã Việt nói với Hoàng Thiên. Ừ, ra tay đi. Hoàng Thiên phất tay. Đừng. Trịnh Lạc Bình nhìn Lã Việt cầm dao tới, bị hù dọa đến nỗi hét lên. Trịnh Thành thì sợ hãi trực tiếp sụi lơ dưới đất, anh ta cũng run rẩy xém chút nữa miệng sùi bọt mép. Mắt thấy hai cha con này đã sợ vỡ mật, Hoàng Thiên cảm thấy cũng gần đủ rồi, bọn nhỏ hẳn không dám làm chuyện gì nữa. Thật sự đúng là không có triển vọng. Hoàng Thiên cười lạnh, nói với Trịnh Lạc Bình. Vâng vâng vâng, cậu Thiên dạy dỗ cực chính xác, hai cha con vô dụng chúng tôi đều không có triển vọng. Trịnh Lạc Bình cũng đề tiện đến trình độ nhất định, vì mạng sống mà tên này không hề có ranh giới nào. Giết đám rác rưởi mấy người cũng bẩn tay tôi. Hoàng Thiên chán ghét nhìn Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành một chút, sau đó nói với Lã Việt, hung hăng dạy dỗ họ một trận rồi bảo họ cút đi. Vâng. Lã Việt vâng lệnh một tiếng rồi mang theo thuộc hạ bắt đầu dạy dỗ Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành. Đây là chuyện trong dự đoán của Lã Việt, anh ta cũng biết Hoàng Thiên sẽ không giết Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành bừa bãi, đêm nay chỉ là muốn dạy dỗ cho hai cha con này cả đời khó quên thôi. Nghe Hoàng Thiên nói như vậy, Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành vui đến phát khóc, rốt cuộc không cần chết. Cậu Thiên anh thật tốt, dạy dỗ chúng tôi quá tốt, hung hăng dạy dỗ chúng tôi đi, ha ha. Trịnh Lạc Bình cười ha ha, chuẩn bị tinh thần bị đánh. Ông ta khiến Hoàng Thiên tức điên, mẹ nó tên này đê tiện thật, muốn đánh ông ta mà ông ta cũng mừng rỡ như vậy. Lã Việt bọn họ nhanh chóng ra tay, đấm đá Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành một trận. Chỉ cần không đánh chết là được, Lã Việt bọn họ rất có chừng mực. Đánh cho Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành khóc cha gọi mẹ. Thẳng cho tới khi hai con này sắp không chịu nổi nữa thì lúc này Lã Việt mới dừng tay. Hai người cút đi, nhớ lấy trận dạy dỗ đêm này, sau này dám gây sự thì cũng đừng mong dễ dàng như vậy. Lã Việt chỉ vào Trịnh Lạc Bình và Trịnh Thành quát. Đúng đúng, chúng tôi không dám nữa. Mặt mũi Trịnh Lạc Bình bầm dập, sau đó ông ta hứa hẹn rồi kéo Trịnh Thành chạy mất, hai cha con này chạy khập khiếng, chạy mấy bước thì té một cái, thật sự bị đánh thê thảm. Về phần bọn họ chạy đi đâu thì Hoàng Thiên không quan tâm nữa, anh đưa Lã Việt bọn họ về thành phố Bắc Ninh. Đêm đã khuya, sau khi Hoàng Thiên về đến nhà thì cùng vợ trò chuyện chút rồi ngủ. Hôm sau khi Hoàng Thiên thức dậy vào buổi sáng thì Lâm Ngọc An đã làm xong bữa sáng, đang chờ Hoàng Thiên rời giường. Ông xã, hôm nay anh phải đi với em đến bệnh viện. Lúc ăn cơm, gương mặt Lâm Ngọc An tràn đầy hạnh phúc nói. Được, chúng ta ăn cơm xong rồi đi. Hoàng Thiên vừa cười vừa nói, nhìn bụng của vợ càng ngày càng to, trong lòng anh thật sự rất kích động. Mấy tháng nữa sẽ làm cha rồi, nghênh đón thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người. Hai vợ chồng dùng xong bữa sáng thì lái xe tới bệnh viện. Kiểm tra trước khi sinh rất cần thiết, siêu âm đủ loại xong thì có vẻ thai nhi rất bình thường và khỏe mạnh. Sau khi kiểm tra xong thì Hoàng Thiên vừa muốn đưa Lâm Ngọc An về nhà thì đúng lúc này một giọng nói phụ nữ quen thuộc truyền tới. Cậu Thiên, thật sự là anh sao? Nghe giọng nói rất quen thuộc này thì Hoàng Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, anh thật sự vô cùng bất ngờ. Chỉ thấy một người phụ nữ khoảng 20 tuổi đang đứng phía sau anh cách mười mấy mét, vẻ mặt kích động. Lâm Ngọc An cũng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút, sau khi cô nhìn thấy cô gái này thì cũng vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ chồng mình còn nhận biết cô gái trẻ đẹp như vậy. Ông xã, cô ta là ai? Lâm Ngọc An hiếu kỳ hỏi Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên không có quỷ. Đương nhiên rất bình tĩnh mà cười nói, tối hôm qua lúc ăn cơm thì anh gặp cô ta, tên Lâm Ánh Nguyệt. À, thật đúng là tình cờ. Lâm Ngọc An khẽ gật đầu, chẳng qua trong lời nói đã chút không vui. Hoàng Thiên cười lắc đầu, chẳng qua anh cũng hiểu phụ nữ không phải đều như vậy sao, chỉ cần quan tâm chồng thì không cho phép chồng quen biết phụ nữ xinh đẹp bên ngoài. Ánh Nguyệt, sao cô ở đây? Hoàng Thiên lên tiếng chào Lâm Ánh Nguyệt. Lúc này Lâm Ánh Nguyệt đi tới, nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên.
tôi tới bệnh viện thăm mẹ. À đúng rồi, mẹ cô bị bệnh nằm viện đúng không? Hoàng Thiên hỏi. Đúng vậy, hôm nay ông chủ cho tôi nghỉ một ngày, bảo tôi tới bệnh viện chăm sóc mẹ cho tốt, sau này chỉ cần có việc thì có thể nghỉ thoải mái, tiền lương không trừ. Tối hôm qua Hoàng Thiên bảo Đặng Minh Tuấn trông nom cô ta cho tốt, câu nói này đã có hiệu quả, nếu không nào có loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, hỏi Lâm Ánh Nguyệt, mẹ cô bị bệnh gì, nghiêm trọng không? Lâm Ánh Nguyệt cúi đầu cắn môi một cái nói, rất nghiêm trọng, nhiễm trùng đường tiểu. Chuyện này, Hoàng Thiên có hơi không phản bác được, quan trọng bệnh này quá nguy hiểm, cũng có thể nói là bệnh nan y, đương nhiên cũng có hy vọng chữa trị, nhưng phải tốn rất nhiều tiền đi thẩm tách. Chi phí đắt đỏ vẫn chưa chắc có thể trị hết, cho nên rất nhiều bệnh nhân hoàn cảnh gia đình không tốt, chỉ có thể đành phải từ bỏ chữa trị. Nghĩ đến tối hôm qua cho Lâm Ánh Nguyệt có 100 triệu thì lúc này Hoàng Thiên mới cảm thấy cho thiếu, 100 triệu mà đối mặt với bệnh nặng này thì để làm gì? Ánh Nguyệt, không đủ tiền thì nói với tôi, không cần khách khí. Hoàng Thiên nói với Lâm Ánh Nguyệt. Lâm Ánh Nguyệt nhìn Hoàng Thiên, cô ta đã sắp nghẹn nghèo, cô ấy cảm động đến nói không thể nói câu nào. Tối hôm qua quen biết Hoàng Thiên lại giúp cô ấy như thế. Không được, cậu Thiên, tôi đã cảm kích anh lắm rồi, không cần. Lâm Ánh Nguyệt không dám nói Hoàng Thiên đã cho cô ấy 100 triệu, bởi vì cô ấy phát hiện Hoàng Thiên hình như đưa vợ theo. Chuyện này nếu để vợ Hoàng Thiên biết thì không phải gây phiền phức cho Hoàng Thiên sao? Hoàng Thiên cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Lâm Ánh Nguyệt, anh không khỏi cười nhạt một tiếng. Nghĩ thầm người con gái này thật đúng là vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, còn biết cân nhắc chu đáo. Nhưng cô ấy cũng không biết Ngọc An hiền lành biết bao, cho dù biết cũng sẽ không tức giận. Chứng phân ure cần rất nhiều tiền để chữa, không cần khách khí với tôi, cần thì nói với tôi. Lúc này Hoàng Thiên nói. Lâm Ánh Nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu, cô không biết từ chối thế nào mới tốt, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ánh Nguyệt, có phải sợ tôi tức giận hay không? Ha ha, đừng lo lắng chuyện này, đổi lại là tôi thì tôi cũng giúp cô. Lúc này Lâm Ngọc An giữ chặt tay Lâm Ánh Nguyệt, nhẹ giọng nói với cô ấy. Chị! Lâm Ánh Nguyệt cảm kích nhìn Lâm Ngọc An, không đợi cô nói gì thì lúc này y tá đi tới. Cô Nguyệt, thủ tục xuất viện đã làm xong chưa? Xử lý xong rồi thì mời cô đưa mẹ cô rời khỏi phòng bệnh, còn có bệnh nhân cần giường đấy. Y tá thúc giục nói. Hoàng Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, trong tay Lâm Ánh Nguyệt không phải có 100 triệu hay sao? Tại sao còn bị ép để mẹ cô ấy xuất viện từ bỏ chữa trị? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.